Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 51. Long thiếu gia, có phải Long thiếu gia không vậy? Khách quý, Long thiếu gia, lâu lắm không gặp, lúc trước khi họp lớp muốn gặp cậu cũng khó. Đúng vậy, Long thiếu gia, mấy năm nay cậu đi đâu vậy? Cả tỉnh Hán Đông này chẳng tìm được bóng dáng cậu. Long thiếu gia, lần này về cậu phải uống thêm 2 ly, tối nay, cậu không được đi đâu đâu. Tiểu Mỹ, cậu lợi hại ghê. Tóm được con rồng thần thấy đầu không thấy đuôi này, tôi ngưỡng mộ hai người quá. Long thiếu gia, đại thiếu gia nhà họ Hoa, vẫn luôn là nhân vật truyền kỳ của lớp bọn họ, thân phận và địa vị của Hoa Long không cần bàn cãi, đối với bất kỳ ai mà nói, đều là sự tồn tại đáng ngưỡng mộ, cho dù Mã Húc lái được Rolls Royce thì ở trước mặt Long thiếu gia cũng chả là cái thá gì. Nhà họ Hoa là một trong tam đại gia tộc của thành phố Đông Hải, tài sản đâu chỉ dừng ở con số 100 triệu. Long thiếu gia vẫn luôn là sự tồn tại truyền kỳ. Khi đi học, tất cả mọi người đều biết, Long thiếu gia không chỉ là người bình thường, không biết bao nhiêu người đàn ông đi theo anh ta, không biết bao nhiêu cô gái muốn xông vào lòng anh ta. Là người thừa kế của nhà họ Hoa, địa vị thực sự của Hoa Long đáng để người khác sùng bái, không biết khiến bao nhiêu người phải lùi về sau để nhìn. Đây mới chính là đại thiếu gia nhà giàu đích thực, hoàn toàn không phải loại nhà giàu mới nổi như Mã Húc so nổi. Hoa Long vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của bao người, mọi người đều ríu rít bợ đít, chào hỏi làm quen Hoa Long. Hàn Tiểu Mỹ bên cạnh Hoa Long trông rất kiêu ngạo, coi trời bằng vung, có thể trở thành người phụ nữ của Hoa Long là mong ước của cô ta từ lâu, cũng là mong ước của biết bao cô gái, bọn họ chỉ có thể đứng từ xa ngước nhìn. Hàn Tiểu Mỹ hôm nay ăn mặc xinh đẹp, vừa nhìn là thấy cô ta là tiêu điểm giữa cả rừng hoa, có thể đứng bên Long thiếu gia đương nhiên cũng không thể yếu thế. Hàn Tiểu Mỹ biết mình độc thân nhiều năm, cuối cùng cũng có được bạch mã hoàng tử trong mơ của cô ta, lần họp lớp lần này, cô ta muốn trông coi kỹ Long thiếu gia, không thể để đám hồ ly tinh kia liếc mắt đưa tình được. Mà lần này, Hàn Tiểu Mỹ đã dùng hết thủ đoạn khiến Mã Húc đem theo Tần Lâm, mục đích là để báo thù. Báo thù ngày đó. Bây giờ tất cả bạn học ở đây, cũng là lúc cô ta lật mình thành người nắm quyền, tên này sẽ phải nhận đòn tấn công từ Long thiếu gia. Không ai có thể cứu được anh cả. Lần này Long thiếu gia về, sao không nhắn trước cho bọn họ tôi, bọn tối sẽ đón tiếp cậu. Lý Cương gật đầu cúi người nói, so với Mã Húc, Hoa Long mới là đại thiếu gia thật sự, Mã Húc chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, sao đọ được. Địa vị của nhà họ Hoa ở thành phố Đông Hải thậm chí cả tỉnh Hán Đông rất lớn, vậy nên Hoa Long vừa xuất hiện liền khiến mọi người hét lên, bởi vì trước nay chưa có ai nói cho họ biết, lần họp lớp này, Long thiếu gia sẽ đến. Lý Cương muốn tỏ vẻ trong buổi họp lớp, nhưng lần này vừa thấy Long thiếu gia đến, hắn liền cụp đuôi, mỉm cười nịnh nọt. Đúng là Long thiếu gia, nhiều năm không gặp rồi, đúng là vẫn thân thiết như vậy, ha 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 ha. Bạn học chúng ta cùng nhau ăn chơi một bữa đi. Lý Cương cười khẩy, nhìn cái dáng vẻ ngu ngốc của đám bạn học, chơi cái gì, cậu có đủ tư cách đứng cùng chỗ với Long thiếu gia à? Tự rát vàng lên mặt mình à? Không thấy Long thiếu gia không thèm để ý đến cậu à? Chư bát giới gặm móng heo không biết tự lượng sức mình. Còn sững sờ cái gì, Mã Húc, nói cậu đó, mau qua châm thuốc cho Long thiếu gia đi, tôi thì thôi đi, chẳng nhẽ cậu cũng không coi Long thiếu gia ra gì à? Lý Cương nhìn Mã Húc, chẳng phải cậu lợi hại sao? Cậu có thể lợi hại hơn Long thiếu gia chắc, tôi muốn xem cảnh cậu châm thuốc cho Long thiếu gia. Sắc mặt Mã Húc trầm xuống. Anh không ngờ Lý Cương lại gây xích mích như vậy, mình không châm thuốc cho hắn, vừa nhìn thấy là biết hận còn ghi hận trong lòng, muốn mình đối đầu với Long thiếu gia. Đây chẳng phải muốn đẩy mình vào chồng sao? Tên khốn này, đúng là loại khốn khiếp. Thân phận địa vị của Long thiếu gia đương nhiên Mã Húc không sánh bằng, những người ở đây đều không dám làm càn với Long thiếu gia, vậy nên anh ta vừa xuất hiện, khiến cho mọi người hận không thể quỳ xuống hành lễ. Mấy người này không quen nhìn Mã Húc ăn nên làm ra, dù trên miệng ba hoa chích chòe nhưng trong lòng lại khó chịu. Mọi người đều là bạn học, dựa vào đâu mà cậu ngạo mạn như vậy? Sao cậu so được với Long thiếu gia vừa sinh ra đã được ngậm thìa vàng, chẳng nhẽ tôi không bằng cậu chắc? Cũng không biết Mã Húc lấy đâu ra may mắn, trẻ tuổi mà lái được Rolls Royce, nhiều bạn học vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Nhưng trước mặt Mã Húc, bọn họ không dám nói, làm hỏng mối quan hệ cũng chẳng được gì tốt. Nhưng bây giờ thì khác Long thiếu gia đến rồi, cái loại nhà giàu mới nổi như anh sao bằng Long thiếu gia,
vừa nãy Mã Húc còn kiêu ngạo không coi ai ra gì, bây giờ sắc mặt cũng thay đổi rồi. Đúng vậy anh Mã, bây giờ chỉ có cậu có đủ tư cách châm điếu thuốc cho Long thiếu gia thôi, ha ha ha. Mau lên, còn đợi gì nữa? Mã Húc, chẳng nhẽ cậu khinh Long thiếu gia của chúng ta sao? Chẳng phải châm điếu thuốc thôi sao, ưỡn hẹo mãi, chẳng khác gì mấy cô nương, cậu có được không đấy Mã Húc, ha 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 ha. Đúng vậy, sao vậy? Không nể mặt à, mặt mũi của Long thiếu gia là thứ cậu có thể tùy ý đạp lên à? Mọi người đều liên lục chêm lời, đổ thêm dầu vào lửa, dù sao lúc trước Mã Húc ngang hàng với họ, nhưng đột nhiên lại giỏi lên, bọn họ sao có thể không khó chịu chứ? Trong lòng mọi người, họ chỉ muốn người ta kém hơn, chứ không muốn người ta giỏi hơn mình. Hàn Tiểu Mỹ nhíu mày, trợn mắt nhìn Mã Húc, tên này không có mắt à? Mã Húc, anh còn nhìn gì nữa, Long thiếu gia còn đang đợi đấy, còn cần em nhắc nữa à? Lúc trước chẳng phải anh giỏi lắm sao? Trước mặt bạn bè, nhìn tôi bị đánh, anh không quan tâm, bây giờ biết ai là chủ chưa? Trước mặt Long thiếu gia, tất cả đều là rác rưởi, anh cũng vậy. Lý Cương dục. Mã Húc, tôi bảo này, cậu làm sao vậy, chẳng nhẽ cậu muốn Long thiếu gia đợi đến đêm à? Mọi người đang nhìn đó, cậu thể hiện như vậy à? Sao vậy, có tiền rồi liền khinh Long thiếu gia à? Cánh cứng rồi, bây giờ ngay cả Long thiếu gia cũng không nể à, cậu được đấy Mã Húc. Có ít tiền, bây giờ thân phận khác xưa, không coi bạn cũ ra gì đúng không? Lý Cương ở bên châm chọc, thêm dầu vào lửa. Hàn Tiểu Mỹ nhìn Mã Húc và Tần Lâm, hôm nay cô ta bắt Mã Húc đem Tần Lâm tới, chính là để lấy đi nhuệ khí của bọn họ, hơn nữa chuyện lúc trước chưa xong đâu, hôm nay nhất định phải xử lý cả hai. Long thiếu gia đến, mọi người đương nhiên phải cúi đầu. Mã Húc ngượng ngùng cười, phất tay. Lý Cương, cậu nói gì vậy? Long thiếu gia là người như nào chứ, sao tôi bằng được, ha ha ha. Mã Húc biết, lúc này nếu như không châm thuốc cho Long thiếu gia thì nhất định sẽ bị người ta lên án, nhiều người đang ở đây chờ anh mất mặt, muốn thấy anh tiêu đời. Cái đám bạn học này, bọn họ là loại không hy vọng mình sống tốt hơn họ, bản thân nếu thực sự nếu sống tốt thì bọn họ sẽ không thoải mái, thật đáng buồn. Long thiếu gia, tôi châm thuốc cho cậu. Mã Húc vội vàng rút điếu thuốc ra châm thuốc rồi đưa cho Long thiếu gia. Ánh mắt Long thiếu gia lạnh lẽo, dừng trên người Tần Lâm. Cậu châm là tôi phải hút chắc, cậu nghĩ mình là ai? Tay Mã Húc dừng trong không trung, vô cùng ngượng ngùng. Lý Cương cười khẩy, cậu cứ giả bộ đi, muốn đấu với tôi à? Cậu còn non lắm, có chút tiền mà nghĩ mình là ông chủ rồi hả? Không biết lớn nhỏ, Long thiếu gia ở đây mà cậu còn muốn lên mặt. Bị vả mặt rồi chứ gì. Mã Húc cười nói, nếu không hút thì là không nể mặt, mình dơ lâu thế này rồi. Long thiếu gia, hút một điếu đi, cho tôi chút mặt mũi. Tôi ở đây mà cậu có mặt mũi à? Ha ha, cậu đề cao mình quá rồi đấy. Hoa Long cười khẩy nói, ánh mắt lạnh như băng, nhìn Mã Húc, sắc mặt Mã Húc tái xanh, nhưng mãi không nói ra lời, lúc này bầu không khí như đông cứng lại, Mã Húc không ngờ Hoa Long lại thẳng thắn đến vậy. Không thèm nể mặt anh. Dưới ánh mắt cả mọi người, bản thân tiến thoái lưỡng nan, vừa nãy còn nghĩ không biết nên châm thuốc cho Long thiếu gia hay không, nghĩ xong, Long thiếu gia lại khinh anh, đúng là ngại mà. Lý Cương trầm giọng nói. Cậu không hiểu lời Long thiếu gia nói à? Long thiếu gia không muốn cậu châm, cậu cũng không xứng châm thuốc cho Long thiếu gia, còn không mau cút, cái đầu ngứa mắt, chẳng biết trời cao đất dày là gì. Cái loại cậu, còn muốn giữ thể diện trước mặt Long thiếu gia, cậu xứng chắc. Long thiếu gia có thân phận gì, cậu có thân phận gì? Có mấy đồng bạc lẻ mà nghĩ mình giỏi giang lắm à, trong mắt Long thiếu gia, cậu chẳng là cái thá gì cả. Lời lẽ của Lý Cương vô cùng kịch liệt, nhưng không ai dám nói đỡ câu nào, ai lại dám phản bác lại Long thiếu gia chứ? Đều là bạn học, trước mặt Long thiếu gia đều là người bên dưới, Long thiếu gia không nói, bọn họ cũng không dám nói. Đắc tội Long thiếu gia thì chắc không sống được ở cả tỉnh Hán Đông và thành phố Đông Hải rồi. Vậy nên khi Hoa Long vừa xuất hiện, Lý Cương liền vội vàng bợ đít, nhìn thấy hướng gió, kẻ thức thời mới là Trang Hào Kiệt. Sắc mặt Mã Húc vô cùng khó coi, nắm chặt bật lửa, nếu như Lý Cương sỉ nhục anh trước mặt mọi người, anh trở mặt lâu rồi, nhưng Long thiếu gia đang đứng cạnh xem nên Mã Húc không dám. Hàn Tiểu Mỹ cười khẩy, tỏ vẻ rộng lượng. Đều là bạn học, thôi đi. Nể mặt tôi, đừng tính toán chuyện này nữa,
loại không có mắt nhìn, đi đâu cũng ăn quỵt. Đi họp lớp, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh mất mặt, mau kéo ghế cho Long thiếu gia ngồi đi. Mã Húc không muốn nhưng anh chỉ có thể cúi đầu đi kéo ghế cho Long thiếu gia. Tần Lâm nhíu mày, kéo Mã Húc lại, Ngôn Tình tổng tài. Tần Lâm lạnh lùng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sợ gì chứ, sỉ nhục người khác thế này là có ý gì? Bạn bè tụ họp, tình cảm bạn bè của mấy người bị chó ăn rồi à? Có người lên tiếng mắng chửi anh. Anh là cái thá gì, Long thiếu gia ở đây, anh được phép nói chắc. Mẹ kiếp anh muốn chết đúng không? Đúng vậy, chẳng phải anh chỉ là tài xế sao? Tỏ vẻ cái gì, sếp của anh còn không dám đánh rắm, đến lượt anh giễu Võ Dương Oai à? Long thiếu gia là bạn học của chúng ta, anh là cái thá gì, còn cả Mã Húc nữa, mẹ kiếp, não cậu có vấn đề à? Đưa người đến họp lớp, cậu có ý gì? Muốn phá à? Không phải tôi nói cậu chứ Mã Húc, cậu cũng có chút đầu óc mà, đâu thể đem rác đến được, đây là buổi họp lớp, cậu đưa tài xế đến thì ra thể thống gì, thể hiện rằng mình là người có tiền à? Long thiếu gia có tiền cũng đâu có khoe khoang như cậu. Đúng là tên quỷ nghèo, sợ nghèo quá, sợ chúng ta khinh, ha ha ha, loại người này đúng là dễ tự ái, khả năng chịu đựng kém, sợ bị người khác coi thường. Mã Húc, mẹ kiếp, cậu mau quỳ xuống trước Long thiếu gia đi, kéo cả tài xế của cậu quỳ xuống nữa, đợi tí nữa Long thiếu gia nổi giận là không xong đâu. Dường như tất cả bạn học đều chĩa mũi dùi về phía Mã Húc, lúc này bọn họ muốn hai người quỳ xuống xin lỗi, làm như là tội nhân thiên cổ vậy. Mã Húc buồn phiền, muốn khóc quá, trong lòng hối hận chết mất, mình không nên nghe lời Hàn Tiểu Mỹ, kéo lão Tần qua đây, đây chẳng phải là tìm chuyện sao. Lúc này cho dù Mã Húc có ngu cũng biết mục đích của Hàn Tiểu Mỹ là muốn kéo Tần Lâm đến để thị uy. Lúc trước Tần Lâm đánh cô ta ở khách sạn Hai Át, lòng dạ cô ta hẹp hòi, sao có thể xin lỗi Tần Lâm chứ? Bây giờ thì hay rồi, Long thiếu gia đến, thằng chó Lý Cương, còn cả Hàn Tiểu Mỹ cáo mượn oai hùm, lập tức khiến Mã Húc rơi vào thế bí, căn bản không biết nên làm thế nào mới ổn. Long thiếu gia vừa xuất hiện liền thu hút ánh mắt của mọi người. Vừa nãy đám kia nịnh nót cũng chuyển mũi súng, bắt đầu châm chọc anh, thậm chí muốn anh quỳ xuống xin lỗi Long thiếu gia, đúng là làm nhục người khác mà. Lời của Tần Lâm đã hoàn toàn chọc giận đám bạn học, lúc này mình cũng đâu còn biện pháp ngăn con sóng dữ, bởi vì Lý Cương và cả đám ghét anh ăn nên làm ra rõ ràng đang chĩa mũi nhọn về phía anh, lão Tần chẳng qua chỉ bị anh vạ lây thôi. Mã Húc cúi người, cười nói. Họp lớp mà, ha ha ha, tôi xin lỗi cậu, Long thiếu gia. Xin cậu đừng tính toán bạn tôi. Lý Cương trợn mắt nói. Mẹ kiếp, cậu là cái thá gì? Người xin lỗi như vậy à? Không quỳ xuống thì sao có thành ý? Mã Húc, tôi thấy cậu khinh thường Long thiếu gia phải không? Còn cả bạn cậu nữa, đây chẳng phải tài xế sao? Cậu bất mãn với Long thiếu gia thì nói thẳng, lấy tài xế ra làm gì, chẳng phải trong lòng cậu vui lắm sao? Sao vậy, Long thiếu gia còn cần xin lỗi cậu phải không? Còn phải châm thuốc cho cậu phải không? Còn phải kéo ghế cho cậu phải không? Tôi đâu có ý này, Lý Cương cậu nói vớ vẩn gì thế, lão Tần là bạn tôi không phải tài xế của tôi, sao tôi cho thể bảo anh ấy bất kính với Long thiếu gia được? Mã Húc sốt ruột muốn chết, tên Lý Cương này đang muốn đổ lỗi cho mình mà, rõ ràng khó chịu với mình, chẳng phải vì ban đầu mình không châm thuốc cho hắn sao, bây giờ Long thiếu gia đến, tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu mình, đúng là mượn dao giết người. Không chỉ Lý Cương mà đám bạn học cũng khịt mũi coi thường Mã Húc. Mã Húc, đây là buổi họp lớp, không ngờ lòng dạ cậu lại sâu vậy, nhỏ mọn thế. Trên mặt không dám thể hiện với Long thiếu gia, mà lại chơi sau lưng ha ha ha, ác thật. Chẳng phải vì Long thiếu gia coi cậu là bạn, nếu không đã vứt cậu ra ngoài lâu rồi. Cậu còn tư cách đứng đây nói chuyện với chúng tôi sao? Bây giờ bảo cậu xin lỗi Long thiếu gia, cậu thấy bức bối lắm nhỉ? Dù là bạn cậu nhưng đã gây chuyện với Long thiếu gia chẳng nhẽ không nên quỳ xuống xin lỗi à? Rõ ràng là buổi họp lớp mà bị cậu phá hoại, Mã Húc ơi là Mã Húc, cậu thay đổi rồi, có mấy đồng bạc lẻ mà đã muốn thể hiện rồi, hôm nay nếu không có Long thiếu gia chắc cậu còn làm nhiều chuyện kinh khủng hơn. Còn sững sờ cái gì, mau quỳ xuống đi, chẳng nhẽ cậu nghĩ cúi đầu khom lưng là đủ à? Nếu là tôi sốt ruột lắm, Long thiếu gia cho cậu cơ hội mà cậu không biết quý trọng à? Tí nữa Long thiếu gia tức giận thì hai người chết chắc. Đám bạn học chỉ trỏ trỏ, tỏ vẻ muốn chỉ bảo Mã Húc,
bây giờ liền coi anh như con chó mà quát tới quát lui. Mã Húc có tiền trở thành cái gai trong mắt họ, Long thiếu gia cao cao tại thượng, bọn họ vẫn luôn kính sợ, nhưng Mã Húc này dựa vào đâu mà cưỡi trên đầu họ. Bọn họ chỉ muốn bây giờ Mã Húc bị ăn vả, như thế mới đã, mới khiến bọn họ hả hê. Mã Húc không nên giàu có. Bị người ta hận, bị người ta đố kỵ, đám này đúng là loại ghen ghét người tài. Mã Húc lập tức trở thành mục tiêu của mọi người, bởi vì anh bỗng nhiên thăng tiến quá nhanh, quá nổi bật giữa đám đông nên mới bị công kích. Mềm nắn rắn buông cũng chính là nỗi thấp thỏm trong lòng mấy vị bạn học này, bởi vì bọn họ sợ đắc tội với Long thiếu gia, bây giờ chỉ có việc bắt nạt Mã Húc mới có thể đem lại niềm vui cho bọn họ, khiến cho họ có cảm giác hơn người khác, thậm chí là cả cảm giác an toàn. Đứng cùng chiến tuyến với Long thiếu gia thật sự khiến cho bọn họ cảm thấy vinh quang. Tần Lâm nhíu mày, đám bạn học này cũng thực dụng quá rồi, đã nịnh bợ thì thôi đi, nhưng lại không xem Mã Húc ra gì, tình cảm bạn bè như tay chân đều bị biến thành đống rác rưởi trong mắt bọn họ hết rồi. Đặc biệt là Lý Cương, trong lòng hắn vẫn còn ôm hận với Mã Húc, lúc này hắn hận không thể chà đạp Mã Húc dưới chân một cách vui vẻ. Mã Húc, anh còn ngây ra đó làm gì? Nhanh lên, mau kêu bạn anh lại đi, bảo anh ta quỳ xuống cúi đầu xin lỗi Long thiếu gia. Tụi tôi còn đang chờ để được ăn đây này. Hàn Tiểu Mỹ nhìn bọn họ với vẻ giễu cợt, hôm nay cô ta thật sự muốn chiến với Tần Lâm tới cùng. Có Long thiếu gia làm hậu thuẫn thì còn gì phải sợ nữa. Mục đích của cô ta muốn Tần Lâm đến đây hôm nay đã quá rõ ràng, chính là để anh quỳ gối khấu đầu. Ánh mắt Hàn Tiểu Mỹ đầy vẻ mập mờ, bây giờ Mã Húc đã chót leo lên lưng cọp rồi, anh ấy căn bản không hề xứng để đấu với Long thiếu gia. Sao thế? Mã Húc, anh không nể mặt Long thiếu gia sao? Xem ra anh càng lúc càng ngon rồi đó, đến cả Long thiếu gia cũng không coi ra gì, anh có biết là mình đang làm phí thời gian của mọi người không? Thời gian của Long thiếu gia quý báu biết nhường nào, bây giờ tôi cho anh một cơ hội nữa, mau quỳ xuống xin lỗi đi, Long thiếu gia sẽ không tính toán đến chuyện trước kia nữa, sao anh lại không chịu thông suốt như vậy chứ? Hàn Tiểu Mỹ cười khẩy. Long thiếu gia, tôi không hề có ý đó, cậu xem. Tất cả chúng ta đều là bạn bè, sau này tôi sẽ mời cậu uống rượu nhé, cậu thấy thế nào? Mã Húc dạ dạ vâng vâng, sau đó kèm theo nụ cười, sắc mặt xa sầm xuống. Bốp! Lý Cương trực tiếp tát vào mặt Mã Húc, có rất nhiều bạn học đều đang sững sốt, nhưng Long thiếu gia vẫn hết sức điềm tĩnh. Bảo quỳ sao không quỳ, nhiều lời như vậy làm gì, Long thiếu gia thiếu tiền cơm mày sao? Còn muốn dùng quan hệ với Long thiếu gia ư? Rác rưởi như mày mà được Long thiếu gia nhìn một cái thôi cũng là phước đức lắm rồi, bây giờ mày còn dám mặt dày ngang ngược như vậy à? Lý Cương nhân cơ hội này tát cho Mã Húc một cái, Mã Húc tức giận trừng mắt nhìn Lý Cương, nhưng anh chỉ đành ngây ra đó không dám đánh trả. Quỳ xuống! Hàn Tiểu Mỹ hét lên, sắc mặt Mã Húc liền trở nên trắng bệch, thực lực của Long thiếu gia thì Mã Húc cũng biết, khi còn đi học có một người giành phụ nữ với Long thiếu gia. Ngày hôm sau anh ta liền bị đánh gãy gân tay gân chân, sau đó lập tức thôi học, Long thiếu gia ở thành phố Đông Hải chắc chắn là một nhân vật máu mặt, một người giàu mới nổi như Mã Húc chắc chắn không thể nào có tư cách đối đầu với Long thiếu gia. Long thiếu gia, tôi quỳ, nhưng bạn tôi không liên quan đến chuyện này, cậu đừng làm khó cậu ấy. Mã Húc cắn răng nói, đầu gối đàn ông quý như vàng, nhưng nếu anh không quỳ thì chắc chắn chuyện hôm nay sẽ không thể kết thúc tốt đẹp được. Mã Húc hận không thể tự tát mình một cái, sau đó nhìn sang Tần Lâm với vẻ áy náy. Muốn quỳ thì cùng nhau quỳ, một mình anh quỳ sao mà tính được. Hôm nay chính anh ta là người đụng trúng Long thiếu gia, anh còn muốn chịu tội thay anh ta làm gì? Tần Lâm, anh mau quỳ xuống cho tôi, nếu không hôm nay đừng mong rời khỏi căn phòng này. Ánh mắt Hàn Tiểu Mỹ sắc bén, cô ta hét lớn. Độc rắn độc ong còn không độc bằng lòng dạ đàn bà. Chỉ trách việc đã đắc tội với bà cô này thôi, bây giờ Long thiếu gia đang ở trước mặt, các người vẫn phải nên chịu phục thì hơn. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Các bạn học cùng nhau la ó, yêu cầu Tần Lâm và Mã Húc phải quỳ xuống, còn Hàn Tiểu Mỹ lại đắc ý ngẩng cao đầu, tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Sắc mặt Mã Húc xám xịt lại, những bạn học này đều đang trực tiếp đẩy anh xuống vực sâu. Mã Húc biết rằng, nếu không quỳ xuống thì chắc chắn hôm nay sẽ không thể nào rời đi được. Các bạn học xung quanh không ngừng gây áp lực, Mã Húc sắp không nhịn được nữa, không ngờ buổi tụ họp này lại biến bản thân thành tên hề duy nhất,
trong lòng Mã Húc cảm thấy vô cùng hối hận. Sự lạnh lùng của mọi người cũng đã cho anh một bài học nhớ đời, ngoài Tần Lâm ra thì đám bạn học này chỉ là một đám hề nịnh bợ mà thôi, nói bọn họ là chó theo chủ vẫn còn đánh giá cao quá rồi. Ở trước mặt Hoa Long thì vẫy đuôi cầu xin sự thương hại, nhưng lại hận không thể tự chặt bản thân thành tám khúc còn hơn. Tôn nghiêm của bản thân đều bị anh ta khiêu khích đến cực điểm, trong lòng Mã Húc đang đấu tranh, không biết phải làm như thế nào, bởi vì hiện tại đầu anh đang rối như tơ vò, đã vậy còn bị Lý Cương, Hàn Tiểu Mỹ và đám bạn học kia quát mắng, khiến cho anh hoàn toàn trở thành đối tượng bị chỉ trích. Hàn Tiểu Mỹ, đều tại con tiện nhân này. Mã Húc nghiến chặt răng, hận không thể tát cô ta một bạt tai, lúc đầu Tần Lâm đánh cô ta quả thật là một quyết định đúng đắn. Lúc này Mã Húc mới biết, anh hoàn toàn đã không còn chỗ đứng trong đám bạn học này. Bản chất con người là xấu xa, đứng trước lợi lộc và tiền tài thì tình bạn cũng chỉ như một bãi phân chó mà thôi, còn không đáng để nhắc đến. Nhưng Mã Húc đã không còn lựa chọn nào nữa, quỳ chính là con đường duy nhất. Sao thế, mày không muốn quỳ à? Xem ra là mày vẫn chưa rõ mình sai ở đâu chứ gì. Hoa Long nhìn sang Tần Lâm, cười nói. Tao làm gì sai chứ? Bảo tao quỳ trước mặt thứ rác rưởi như mày ư, tao thấy não mày chắc bị uống nước rồi đó nhỉ. Ha ha ha, thật nực cười, mày tự đề cao mình quá rồi đó. Tần Lâm cười khẩy nói, thái độ bình tĩnh không chút nào núng, anh căn bản không coi Hoa Long ra gì, Mã Húc vừa quỳ xuống cũng bị anh kéo đứng dậy. Não cậu bị gì thế, sao lại quỳ trước mặt loại người này? Đều là một đám rác rưởi, cùng lắm thì sau này đừng qua lại nữa, loại bạn học này không có thì hơn. Nói cái gì mà họp mặt bạn bè, chẳng qua là đến làm chó cho người ta thôi, hừm. Đúng là một đám rác rưởi không có tiền đồ, thật khiến người khác buồn nôn. Lời nói của Tần Lâm lập tức làm cho đám đông phẫn nộ, đây chẳng phải là đang mắng người sao? Chúng tôi họp mặt bạn bè thì liên quan gì đến cậu? Nếu hôm nay anh mắng người thì đừng mong rời khỏi đây, nhất định phải để anh quỳ xuống. Xin lỗi Long thiếu gia, còn cả chúng tôi nữa. Đúng vậy, Mã Húc cũng thế, quả nhiên là cùng một ruột, đều là một bọn ngu ngốc, có Long thiếu gia ở đây mà các người lại dám làm càn à. Mấy người coi Long thiếu gia là không khí thật ư. Một người ngoài như anh thì có tư cách gì mà khoa tay múa chân ở đây chứ, trời quang mây tạnh rồi nên anh nghĩ mình ngon lắm sao. Mã Húc, cậu xem, cậu mang thứ rác rưởi gì đến đây này, đúng là cá mè một lứa, hôm nay nhất định phải cho chúng tôi một lời giải đáp rõ ràng. Mọi người lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tần Lâm đã chỉ trích tất cả mọi người, vậy thì ai lại có thể yên tâm ngồi yên được nữa chứ? Mọi người, đã đến lúc thể hiện sự đoàn kết của chúng ta, nếu hôm nay hai tên khốn này không quỳ xuống xin lỗi thì chúng ta sẽ tẩn bọn chúng một trận. Lý Cương giơ cao cánh tay rồi hét lớn. Cứ làm đi, có Long thiếu gia ở đây thì sợ cái quái gì nữa. Hàn Tiểu Mỹ cuống lên, không thể nào chờ đợi được nữa, cho dù Tần Lâm có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể nào đấu lại nhiều người như thế này đâu nhỉ. Khuôn mặt Mã Húc ướt đẫm mồ hôi, anh hoàn toàn rén rồi, nhiều người như vậy chắc sẽ đánh bọn họ ra bã mất. Mã Húc thầm than thở, lão Tần ơi là lão Tần, cậu cũng nóng nảy quá rồi đó. Đại trượng phu phải biết khi nào nhu khi nào cương chứ. Lần này coi như phải chạy rồi. Đúng là một bọn hùa, Mã Húc, cậu thấy chưa hả, đây là thứ tình bạn mà cậu nói đó, bạn học của cậu thật khiến cho tớ quá thất vọng, đừng nói là Hoa Long, cho dù có là chủ của nhà họ Hoa ở đây thì tớ cũng sẽ như vậy, chỉ dựa vào người này mà cũng được gọi là Long thiếu gia à. Xem ra anh ta từ nước ngoài trở về nên vẫn chưa biết được ai mới chính là bá chủ thực sự của thành phố Đông Hải. Tần Lâm nhìn sang Hoa Long, bốn mắt nhìn nhau. Sắc nhọn như dao, ánh mắt của Hoa Long như phát ra lửa, anh ta lập tức cười lớn. Kiêu ngạo tự phụ, mày đang đùa với lửa đấy, Tần Lâm, tàn dư của nhà họ Tần, xem ra mày không biết sống chết là gì đúng không, vậy thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Mày là cái thứ chó gì, có Long thiếu gia ở đây mà dám ăn nói ngông cuồng như thế à? Muốn chết đúng không? Lý Cương chỉ vào mặt Tần Lâm chửi rủa. Đây là lúc hắn đang thể hiện lòng trung thành của mình, chỉ cần có quan hệ tốt với Long thiếu gia thì chắc chắn sau này hắn sẽ được ăn sung mặc sướng. Long thiếu gia không tiện ra tay thì hắn nhất định phải là người ra mặt thay. Cút! Tần Lâm giáng một cú tát, lập tức khiến cho Lý Cương quay mòng mòng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trên mặt in hẳn năm dấu tay đỏ bừng, hắn suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất.
Ồ, một tác động nhỏ đã làm lớn chuyện. Tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn Tần Lâm cũng quá kiêu ngạo rồi, không ngờ anh lại dám ra tay trong buổi họp lớp của bọn họ, đây chẳng phải là đang đánh vào mặt bọn họ ư. Không chỉ có mỗi Long thiếu gia mà tất cả những người khác đều nhìn Tần Lâm với vẻ thù địch, tên này thật sự ức hiếp người quá đáng, ở trước mặt Long thiếu gia mà còn dám ra tay với bạn học, thật là muốn tìm cái chết mà. Đàm Mỹ hay, mày dám đánh tao. Toàn thân Lý Cương run lên, sau đó chỉ vào Tần Lâm, nói với giọng điệu miệng hùm gan sứa, nhưng đã có Long thiếu gia ở đây, cái bạt tai này hắn không thể bị tát xuông như vậy được. Mọi người thấy chưa hả? Tên này quá kiêu ngạo rồi, đây là buổi tụ họp của chúng ta, vậy mà không biết anh ta từ đâu đến mà lại ngông cuồng như vậy, đúng là không thèm coi Long thiếu gia ra gì, không xem chúng ta ra gì, xông lên xử anh ta cho tôi. Hàn Tiểu Mỹ quát tháo, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều nóng lòng muốn xông lên, cho dù là nam hay nữ, tất cả đều đang bắt đầu vây quanh Tần Lâm. Mọi người đừng kích động, đều là bạn học cả, có gì từ từ nói, lão Tần đánh người là do cậu ấy không đúng, nhưng cũng là do Lý Cương ức hiếp người quá đáng mà. Mã Húc trầm giọng nói, nhìn thấy mọi người vây quanh hai người bọn họ, hai chân Mã Húc như mềm nhũn ra. Cậu nói không kích động là không được à? Anh Cương của tôi bị một người ngoài đánh rồi đấy, tôi không nuốt nổi cục tức này đâu, Mã Húc, rốt cuộc là thứ khốn kiếp cậu ở phe nào đây, chúng ta là bạn học, nhưng cậu lại đi bên người ngoài sao, cậu là cái thứ gì thế? Có người mắng mỏ. Đúng vậy, cậu chính là thứ ăn cây táo rào cây sung, bạn bè với nhau lại không bằng một người ngoài, anh Cương không thể bị đánh không không như vậy được, hôm nay hai người đừng mong có thể ra khỏi đây. Có Long thiếu gia ở đây mà các người vẫn còn dám lỗ mãng như vậy, thật đúng là ngông cuồng, đều là bạn học với nhau, cậu thật làm cho người khác thất vọng quá Mã Húc. Cậu phí lời với cậu ta làm gì, có Long thiếu gia ở đây thì sợ gì nữa. Xử đi. Đám đông càng lúc càng ép sát Mã Húc và Tần Lâm, ánh mắt như muốn thiêu đốt, tính chiến đấu cực cao. Mã Húc chính là một tên vô dụng, lúc trước tôi bị tên này ức hiếp nhưng anh ta lại không hỏi han gì cả. Hơn nữa còn muốn giới thiệu cho tôi cho tên tài xế này của anh ta, các người không biết tên đàn ông này không biết xấu hổ cỡ nào đâu. Đều là bạn học với nhau mà Mã Húc lại đào hố cho tôi nhảy xuống, cũng may là tôi không ngốc, nếu không thì chắc chắn đã bị bọn họ chơi xỏ rồi. Hàn Tiểu Mỹ khoanh tay nói. Còn có chuyện như vậy sao? Tên khốn Mã Húc không phải người nữa rồi à, lại trơ mắt nhìn Tiểu Mỹ bị ức hiếp, còn giúp cả người ngoài, cậu thật sự làm cho chúng tôi thất vọng quá. Mã Húc, cậu chính là đồ cặn bã của lớp chúng ta. Đúng thế, cặn bã. Tần cậu ta, hai bọn họ không chạy được đâu. Mọi người đồng thanh nói, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ, tất cả đều xem Mã Húc là tội nhân lịch sử. Một đám não tàn lại còn dám nói tình bạn à. Thật nực cười làm sao, các người không tự cảm thấy xấu hổ sao? Không cảm thấy buồn nôn hả? Tôi thấy ghê tởm thay cho các người đấy. Mã Húc có đám bạn học như mấy người thì thật đúng là bi thương đến cùng cực. Tần Lâm chế nhạo lắc đầu, Mã Húc cũng mất hết ý chí, nhưng anh biết rằng hôm nay không thể nào yên được. Cho dù lão Tần có đánh giỏi đến đâu thì cũng không thể là đối thủ của nhiều người như vậy được. Xông lên! Ngay khi Hàn Tiểu Mỹ hạ lệnh, tất cả mọi người đều xông lên, lập tức lao về phía Tần Lâm và Mã Húc, hoàn toàn nhấn chìm bọn họ. Mã Húc bị dọa đến mức hồn bay phách lạc. Nhiều người như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ bị đánh cho ra bã mất, hôm nay bản thân xui xẻo thì không nói làm gì, lại còn liên lụy cả lão Tần, thật bực bội hết sức. Nhưng điều mà Mã Húc không thể ngờ là tốc độ của Tần Lâm cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã tung cước đá 4-5 người bay ra ngoài, sau đó xoay người lôi anh cùng xông lên phía trước, tránh mấy đòn tấn công của đám người kia rồi đánh trả liên tục, lập tức làm cho 5-6 người khác phải thụt lùi về sau. Hay! Mã Húc hít sâu một hơi. Không ngờ thân thủ lão Tần lại tốt như vậy, cũng ngầu quá rồi đó. Hơn 30 người vây quanh mà vẫn có thể thoát ra được, còn mang theo cả anh. Mã Húc hoàn toàn không hề bị thương, chẳng qua có hơi hoảng sợ một chút mà thôi. Xông lên cho tôi, mẹ kiếp, chẳng nhẽ lại để cho hai tên khốn đó chạy à. Ngay khi Tần Lâm và Mã Húc chạy ra, Lý Cương lập tức quát lên, lần này Tần Lâm lại ngay tức khắc tung cước đá thẳng vào ngực Lý Cương. Khiến cho hắn ta văng ra xa 4 mét, làm gãy cả hai cái ghế ở sau, bịch, một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Sắc mặt Lý Cương tái nhợt, lồng ngực vô cùng tức, ngay lập tức mất đi khả năng cử động,
hắn đã bị Tần Lâm đánh cho trọng thương. Những người bạn học khác cũng lần lượt tiến đến, có cả nam lẫn nữ, để thể hiện cho Long thiếu gia thấy và dìu dắt bọn họ, vậy thì sau này mới một bước lên mây được. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, cho dù Tần Lâm có đánh giỏi cỡ nào thì cũng không thể địch lại với số đông được. Tất cả cùng kết hợp lại, ai nấy đều trông rất hung dữ, nhất định phải giải quyết được Mã Húc và Tần Lâm ở trước mặt Long thiếu gia mới được. Nhưng bọn họ nghĩ quá đơn giản rồi, bọn họ không thể nào ngờ được thực lực của Tần Lâm. Tần Lâm bước từng bước một vô cùng vững chãi, đòn đánh tàn nhẫn, hơn nữa toàn là những đòn chí mạng, mấy người này dường như không thể chịu nổi dù chỉ một chiêu của Tần Lâm, cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn, sau đó Tần Lâm tiến về phía trước, hai người hai bên liền ngã xuống, khung cảnh đó thực sự khiến cho người ta kinh hãi, với tốc độ 10 bước giết một người như vậy thì đúng là khí thế ngang ngược ngút trời. Mã Húc theo sau Tần Lâm, anh hoàn toàn trở thành một đàn em, bởi vì Tần Lâm ra tay rất tàn nhẫn. Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được, chưa đến 2 phút thì trên mặt đất đã la liệt người, tất cả đều là bạn học của Mã Húc, bây giờ chỉ còn lại mỗi Hoa Long và Hàn Tiểu Mỹ. Nhẹ thì chảy ra, còn nặng thì gãy xương, tất cả đều cảm nhận được đả kích lớn, vừa nãy còn ngạo mạn kiêu căng như thế, bây giờ đã hoàn toàn tiêu tan hết cả. Giờ đây ánh mắt của những bạn học đó nhìn Tần Lâm đều là vẻ sợ hãi, tên này mạnh quá đi, hơn nữa chỉ dùng có một tay, tay còn lại vẫn luôn vắt ra đằng sau. Đây mới là kẻ mạnh thực thụ, không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì sẽ làm cho mọi người kinh ngạc, bá đạo phi phàm. Hàn Tiểu Mỹ có chút căng thẳng, bởi vì cô ta đã từng nhìn thấy Tần Lâm lợi hại như thế, nhưng nếu không phải lần này không có Long thiếu gia thì chắc chắn cô ta đã không dám soi mói Tần Lâm rồi, nhưng vì Long thiếu gia đang là chỗ chống lưng cho cô ta nên cô ta mới có gan đó. Long thiếu gia, Hàn Tiểu Mỹ nói nhỏ, ánh mắt đầy vẻ kinh sợ. Cô ta bèn trốn sau lưng Long thiếu gia. Bốp, bốp, bốp. Hoa Long vỗ nhẹ, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, đây mới chính là cao thủ thật sự, nhưng thực lực của Tần Lâm lại khiến cho ánh mắt nhàm chán của anh ta trở nên thích thú. Hay lắm, tên tàn dư của nhà họ Tần, cuối cùng mày cũng khiến cho tao cảm thấy hứng thú rồi. Tần Lâm, xem ra hôm nay tao nhất định phải chơi một vố thật vui với mày mới được. Hoa Long chậm rãi đứng lên, ánh mắt như thiêu đốt. Sau đó nhìn Tần Lâm với sát khí đằng đằng. Mở miệng là tàn dư nhà họ Tần, xem ra mày vẫn thực sự để chuyện của nhà họ Tần trong lòng sao, sợ tao giết hết cả họ nhà mày à? Tần Lâm lạnh lùng nhìn Hoa Long, hơi nhoẻn miệng cười. Vậy thì mày cũng tự đề cao mình quá rồi, tao chỉ muốn xem mày có thể mang đến cho tao bao nhiêu bất ngờ, nhưng đừng có chỉ được mã ngoài thôi nhé, nếu như vậy thì tao sẽ thất vọng lắm đấy. Hoa Long xua tay, nói với vẻ ảo não. Nhà họ Hoa có loại con cháu kiêu ngạo như mày, thật đúng là xứng với danh bá chủ Đông Hải, nhưng bắt đầu từ hôm nay sẽ không còn nữa. Ánh mắt Tần Lâm đanh lại, nhìn chằm chằm vào Hoa Long. Ha 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 ha, đúng là chuyện nực cười, mày nghĩ mày là ai? Mày là cái thá gì? Ở thành phố Đông Hải này không có mấy người có thể khiến nhà họ Hoa tao cúi đầu được đâu, dựa vào mày à? Một tên tàn dư của nhà họ Tần đơn phương độc mã như mày sao? Muốn chết hay gì? Hoa Long hoàn toàn không thèm để mắt tới Tần Lâm, bởi vì anh căn bản không hề có tư cách này, nếu như là nhà họ Tần lúc đầu thì may ra, nhưng bây giờ nhà họ Tần sớm đã bị diệt vong rồi, chỉ còn lại mỗi mình anh, Tần Lâm dựa vào gì để đấu với nhà họ Hoa đây? Yên tâm đi, tao sẽ không giết mày đâu, tao sẽ để cho mày sống đến thời khắc cuối cùng, để mày xem nhà họ Hoa bị tiêu diệt như thế nào. Đến lúc đó tao nghĩ là tâm trạng của mày sẽ càng kích thích hơn đấy, cảm giác sống không bằng chết mới là thứ khiến cho con người ta tuyệt vọng nhất. Tần Lâm cười một cách bí hiểm. Thằng nhãi mồm mép, nói năng ngông cuồng, muốn động vào nhà họ Hoa à, mày có bản lĩnh như vậy sao, ngay cả Hoa Long tao mày còn không động được thì huống chi nhà họ Hoa. Hoa Long trầm giọng nói, lập tức dùng dao chém về phía Tần Lâm. Thằng nhãi nhà họ Hoa, xem ra mày chỉ có võ mồm mà thôi. Vậy thì tao sẽ lấy mạng chó của mày để đòi lại công bằng cho nhà họ Hoa. Rác rưởi, thứ ngu ngốc tự phụ, mày căn bản không có tư cách để đặt chân vào nhà họ Hoa của tao, mối thù của chú tao, hôm nay tao sẽ giải quyết dứt dạt luôn thể. Nếu như không có mày thì buổi tụ họp ngày hôm nay tao sẽ không đến đâu, nhưng mày đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của tao, Tần Lâm, chịu chết đi. Hoa Long giống lên, lao về phía trước, khí thế hùng hồn. Tung những cú đấm liên tiếp khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ, tạo ra đừng đờ tiếng nổ vang dội,
trong tích tắc anh ta đã ép sát Tần Lâm. Ánh mắt Tần Lâm khẽ chuyển động, chẳng trách tên này lại dám tự tin như vậy, ra là con nhà võ, hơn nữa cũng không phải dạng tầm thường, từ khi nào mà nhà họ Hoa lại có một thanh niên có tiền đồ như vậy chứ? Tần Lâm thầm chế giễu, nhưng dù sao cũng không quan trọng, dù gì thì trong mắt anh bọn chúng cũng chỉ là một đám tép siêu mà thôi. Ánh mắt Tần Lâm vô cùng điềm tĩnh, không chút hoảng sợ, lấy lùi làm tiến, Hoa Long thực sự ngay chiêu đầu tiên đã nhìn ra được động tác của Tần Lâm. Tần Lâm từng bước kéo gần khoảng cách, sau đó từ từ làm loạn tốc độ của anh ta, lúc này Hoa Long mới nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta hoàn toàn đã bị cuốn theo Tần Lâm, mặc dù ra quyền nào quyền nấy vẫn rất mạnh mẽ, nhưng không phải ai cũng có thể xử lý được. Tần Lâm dễ dàng giải quyết được hơn 10 chiêu của anh ta, có thể nói rằng chiêu thức của Tần Lâm vô cùng lợi hại, có thể đánh ngã được hơn 30 người, điều này chứng tỏ được Tần Lâm không phải là rác rưởi như anh ta tưởng. Hay! Hoa Long la lên, tung mấy chiêu chí mạng, dùng sức để giết Tần Lâm, nhưng anh ta không thể ngờ được Tần Lâm chỉ đang chơi đùa mà thôi, còn mục đích của anh ta chỉ có một, đó là giết người. Giết đi Tần Lâm, diệt được tàn dư cuối cùng của nhà họ Tần, sau này nhà họ Hoa của bọn họ sẽ không còn gì phải lo lắng nữa, nếu không thì thứ rác rưởi Tần Lâm sẽ ra tay với anh ta giống như chú hai vậy. Vậy thì nhà họ Hoa ở thành phố Đông Hải này, thậm chí ở cả tỉnh Hán Đông sẽ có địa vị như thế nào đây? Mục đích của Hoa Long lần này là để xứng danh nhà họ Hoa. Hoa Long không ngừng tấn công và áp sát, tung nắm đấm mạnh mẽ khiến cho người ta cảm giác như đang bị núi Thái Sơn đè lên vậy, nhưng Tần Lâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, theo anh thì trận đấu này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lúc đầu Tần Lâm không hề muốn ra tay xử Hoa Long, anh muốn xem rốt cuộc là ai đã cho Hoa Long cái gan lớn như vậy, thực lực của anh ta không tầm thường chút nào nên mới bình tĩnh như thế. Cộng thêm việc địa vị của nhà họ Hoa vô cùng mạnh mẽ, vậy nên anh ta mới trở nên ngang ngược như vậy. Nhưng lần này Tần Lâm nhất định phải ra uy cho Hoa Long biết, hơn nữa anh cũng cần mượn Hoa Long để diệt nhà họ Hoa. Ân oán với nhà họ Long bao lâu nay cuối cùng cũng có thể giải quyết một thể. Sau khi hai người đấu qua lại hơn 20 chiêu thì Tần Lâm vẫn không thấy nhàm chán, còn Hoa Long thì vẫn cứ chiến đấu hăng say như vậy, nhưng không ngờ rằng trong chớp mắt Tần Lâm đã thay đổi chiến lược. Anh bắt đầu dùng lực tung chiêu chí mạng, tiến lùi một hồi thì cuối cùng Hoa Long đã nhận ra được thực lực thật sự của Tần Lâm. Một đấm nặng như nghìn cân giáng xuống, Hoa Long liền cảm thấy hoảng loạn, Tần Lâm này cũng mạnh quá rồi đấy. Vừa rồi anh ta không hề nhận ra, nhưng đến lúc nhận ra được sức mạnh thật sự của Tần Lâm, muốn chạy thoát thân thì đã muộn rồi. Hai nắm đấm cùng đồng bộ được tung ra, lúc này Tần Lâm hệt như một vị thần chiến tranh, cú đấm đầu tiên giáng xuống. Còn chưa kết thúc lượt đầu tiên thì Hoa Long đã không chịu nổi rồi, sắc mặt anh ta thay đổi rõ rệt, không ngừng thở hổn hển. Hai cánh tay Hoa Long đều trở nên tê liệt, căn bản không còn sức để chống trả, anh ta không ngừng run rẩy. Tần Lâm, mày dám! Hoa Long kêu lên, cú đấm này vừa đúng giáng xuống ngay mặt tiền của anh ta, làm cho sống mũi lõm xuống, mũi chảy máu, anh ta cảm thấy xung quanh mình toàn sao là sao, đầu óc ong ong. Cú đấm vừa rồi của Tần Lâm thật sự quá đáng sợ, anh ta cảm giác được não mình như vừa bị gì đó làm cho chấn động. Hoa Long lảo đảo, cuối cùng kiệt sức ngã xuống đất, anh ta cố gắng để chống đỡ nhưng căn bản đã không còn chút sức lực nào, lúc này anh ta mới nhận ra được khoảng cách giữa mình và Tần Lâm, tuyệt đối không phải một sớm một chiều, tên này ngay từ đầu đã gài bẫy anh ta. Tao có gì mà không dám, lúc đầu tam đại gia tộc bắt tay với nhau để diệt nhà họ Tần. Sao lại không thèm nghĩ tới giờ phút này? Các người tham ô tài sản nhà họ Tần, còn giết biết bao nhiêu người nhà họ Tần, sao lại không nghĩ đến bây giờ? Nếu như không phải tao mạng lớn thì nhà họ Tần đã chết oan mười mấy mạng người rồi, các người có từng nghĩ xem sẽ có ngày hôm nay không? Tần Lâm cười khẩy nói. Đây cũng chỉ là lợi ích mà thôi. Tần Lâm đạp vào phần dưới của Hoa Long, sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch, gân xanh như muốn vỡ ra, kêu gào thảm thiết. Đột nhiên cong người lại như con tôm, không ngừng run rẩy trên mặt đất, còn sùi cả bọt mép. Tần Lâm, nhà họ Hoa tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Hoa Long nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cực kỳ hung ác. Xem ra là tao quá nhân từ với mày rồi đúng không? Tần Lâm cười nói. Bịch, bịch, bịch. Tần Lâm lập tức đá ba phát xuống thân dưới của Hoa Long, ngay lúc đó cả Mã Húc ở phía sau cũng tự cảm thấy phần dưới của mình như nổi da gà. Anh hít sâu một hơi, cũng đáng sợ quá rồi đó. Lý Cương và những tên đàn ông khác cũng thầm cúi đầu xuống,
ai nấy đều có sự đồng cảm thầm lặng dành cho Hoa Long, tên này cũng thật bi thương quá rồi. À, Hoa Long kêu lên thảm thiết, toàn thân anh ta đổ mồ hôi hột, mặt cắt không còn giọt máu. Hàn Tiểu Mỹ ở cạnh nhìn thấy càng thêm rùng mình, tất cả mọi người đều đã ngã xuống, bây giờ chỉ còn mỗi mình cô ta đang đứng ở đây. Hàn Tiểu Mỹ cười gượng nhìn sang Tần Lâm, phịch một tiếng, cô ta ngã nhào xuống đất. Lúc này Tần Lâm cũng chẳng thèm quan tâm đến thứ rác rưởi này, nhưng Mã Húc lại không từ bỏ. Mẹ kiếp con khốn, tôi đá chết con khốn như cô. Mã Húc đá liên hồi khiến cho Hàn Tiểu Mỹ kêu gào thảm thiết, khiến cho cô ta hoàn toàn thay đổi thái độ. Lúc này Tần Lâm mới nhìn sang Hoa Long, đã đến lúc phải diệt nhà họ Hoa rồi. Tần Lâm kéo cổ áo Hoa Long, giống như xách một con chó vậy, lôi ra khỏi phòng riêng, những người khác đều vô cùng lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Tần Lâm, mày buông tao ra, nhà họ Hoa sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Hoa Long vẫn không ngừng gào thét, nhưng lại không có sức chống trả, anh ta lập tức bị Tần Lâm nhét vào thùng xe. Cậu về trước đi Mã Húc. Chuyện còn lại cứ giao cho tớ, để tớ lái xe đi một chút, sau này sẽ quay lại trả cậu. Tần Lâm cười nói. Long thiếu gia, đó. Mã Húc ấp úng nói, sợ rằng Tần Lâm sẽ thực sự làm ra chuyện gì đó, lỡ may Long thiếu gia thực sự chết rồi thì phải làm sao? Yên tâm, từ này về sau người này sẽ không còn xuất hiện ở thành phố Đông Hải nữa đâu, còn một số việc cậu không cần phải biết, biết rồi sẽ không có lợi cho cậu. Tần Lâm nói với Mã Húc. Mã Húc ngập ngừng gật đầu. Anh biết mình phải tin tưởng Tần Lâm, nếu như không có lão Tần thì bản thân anh vẫn đang là rác rưởi dẫy dụa dưới đáy xã hội rồi, vì có Tần Lâm nên anh mới có thể một bước lên mây. Cho dù Tần Lâm có làm gì thì anh vẫn sẽ ủng hộ, nhưng anh biết rõ khoảng cách giữa mình và lão Tần, căn bản không thể một hai câu mà nói rõ được. Ân oán giữa Tần Lâm và nhà họ Hoa, hơn nữa còn là mối thù gia tộc, Tần Lâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhà họ Hoa. Cậu thật sự muốn giết nhà họ Hoa à? Mã Húc có vài vấn đề với Tần Lâm, khiến anh luôn cảm thấy lo lắng. Đừng lo, chuyện này không cần cậu hao tâm tổn sức, mau về nhà ăn uống ngủ nghỉ đi, đây mới là chuyện cậu cần làm. Tần Lâm mỉm cười, vỗ nhẹ vai Mã Húc, đây là một trong những người bạn ít ỏi của anh không muốn hủy hoại tình cảm giữa họ, càng không muốn để Mã Húc bị cuốn vào dòng xoáy thù hận của mình. Mối ân oán giữa nhà họ Tần và nhà họ Hoa cuối cùng cũng phải giải quyết cho xong rồi. Tần Lâm đã có suy nghĩ này từ rất lâu, vừa hay Hoa Long đến tìm nên anh cũng đành xử lý luôn một thể. Khu biệt thự ở phía tây ngoại ô thành phố Đông Hải, đây là một trong những khu biệt thự lớn nhất ở thành phố Đông Hải, 7 căn biệt thự nằm theo dãy, đứng sừng sững tạo thành điểm riêng biệt. Rất nhiều người biết đây chính là doanh trại của nhà họ Hoa, và cũng là nơi đánh dấu của nhà họ Hoa. Tập đoàn Hoa Thị là con rồng đầu ngành ở thành phố Đông Hải đang tọa lạc ở đây. Bất kể là thực lực kinh tế hay địa vị, nhà họ Hoa đều vô cùng được tôn trọng ở thành phố Đông Hải, thậm chí ở cả tỉnh Hán Đông cũng không ai bì kịp. Những năm gần đây, sau khi nuốt trọn nhà họ Tần thì lại càng thêm hùng mạnh, bây giờ nhà họ Hoa đã sớm vươn tới tỉnh lỵ, thậm chí còn muốn trở thành bá chủ của cả tỉnh. Lúc này nhà họ Hoa trên dưới 27 người đều đang mở cuộc họp ở đây. Mục đích là để tiến vào tỉnh lỵ. Lần này nhà họ Tề và nhà họ Thư đã toi rồi, nhà họ Hoa chúng ta cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi, ha ha ha. Chủ gia tộc nhà họ Hoa, Hoa Vân Phong tự tin nói, ông ta vuốt râu, mặc dù đã gần 70 nhưng ánh mắt vẫn hiện lên vẻ ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng mà bố này, con nghe nói nhà họ Tề và nhà họ Thư đều là bị tên tàn dư của nhà họ Tần kia nhắm đến, có khi nào hắn sẽ ra tay với nhà họ Hoa chúng ta không? Đúng vậy bố, con cũng nghe nói tên tàn dư nhà họ Tần đó hình như rất có bản lĩnh, nếu không thì sao nhà họ Tề và nhà họ Thư đều bại dưới tay hắn được chứ? Chú hai cũng bị đánh đến như vậy rồi, thù này nhất định phải báo. Ông nội, tên tàn dư này của nhà họ Tần không thể giữ lại được. Đúng thế, đời của bố cháu coi như xong rồi, tất cả đều là do tên tàn dư của nhà họ Tần, ông nội nhất định phải làm chủ cho cháu. Người nhà họ Hoa mỗi người trên một câu. Họ vô cùng khiếp sợ tên tàn dư của nhà họ Tần này, có người lo lắng, có người lại hận thấu xương. Ánh mắt Hoa Vân Phong vẫn điềm tĩnh, tàn dư của nhà họ Tần. Hừm, chỉ là một tên hề ngang ngược mà thôi, ông ta căn bản không thèm để tâm đến, nhưng lần này lại khiến cho con ông ta bị tai bay vạ gió như thế, trong lòng ông cụ cũng vô cùng phẫn nộ. Đừng lo,
ông đã bảo Long Nhi đi xử lý tên tàn dư nhà họ Tần này rồi. Có Long Nhi ở đây thì tên tàn dư đó nhất định sẽ chết. Hoa Vân Phong vô cùng tự tin, lúc này nhà họ Hoa đã sớm yên tâm từ lâu, căn bản không cần phải quan tâm đến tên tàn dư kia, nhà họ Tề và nhà họ Thư Diệt Phong cũng là lúc để cho bọn họ phất lên. Bây giờ không có gia tộc nào ở thành phố Đông Hải có thể cạnh tranh với bọn họ nữa, ngay cả người giàu nhất tỉnh như Mạnh Văn Cương, xét tổng thể thì cũng không thể nào so sánh với nhà họ Hoa được. Huống hồ chi người mà Hoa Vân Phong tin tưởng nhất lại chính là Long Nhi của nhà họ Hoa, Hoa Long. Bây giờ Hoa Long mới là con át chủ bài, có Hoa Long ở đây thì ngày mà nhà họ Hoa phất lên cũng không còn xa nữa, còn gì phải lo đến việc đứng trên vạn người nữa đây. Là anh Long sao? Anh Long trở về rồi à? Hoa Phúc nói với vẻ kinh ngạc, mấy năm nay Hoa Long rời xa nhà họ Hoa, nhưng ai ai cũng rõ thực lực của Hoa Long, không ai trong nhà họ Hoa lại không tôn trọng Hoa Long, mặc dù anh ta chỉ là đời thứ ba của nhà họ Hoa mà thôi. Ha ha ha, cháu đã nói rồi mà, anh Long về rồi, nhà họ Hoa chúng ta nhất định sẽ vô địch thiên hạ, không ai có thể đấu lại chúng ta được nữa. Hoa Nguyên vô cùng phấn khích, Hoa Long là niềm tự hào của thế hệ bọn họ. Và cũng là niềm tự hào của nhà họ Hoa. Nếu đã như vậy thì chúng ta yên tâm rồi, ông vẫn là người nhìn xa trông rộng nhất. Đúng vậy, nhà họ Hoa chúng ta cuối cùng cũng có thể một bước lên mây rồi, thực lực không thể đùa được đâu. Người nhà họ Hoa lần lượt gật đầu, ai nấy đều rất vui vẻ, việc nhà họ Hoa có thể phất lên, đối với bọn họ mà nói là vô cùng có lợi, nhà họ Hoa có ngày hôm nay đều là nhờ vào năng lực của ông cụ. Một bước lên mây, ha ha ha. Bây giờ nói những lời này có hơi sớm một chút, nhà họ Hoa có được như vậy không thì phải hỏi ý tôi đã. Tần Lâm cười khẩy nói, anh đứng ngay trước cửa biệt thự. Cậu là ai? Sao cậu lại đến được đây? Bảo vệ đâu? Khốn kiếp, cậu muốn làm gì? Chỗ của nhà họ Hoa không phải là nơi mà cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu, cẩn thận tôi sẽ kiện cậu tội đột nhập nhà dân đấy. Tống cổ cậu ta ra, nhà họ Hoa không phải là nơi ai muốn vào cũng được. Người nhà họ Hoa lần lượt chửi mắng Tần Lâm. Sốt cuộc cậu là ai? Đến nhà họ Hoa làm gì? Hoa Vân Phong trầm giọng nói, nhìn thẳng vào Tần Lâm. Cuối cùng thì ông cụ cũng là người nhìn xa trông rộng nhất, ông xem, ai nấy đều bày ra vẻ hoảng hốt lo sợ này. Tần Lâm cười nói, tôi mang người đến để các người lo ma chay đây. Bịch! Vừa dứt lời, người nhà họ Hoa đột nhiên biến sắc, tên nhóc này cũng ngông cuồng quá rồi đó. Mày đem một người thoi thóp đến nhà họ Hoa là có ý gì? Hoa Nguyên tức giận nói. Thứ chó chết tiệt, mang ra ngoài cho tao, làm bẩn cả sàn nhà họ Hoa rồi. Hoa Phúc nhíu mày nói với Tần Lâm, phía sau anh vẫn kéo lê một người bị đánh đến mức không thể nhìn rõ mặt mũi. Chắc là cậu ăn gan hùm nên mới đòi lo ma chay nhà họ Hoa chứ gì, gan lớn đấy. Muốn chết à? Hoa Vân Phong quát to, đột nhiên đứng phắt dậy. Bắt thằng danh này lại, tống nó ra ngoài, đánh chết nó đi. Uy phong quá nhỉ, ha ha ha, gia chủ nhà họ Hoa cũng không khác gì mấy năm đó nhỉ, nhà họ Tần cũng bị cái vẻ ngang tàng này của ông hủy diệt đấy, chỉ tiếc là oan có đầu nợ có chủ, hôm nay e là nợ máu phải trả bằng máu thôi. Tần Lâm cười lớn, thanh âm chấn động cả mái nhà, khiến cho tất cả mọi người đều run lên. Tàn dư nhà họ Tần. Mày chính là tên tàn dư nhà họ Tần. Hoa Vân Phong trầm giọng nói với Tần Lâm. Mở miệng là tàn dư nhà họ Tần, nhà họ Hoa các người uy phong quá nhỉ, nhưng hôm nay những ngày tốt đẹp của các người sẽ kết thúc. Tần Lâm tôi lần này làm việc thiện, tôi sẽ thay tất cả người nhà họ Hoa các người làm ma chay luôn thể. Giọng Tần Lâm lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao, khiến cho người khác có cảm giác như rơi vào động băng vậy. Tên nhóc ngông cuồng, mày có biết chuyện mày đang nói nực cười như thế nào không? Dựa vào mình mày à? Ha ha ha, anh Long của tao đã về rồi, có anh ấy ở đây thì cho dù có là 10 tên tàn dư nhà họ Tần cũng không sống nổi đâu. Hoa Phúc nói với vẻ đầy tự tin. Mày đang nói tên này à? Tất cả mọi người đều im bặt, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Lâm và người đàn ông như con chó chết trong tay anh. Chẳng lẽ lại là Hoa Long? Không thể nào. Chuyện này không thể xảy ra được. Trong đầu tất cả mọi người nhà họ Hoa đều xuất hiện một suy nghĩ. Hoa Long là ai chứ? Là trụ cột của nhà họ Hoa, là thiên tài võ học của nhà họ Hoa, mấy năm nay du học ở nước ngoài mới về, là cao thủ hàng đầu, sao có thể bị đánh như một con chó chết vậy chứ,
lại còn bị tên khốn Tần Lâm lôi sỉnh sạch đến đây nữa chứ. Không chỉ Hoa Phúc, Hoa Nguyên và những người khác mà Hoa Vân Phong cũng không tin. Cháu trai của tao võ công cao cường, còn là đồ đệ mà Vương Đại Sư đích thân biểu dương, chẳng lẽ lại bại dưới tay mày ư, đừng ăn nói ngông cuồng ở đây, thằng nhóc miệng còn hôi mùi sữa, dám ngông cuồng mà không biết ngượng mồm, sao có thể báo thù cho nhà họ Tần được chứ? Đúng là nực cười, ha ha ha, nhà họ Hoa bọn tao thuận theo ý trời diệt trừ nhà họ Tần, đây là chuyện đã được định từ trước rồi. Hay cho câu thuận theo ý trời, đã được định trước. Ha ha, vậy thì hôm nay tôi cũng thuận theo ý trời một phen. Tần Lâm đá một cái khiến Hoa Long bay ra ngoài 7-8 mét, mặt Hoa Long toàn là máu, hồn bay phách lạc, miệng đầy máu và nước miếng. Ông nội, cháu là Long Nhi đây. Hoa Long khó khăn lắm mới nói được một câu, lúc này, Hoa Vân Phong nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Hoa Long, vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt già nua của ông ta lập tức tái đi, định thần lại, quả nhiên người bị đánh bầm dập không còn hình người này đúng là Hoa Long. Long Nhi của ông, sao lại như thế này? Hoa Vân Phong run rẩy, đi đến trước mặt Hoa Long, bây giờ tất cả mọi người nhà họ Hoa đều hoang mang, Hoa Long là trụ cột của nhà họ Hoa bọn họ, là người được Vương Đại Sư chọn. Sau này chắc chắn sẽ thành người tài, đưa nhà họ Hoa lên một tầm cao mới trong một ngày không xa, nhưng vừa mới du học về đã bị người ta đánh thành như thế này, hơn nữa người này còn là người nhà họ Hoa căm thù nhất, tên tàn dư nhà họ Tần. Sao có thể chứ? Hoa Nguyên và Hoa Phúc đưa mắt nhìn nhau không dám tin đây là sự thật, lập tức trở lên vô cùng căng thẳng. Anh Long, là anh thật sao? Hoa Nguyên vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Không phải anh thì là ai? Hoa Long nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng bây giờ đến việc nói chuyện đối với anh ta cũng vô cùng khó khăn. Tên khốn nhà họ Tần, mày có biết bây giờ mày đang làm gì không? Mày dám đánh Long Nhi nhà tao thành thế này, đúng là muốn tìm cái chết mà. Hoa Vân Phong giận tím người, thở hồng hộc, Hoa Long là đứa cháu ông ta yêu thương nhất, sao lại bị đánh ra nông nỗi này chứ? Hơn nữa Hoa Long sẽ là chủ nhân tương lai của nhà họ Hoa, tiền đồ vô cùng rộng mở. Muốn chết hay không cũng không đến lượt ông lên tiếng, hôm nay không chỉ có Hoa Long đâu mà cả nhà họ Hoa không ai có thể chạy trốn, mối thù năm đó, hôm nay tôi sẽ đích thân giải quyết, cả nhà họ Tần không tha một ai, nếu không phải tôi phúc lớn mạng lớn, chạy trốn được thì e là nhà họ Tần đã phải chịu chết oan không ai báo thù cho rồi. Ánh mắt Tần Lâm lạnh lẽo, từng lời nói sắc bén, đám người này đều là hung thủ giết người, năm đó đã giết hại nhà họ Tần. Đây là tội vô cùng lớn không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Nhà họ Hoa luôn là sự tồn tại mà Tần Lâm căm thù nhất, giờ phút này cuối cùng cũng có thể giải quyết hết rồi. Lẽ ra mày nên chết lâu rồi, nên chết cùng cả gia tộc vào năm đó, để mày sống đến bây giờ là nỗi sỉ nhục đối với nhà họ Hoa, hôm nay mày dám đến địa bàn của nhà họ Hoa thì mày đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây. Hoa Vân Phong tức giận nhìn Tần Lâm, nắm chặt lấy tay Hoa Long, trong ánh mắt đầy căm phẫn. Phải giết chết mầm mống cuối cùng của nhà họ Tần, bọn họ mới có thể yên lòng được. Đúng, giết hắn đi, nếu không nhà họ Hoa chúng ta sẽ không bao giờ yên bình được. Cho hắn biết nhà họ Hoa chúng ta lợi hại như thế nào đi, thứ đồ không biết điều, dám nghịch với lửa. Người nhà họ Hoa đều tỏ vẻ tức giận, dám đánh Hoa Long lại còn là mầm mống của nhà họ Tần còn sót lại khiến bọn họ càng căm thù Tần Lâm đến tận xương tủy. Một lũ rác rưởi, không biết điều. Tần Lâm cười lạnh, ánh mắt lóe lên sự tàn ác, bố mẹ, người thân của anh, cả nhà họ Tần nhiều người như vậy, trừ chú hai may mắn trốn thoát thì tất cả gia tộc đều bị giết hại, tất cả là do nhà họ Hoa gây nên, bây giờ sự căm thù trong lòng anh đã lên tới đỉnh điểm. Ngây người ra đó làm gì, mau lên đi, gọi bảo vệ, mau đi gọi bảo vệ. Hoa Vân Phong tức giận nói, tất cả người nhà họ Hoa đều xông vào Tần Lâm, nhưng bọn họ đâu phải là đối thủ của anh. Anh nhẹ nhàng giải quyết những người này, mỗi một lần đưa tay là hạ gục được một người, mỗi một chiêu chỉ dùng 7 phần lực, nhưng chỉ trong chốc lát tất cả mọi người đều ngã lăn ra đất như một đám chó chết, còn thảm hơn cả Hoa Long. Vẻ mặt Hoa Vân Phong biến sắc, lùi lại phía sau trong vô thức, có một sự uy hiếp chết người khiến ông ta cảm thấy hoảng sợ. Ánh mắt của Tần Lâm thực sự có thể giết người, Tần Lâm thực sự muốn giết ông ta. Lúc này Hoa Phúc gọi 10 tên bảo vệ tới. Lững thững bước đến chắn trước mặt Hoa Vân Phong, nhưng đối với Tần Lâm, đám người này chẳng qua chỉ là lũ gà mờ, không có chút tác dụng gì với anh chỉ cần đi vài đường cơ bản như lúc nãy là đã khiến chúng không còn chút sức lực nào để đánh trả rồi.
cậu muốn làm gì, đừng qua đây. Hoa Vân Phong hét lớn, lùi lại phía sau, ngã nhào xuống đất, sắc mặt tái mét, sợ đến nỗi nổi hết gai ốc. Tôi muốn làm gì, chẳng lẽ không biết. Chủ nhân của nhà họ Hoa, lúc đầu ông đối xử với bố mẹ, người thân của tôi như thế đã từng nghĩ tới ngày hôm nay sẽ có kết cục như thế này chưa? Tần Lâm cười nói, nhưng trong mắt Hoa Vân Phong, nụ cười của anh độc ác như con quỷ vậy. Tần Lâm thực sự quá đáng sợ, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, bất cứ một động tác nhỏ nào của anh cũng khiến Hoa Vân Phong cảm thấy sợ hãi, nghẹt thở. Tần Lâm mày đừng đầm đầu vào chỗ chết, nếu mày dám động vào một người của nhà họ Hoa, tao nhất định sẽ khiến mày chết không chỗ chôn. Hoa Long cố ngồi dậy, bám vào cây cột nhà, ánh mắt lạnh lùng. Vậy sao, thế thì để tao chống mắt lên xem mày có bản lĩnh đấy không? Tần Lâm đạp một cái lập tức khiến Hoa Nguyên chết ngay tại chỗ, người nhà họ Hoa lại càng hoảng sợ hơn. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Tần Lâm đạp liên tục, người nhà họ Hoa đều bị mất mạng dưới chân Tần Lâm. Mặt Hoa Vân Phong xám xịt lại, đây đều là con cháu của ông ta, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, còn nỗi đau nào chua xót, thảm thương hơn. Tần Lâm, mày muốn chết sao? Sư phụ của tao chắc chắn sẽ không tha cho mày. Hoa Long vẫn hung dữ nhìn Tần Lâm nói. Sư phụ của mày, xin lỗi, bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế có xuống đây tao cũng giết hết, đây là sự trừng phạt dành cho nhà họ Hoa các người. Nợ máu phải trả bằng máu, người nhà họ Hoa không ai được thoát tội. Trong ánh mắt Tần Lâm đầy sự tàn ác, người nhà họ Hoa không ngừng lùi về phía sau, nhưng không ai tránh được cú đá của Tần Lâm, mỗi một cú đá là một mạng người. Tần Lâm không nương tay chút nào, người nhà họ Tần năm đó cũng chết trong âm mưu thâm độc của nhà họ Hoa, bây giờ anh sao có thể nhân từ với người nhà họ Hoa chứ? Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, trước giờ Tần Lâm chưa từng nghĩ sẽ cho bọn họ cơ hội, người nhà họ Tần không thể chết oan, bố mẹ người thân của anh không thể oan uổng dưới suối vàng như vậy được. Đừng giết tôi, xin cậu đừng giết tôi, đừng giết tôi. Đừng, tha cho tôi đi, tôi dập đầu lại anh. Tần đại nhân, xin cậu tha cho tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Đừng giết tôi, a. À. Không ai có thể tránh được cú đánh của anh, mỗi bước một mạng, không sót một ai. Tần Lâm thể hiện vô cùng hoàn hảo nghệ thuật giết người, người nhà họ Hoa đều dần dần ngã xuống, lòng Hoa Vân Phong đau như cắt, khuôn mặt xám như cho tàn. Xin tha mạng mà có tác dụng thì bố mẹ tôi đã không phải ôm nỗi hận mà chết rồi. Tần Lâm nở một nụ cười bi thương, cảm xúc lẫn lộn, giết người chẳng phải chuyện gì vui vẻ, nhưng báo thù khiến anh trở nên sôi sục hơn bao giờ hết. Tần Lâm, mày muốn chết sao? Mày có biết mày đang làm gì không? Tao là đệ tử của Vương Đại Sư, là người của nhà họ Cẩu, mày dám giết tao thì nhà họ Cẩu chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu. Hoa Long gào thét, vì anh ta cũng cảm nhận được Tần Lâm muốn giết anh ta, nếu thật sự như vậy thì hôm nay anh ta khó tránh khỏi cái chết. Nhà họ Cẩu, không biết, tao cũng không muốn biết, tóm lại là hôm nay nhà các người đều phải chết. Vong linh của nhà họ Tần phải dùng máu tươi của nhà các người cúng tế. Tần Lâm căm phẫn, cảm xúc trong lòng cũng sôi sục, nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến người thân, Tần Lâm tuyệt đối không để nhà họ Hoa bất cứ đường lui nào. Tần Lâm, cậu đừng giết tôi sẽ cho cậu toàn bộ cổ phần của nhà họ Hoa, cho cậu hết có được không? Tôi không lấy một đồng nào, chỉ cần cậu đừng giết tôi. Hoa Vân Phong quỳ xuống trước mặt Tần Lâm, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Ông từng tuổi này rồi, làm vậy để làm gì? Giống như tôi không biết kính dạ yêu trẻ vậy, sớm biết có ngày hôm nay sao năm đó phải làm vậy chứ? Tần Lâm cười khinh bỉ, thở dài. Nhưng lúc này Hoa Vân Phong đột nhiên lôi ra một khẩu súng từ thắt lưng ra chĩa thẳng về phía Tần Lâm. Đoàng! Tần Lâm nhanh như chớp lao về phía Hoa Vân Phong cướp lấy khẩu súng trong tay ông ta rồi bóp vụn thành đống sắt. Vẻ mặt Hoa Vân Phong và Hoa Long đều biến sắc, tên này sao lại khỏe đến vậy? Thảo nào anh ngang ngược đến vậy, dám giết cả nhà họ Hoa? Không, không thể nào, mày là con quỷ. Hoa Vân Phong run rẩy nói, ngã nhào xuống đất, trong ánh mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng và sợ hãi, ông ta biết mình chắc chắn sẽ chết, đến súng còn chẳng làm gì được Tần Lâm thì tên nhóc này còn sợ cái gì chứ? Nếu anh ta là đứa cháu mà ông yêu thương nhất, ông cũng là người ông mà anh ta kính trọng nhất thì hai người chọn xem, ai là người duy nhất có thể sống. Tần Lâm cười nói. Cháu trai,
Điều ông hối hận nhất trong cuộc đời này là chưa thể thống nhất được tỉnh Hán Đông, cháu để ông sống thêm vài năm nữa, ông chắc chắn sẽ chỉnh đốn nhà họ Hoa thật tốt, đến lúc đó sẽ không thẹn với liệt tổ liệt tông nhà họ Hoa, bây giờ chính là lúc cháu thể hiện lòng hiếu thảo đó. Hoa Vân Phong mừng rỡ, cảm thấy vẫn còn cơ hội được sống. Ông nội, ông cũng từng này tuổi rồi, cũng sắp xuống mồ rồi, sống thêm mấy tuổi nữa để làm gì? Hơn nữa ông cũng đã hưởng vinh hoa phú quý cả đời rồi, cháu mới sống có vài năm. Bây giờ mà cháu chết đi thì tiếc lắm. Có câu nói này rất hay, già mà không chết thì sẽ bị coi là kẻ trộm, ông nội nhường cháu cơ hội này đi. Ông yên tâm, chắc chắn cháu sẽ không làm bẽ mặt nhà họ Hoa, hơn nữa bây giờ cháu đã là người nhà họ Cẩu rồi, nhà họ Cẩu chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu. Hoa Long kích động nói, đây là cơ hội sống sót duy nhất. Thằng cháu bất hiểu, cháu muốn ông nội chết hay sao? Hoa Vân Phong tức giận hét lên. Già không chết, ông còn muốn sống đến bao giờ? Bây giờ tôi là tia hy vọng lớn nhất của nhà họ Hoa, ông già hồ đồ rồi, hiểu cái chó gì. Hoa Long cũng gầm lên. Thằng cháu khốn nạn, sao trên đời này lại có thằng cháu mất dạy như mày? Tức chết mất. 70-80 tuổi rồi mà còn chưa chết, ông định sống đến bao giờ, sống thành lão rùa già à? Thấy Hoa Long và Hoa Vân Phong cãi nhau, ánh mắt Tần Lâm lóe lên một tia tàn ác, đúng là lòng người mới là thứ đáng sợ nhất. Ông cháu ruột mà lại cãi nhau xem ai là người chết trước. Thấy hai người tranh luận vất vả quá, tôi tiễn ông đi nhé, già rồi, sống được mấy năm nữa đâu, phải biết điều chứ. Già mà không chết thì sẽ bị coi là kẻ trộm đấy, ông không chết đi còn sống trên đời này làm gì chứ. Tần Lâm vỗ một phát vào đỉnh đầu Hoa Vân Phong, ông ta lập tức lăn ra chết. Cậu làm gì vậy, không phải cậu nói sẽ không giết tôi sao? Hoa Long nhìn Tần Lâm tiến lại gần. Hai mắt trợn lên. Đúng rồi, tôi không giết anh, nhưng tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Tần Lâm đập vỡ cái cốc trên bàn, rồi cắt hết gân tay gân chân của Hoa Long. Không. Hoa Long tức giận gầm lên, đối với một người luyện võ, cắt đứt gân tay gân chân đồng nghĩa với việc trở thành người tàn phế. Tần Lâm, sư phụ tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, nhà họ Cẩu cũng sẽ không tha cho mày. Hoa Long khàn giọng hét lên. Sống vẫn phải chịu tội. Tần Lâm cười lạnh, bật chiếc bật lửa vứt trên ghế sofa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Hoa Long hoàn toàn tuyệt vọng, tiếng gào thét quanh quẩn bên tai Tần Lâm thiêu cháy tất cả bọn họ. Một đám cháy lớn, hơn 20 mạng người nhà họ Hoa chôn vùi trong biển lửa. Phóng nhanh trên đường cao tốc, nhìn vào kính chiếu hậu có thể thấy được làn khói đen phía sau bốc lên hừng hực, nhà họ Hoa cuối cùng cũng hóa cho tàn trong trận hỏa hoạn. Năm đó, nhà họ Tần chôn thây trong biển lửa, lần này cuối cũng cùng trả thù được rồi. Tần Lâm hơi cay mắt, con đã trả được mối thù của bố mẹ, của dòng họ rồi. Lúc đó trong lòng Tần Lâm chỉ có sự kích động, thù lớn thì phải báo, bây giờ anh đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Báo thù rửa hận xong, tâm trạng cũng khác. Trước đây Tần Lâm luôn bị áp lực bởi việc trả thù, không thể vui vẻ thực sự, bây giờ anh đã có thể thực sự nở một nụ cười thật sự rồi. Mối thù của bố mẹ cuối cùng cũng được giải quyết xong, bây giờ anh mới cảm thấy không uổng công bao lâu nay. Nhà họ Hoa chết hết, tin tức này nhanh chóng truyền khắp Đông Hải, rất nhiều người lấy làm ngạc nhiên, thậm chí còn có phóng viên đào lại câu chuyện nhà họ Tần năm đó cũng bị thiêu chết trong một đám cháy lớn. Ban đầu có rất nhiều người nói là do nhà họ Hoa làm nhưng khổ nỗi là không có chứng cứ, bây giờ nhà họ Hoa cũng bị tiêu diệt cũng theo cách đó, khiến rất nhiều người xót xa. Thầm nghĩ ông trời có mắt chắc chắn sẽ không tha cho bất cứ ai. Lúc dì Phùng thấy tin tức nhà họ Hoa bị thiêu chết trên TV, bà ấy đã khóc, mối thù của nhà họ Tần cuối cùng cũng báo được rồi. Anh, chị dâu, hai người nhìn thấy chưa? Nhà họ Hoa đã bị tiêu diệt hết rồi, đây đúng là báo ứng mà. Hu hu hu, dì Phùng nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng trong lòng vô cùng hả dạ, vô cùng thoải mái. Bao nhiêu nỗi niềm trong lòng bà ấy dường như đã được giải tỏa hết. Số kiếp của nhà họ Hoa giống như nhà họ Tần khiến bà ấy vô cùng hả giận, vô cùng sung sướng. Lúc Tần Lâm về đến nhà, cảm xúc của dì Phùng hơi dâng trào, nhìn Tần Lâm với một ánh mắt phức tạp, thấp thỏm. Tiểu Tần, cậu xem tin tức chưa, nhà họ Hoa? Dì Phùng nhìn Tần Lâm khẽ nói. Là cháu làm, từ hôm nay mối thù của nhà họ Tần đã được báo. Bố mẹ cháu có thể mỉm cười dưới suối vàng rồi. Dì Phùng cũng không nói nhiều, ôm lấy Tần Lâm khóc nức nở.
Tần Lâm vỗ vai dì Phùng, cảm xúc chất chứa bấy lâu nay cuối cùng cũng không kìm được nữa. Một lúc lâu sau dì Phùng mới định thần lại, lau khô nước mắt, nhìn Tần Lâm với ánh mắt đầy kỳ vọng. Dì Phùng, cháu đói rồi, dì nấu cho cháu bát mì đi, nấu món cháu thích ăn nhất, món mì sợi mà lần đầu tiên dì đến nhà làm cho cháu đấy. Tần Lâm nở nụ cười nhân hậu, dì Phùng biết rồi, từ giây phút này trong lòng Tiểu Lâm đã thật sự trở lại bình thường. Không lâu sau, một bát mì thơm nước mũi được bê lên, Tần Lâm ăn rất ngon miệng. Ăn xong, Tần Lâm đang định đi ngủ thì nhận được điện thoại của Trúc Linh Linh. Tần Lâm nhận điện thoại của Trúc Linh Linh, chắc chắc là chuyện của nhà họ Trúc rồi, Trúc Nhị Bạch chắc đã đẩy nhà họ Trúc xuống vực thẳm rồi. Anh Tiểu Lâm, đúng như anh đã nói, Trúc Nhị Bạch đã chuyển toàn bộ số tiền đi rồi, bây giờ em và ông nội đang đi đến tỉnh An Tây, chuẩn bị nhận tổ quy tông, Trúc Thị Y Mỹ còn quá quát hơn em tưởng tượng, nhưng bây giờ có nói gì chăng nữa thì cũng không kịp nữa rồi, Trúc Thị Y Mỹ đã lấy hết dòng vốn của Y Dược Văn Hòa rồi, bây giờ đang sa vào vũng bùn không thể vùng vẫy nữa rồi. Trúc Linh Linh vội vàng nói, Tần Lâm đúng là liệu sự như thần, nhà họ Trúc bây giờ đã trở nên tan tác. Không chỉ Y Dược Văn Hòa rơi vào trạng thái tê liệt mà Trúc Thị Y Mỹ cũng thiệt hại nhiều, giống như cái động không đáy vậy, đầu tư bao nhiêu tổn thất bấy nhiêu, hoàn toàn hết hy vọng. Ngày mai Trúc Nhị Bạch sẽ mời Chủ tịch Mạnh của Tập đoàn Hiên Viên và Lão Đại của tỉnh An Tây để chuẩn bị cho nước đi cuối cùng, nhưng em nghĩ Chủ tịch Mạnh của Tập đoàn Hiên Viên chắc sẽ không ra tay giúp đỡ đâu. Trúc Linh Linh thở dài, trong lòng cũng không biết phải làm sao. Không phải là chắc sẽ, mà là không bao giờ. Tần Lâm trầm giọng, Mạnh Văn Cương nhận lời mời là vì Trúc Linh Linh, hơn nữa ông ấy cũng chưa biết chân tướng sự việc. Xem ra nhà họ Trúc đã dốc toàn lực rồi, Trúc Thị Y Mỹ phải nhờ vào nguồn vốn của Y Dược Văn Hòa, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, vậy mà dám nghĩ đến việc hợp tác với Tập đoàn Hiên Viên, thật là thú vị. Vậy bây giờ phải làm sao? Trúc Linh Linh vô cùng lo lắng hỏi. Đợi thử xem nhà họ Trúc muốn làm gì. Em hãy nhớ phải đợi đến lúc nhà họ Trúc dập đầu nhận sai, nếu không bọn họ sẽ tự diệt thôi. Tần Lâm nói. Vậy anh có qua đây không? Anh Tiểu Lâm. Bây giờ anh có còn là con rể tương lai của nhà họ Trúc nữa đâu, anh có sang đấy cũng chẳng có tác dụng gì. Tần Lâm cười nói. Vậy được rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Trúc Linh Linh vẫn rất lo lắng, bây giờ nhà họ Trúc vô cùng khốn đốn, gậy ông đập lưng ông. Y Dược Văn Hòa vốn đang phát triển tốt lại biến thành sân sau của Trúc Thị Y Mỹ, bây giờ cả hai đều xảy ra chuyện, Y Dược Văn Hòa mất nguồn vốn, có nguy cơ phá sản, mà Trúc Thị Y Mỹ cũng không khá khẩm hơn là mấy. Tần Lâm định đi nghỉ ngơi, nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại nữa. Alo, Tần Đại Sư, tôi là Đồng Phương Châu, bây giờ cậu có tiện nghe máy không? Đồng Phương Châu lịch sự hỏi. Có chuyện gì cứ nói đi, người cùng hội cùng thuyền cả mà. Tần Lâm vừa cười vừa nói, Đồng Phương Châu đã từng giúp đỡ anh, là một người mà anh rất thích, hào phóng mà dứt khoát. Con gái tôi, mắc một căn bệnh lạ, hơn một tháng rồi, con bé ngày càng gầy gò, hơn nữa còn hay nói những thứ kỳ lạ, sức khỏe ngày càng đi xuống, tôi lo con bé mắc căn bệnh gì đó khó nói. Muốn mời cậu xem giúp không biết Tần Đại Sư có thời gian không? Đồng Phương Châu cẩn thận nói. Được, vậy ngày mai tôi sẽ qua đó một chuyến để xem bệnh thử. Tần Lâm nói. Vậy thì cảm ơn cậu, Tần Đại Sư, ngày mai tôi sẽ qua đón cậu. Đồng Phương Châu mừng rỡ, Tần Lâm nhận lời khiến Đồng Phương Châu vô cùng kích động, hơn nữa Đồng Phương Châu tin vào năng lực của Tần Đại Sư, chắc chắn sẽ không nhìn nhầm. Không cần phải phiền phức vậy đâu, gửi địa chỉ cho tôi là được, ngày mai tôi tự qua. Tần Lâm nói, bản thân cũng chẳng phải lãnh đạo cao cấp gì, anh ghét nhất là mấy người thích làm màu, đi đến đâu là ầm ầm đến đó. Một mình tự do tự tại chẳng thích hơn sao. Sáng hôm sau, Tần Lâm đi thẳng đến địa chỉ mà Đồng Phương Châu đã gửi. Khách sạn Hào Duyệt. Đây là khách sạn 5 sao sang trọng nhất tỉnh An Tây, là biểu tượng của thân phận và sự cao quý. Ai ya, anh đụng vào tôi làm gì? Mù à, ra ngoài đường không mang mắt à? Một tiếng kêu yểu điệu, một cô gái mặc bộ đồ da, đeo kính đen, tóc gợn sóng, tức giận nhìn Tần Lâm. Cửa to như thế này mà anh còn chen lấn. Vội đi đầu thai à, anh yêu, anh xem này, anh ta làm bẩn hết giày của em rồi, sao em đến buổi tiệc được chứ? Cô gái vểnh môi, vẻ mặt khó chịu nói. Trời thì đầy mây, mà cô còn đeo kính đen, đi không nhìn đường còn trách tôi sao?
Tần Lâm chau mày, ngoài trời thì đầy mây, vô cùng âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, cô ả này lại còn đeo kính đen khiến anh dở khóc dở cười. Anh yêu, anh phải đòi lại công bằng cho em. Yến Hiểu Hoa uốn éo thân mình, ô lấy người đàn ông bên cạnh rồi nói với vẻ không vui. Thằng nhóc, con mẹ nó mày muốn chết à? Mau quỳ xuống xin lỗi bạn gái tao, sau đó liếm sạch giày cho cô ấy. Nếu không hôm nay mày đừng mơ đến việc rời khỏi đây nửa bước. Người đàn ông mặc vest lườm Tần Lâm nói. Hai người bị điên à? Tần Lâm chẳng thèm tranh cãi với loại người ngu ngốc như vậy, trong lòng anh vẫn nhớ đến bệnh tình của con gái Đồng Phương Châu. Hôm qua nghe giọng Đồng Phương Châu có vẻ rất lo lắng, chỉ là ông ấy ngại không bảo anh đến ngay trong đêm thôi. Cứu người như dập lửa, Tần Lâm không thể làm lỡ thời gian ở đây được. Mày bảo ai bị điên? Cả nhà mày bị điên thì có, thằng cha nhà mày muốn chết đúng không? Tao thấy mày không muốn sống nữa thì phải. Người đàn ông mặc vest phênh mặt, mắt trợn tròn, Tần Lâm vừa nói xong, hắn đã nổi điên. Mau quỳ xuống xin lỗi tôi, liếm sạch giày cho tôi đi đổ rác rưởi. Yến Hiểu Hoa cười lạnh, tỏ vẻ khinh thường Tần Lâm, tên này mặc đồ bình dân, nhìn là biết không phải người giàu có gì, chắc là đến đây để nhờ vả việc gì đấy, hoặc là kẻ trộm. Tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tần Lâm lạnh lùng nói. Ôi, lần đầu tiên tao gặp thằng nhóc ngang bướng như mày đó, ở thành phố Khánh Phong này ông đây nói một là một hai là hai, mày dám chống lại tao, mày chán sống thật rồi đó. Người đàn ông mặc vest cười khẩy, lắc đầu tỏ vẻ bất cần. Ha ha ha, loại rác rưởi này chắc không biết Huy thiếu gia là ai rồi, em thấy anh ta là một tên nhà quê đấy, nghe giọng là biết không phải người ở đây rồi. Yến Hiểu Hoa bĩu môi. Không cần biết mày là ai, bây giờ lập tức quỳ xuống cho tao, xin lỗi, nếu không hôm nay mày đừng hòng đi. Huy thiếu gia trợn mắt nhìn Tần Lâm, vô cùng tức giận, hắn là thiếu gia nhất nhì thành phố Khánh Phong này. Không ai là không biết hắn, tên nhà quê này không biết chui đâu ra mà dám giả vờ giả vịt trước mặt hắn, muốn gây sự với hắn hay sao? Có chuyện gì vậy Huy thiếu gia? Quản lý bộ phận lễ tân vội bước đến, mỉm cười hỏi. Khách sạn các người làm ăn kiểu gì vậy? Sao ngày càng thiếu chuyên nghiệp thế? Rác rưởi cũng vào trong này được, đứng ở cửa làm bù nhìn à? Thằng nhãi này đụng trúng bạn gái tôi, xong phủi tay định rời đi, anh nói xem có vô lý không? Huy thiếu gia chỉnh lại cái vòng vàng lớn trên cổ, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Quản lý bộ phận lễ tân vội vàng nhận lỗi, Huy thiếu gia là khách hàng quen của bọn họ, hơn nữa ở thành phố Khánh Phong làm gì có ai không biết đến Huy thiếu gia, mặc dù nhà bọn họ cũng không phát đạt lắm nhưng có còn hơn không, Huy thiếu gia vẫn rất khí phách, hào phóng vung tiền. Đây là ông thần tài của bọn họ, sao có thể đắc tội với hắn chứ? Huy thiếu gia anh bất giận. Quản lý bộ phận lễ tân quan sát Tần Lâm rồi trầm giọng nói. Anh này, tôi khuyên anh nên lập tức xin lỗi Huy thiếu gia, nếu không tôi không chắc anh có thể đi ra khỏi đây đâu. Nhìn tên này là biết hạng xoàng rồi, trên người chẳng có thứ gì đáng tiền, nhìn mặt mà bắt hình dong là kỹ năng thiết yếu của quản lý bộ phận lễ tân bọn họ, không phải là coi thường người khác nhưng Tần Lâm thực sự không có tư cách để cho hắn xem trọng. Xin lỗi chưa đủ, phải quỳ xuống xin lỗi. Liếm sạch giày cho bạn gái tôi, nếu không thì không xong với tôi đâu. Huy thiếu gia tức giận gầm lên. Huy thiếu gia, anh nể mặt tôi một chút được không? Chúng ta là người quen mà, trong sảnh này mà liếm giày thì hơi mất thẩm mỹ. Ha ha, cứ để anh ta quỳ xuống dập đầu nhận lỗi thôi, có được không? Quản lý bộ phận lễ tân cười nói. Được thôi, nể mặt cậu đấy, không thì chuyện này không xong với tôi đâu. Huy thiếu gia vỗ vai quản lý bộ phận lễ tân rồi nói. Còn ngây ra đó làm gì? Tôi xin Huy thiếu gia hộ anh rồi đó, không cần liếm giày nữa, quỳ xuống dập đầu là xong, mau lên, đừng quên đền tiền giày cho người ta đấy. Thưa cô, giày của cô bao nhiêu tiền? 28.000, chiều hôm qua tôi mới mua xong để đi buổi tiệc hôm nay, mà bây giờ hỏng rồi, tức chết mất. Yến Hiểu Hoa chống nạnh nói. Đam mỹ sắc. Vừa ra đến cửa đã gặp sao chổi. Đúng là đen đủi mà. Nghe thấy chưa, 28.000, đền tiền, dập đầu xin lỗi thì chuyện này coi như bỏ qua, nếu không Huy thiếu gia thật sự làm to chuyện này ra tôi cũng không giúp nổi anh đâu. Quản lý bộ phận lễ tân chỉ vào Tần Lâm rồi nói. Anh đang nói chuyện với tôi à? Muốn đền, muốn dập đầu thì anh đi mà làm, chưa nghe thấy câu khách hàng là thượng đế sao?
tôi đến đây để tiêu tiền mà anh coi khách hàng là gì vậy? Coi thường người khác sao, anh làm trò gì vậy hả? Tần Lâm cười khẩy, nhìn thằng quản lý bộ phận lễ tân. Thấy chưa, thằng nhóc này khốn nạn thật, nể mặt mà còn không biết điều, đừng nói tôi không nể mặt anh, bây giờ người ta cũng chẳng coi mặt mũi của hai chúng ta ra gì rồi, A Hạo. Huy Thiếu Gia cười rồi nói. Mẹ kiếp, thằng khốn, mày chui ra ở xó xỉnh nào mà dám ăn nói với anh Hạo mày như thế? Chán sống rồi phải không? Tao ở đây cũng phải 7-8 năm rồi, tao chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa chuyện này cho mày thôi, vậy mà con mẹ mày lại thích chết đúng không? Bảo mày quỳ xuống mà mày lại định giỡn mặt với tao phải không? Hay đấy, thú vị thật đấy. A Hạo cũng sôi máu, quan sát Tần Lâm, tên này chán sống rồi, dám làm loạn ở địa bàn của hắn, cả thành phố Khánh Phong này chắc chẳng có người thứ hai đâu. Qua đây. A Hạo vẫy tay, bốn tên bảo vệ lực lưỡng nhanh chóng chạy tới. Vứt nó ra ngoài, đánh chết cho tao. A Hạo điềm tĩnh nói. Bốn tên bảo vệ cười thầm, lâu rồi bọn họ chưa thấy người nào dám gây sự ở khách sạn Hào Duyệt, mấy hôm nay cũng cảm thấy ngứa ngáy chân tay tự nhiên lại có người chạy đến cho giải tỏa. Ok, quản lý cứ yên tâm. Bốn tên bảo vệ hớn hở, xông tới chỗ Tần Lâm, bọn họ đều là những cao thủ được lựa chọn kỹ lưỡng, đều là bộ đội giải ngũ nên ai cũng có thân thủ phi phàm. Tần Lâm cười khẩy, ánh mắt run lên, tung ra những đòn đánh trả chúng bốn tên bảo vệ, bọn họ chưa kịp tấn công thì đã ngã nhào, đánh rắn phải đánh dập đầu, con người cũng thế, Tần Lâm đánh vào tử huyệt của bọn họ, mặc dù không mất mạng nhưng tạm thời sẽ không thể chiến đấu được, co giật dưới đất giống như lợn chết vậy. Mày! A Hạo không ngờ, Tần Lâm lại biết võ, bốn tên bảo vệ này đều là những cao thủ số một số hai, vậy mà lại bị hạ gục trong một nốt nhạc như vậy. Thậm chí hắn còn không kịp nhìn rõ động tác của Tần Lâm. Cao cường đến vậy sao? Mày muốn làm gì? A Hạo không ngờ Tần Lâm lại tiến lên phía trước, trong lòng hơi chột dạ, nắm chặt con dao trong tay vung loạn xạ. Mày không coi tao ra gì đúng không? Tần Lâm thuận thế cướp lấy con dao trong tay hắn, sau đó đâm vào bàn tay A Hạo, một tiếng kêu thất thanh vang vọng cả sảnh. Nghe thấy tiếng thét chói tai của A Hạo, tất cả bảo vệ đều xông đến. Hơn 30 người bao vây Tần Lâm. Thấy cảnh này, Huy Thiếu Gia lùi về phía sau theo bản năng, tên này đúng là bất cần đời, nhưng dám gây sự ở khách sạn Hào Duyệt thì chắc chắn phải chết. Thằng khốn, mày có giỏi thì giết tao đi. A Hạo lăn lộn trên giang hồ không biết bao nhiêu năm, bị thương vô số lần, còn có cảnh nào mà chưa từng thấy qua chứ, nếu không sao có thể làm quản lý bộ phận lễ tân của khách sạn Hào Duyệt chứ, đây là gương mặt đại diện của khách sạn Hào Duyệt đấy. Tôi chưa từng thấy yêu cầu nào kỳ lạ như vậy đấy. Tần Lâm cười nhạt, rút con dao trên tay A Hạo ra. A, à, cơn đau đớn khiến A Hạo suýt ngất xỉu, tên khốn này độc ác thật. Yến Hiểu Hoa và Huy Thiếu Gia nhìn thấy cảnh này cũng nổi hết da gà, tên này thật tàn ác, giết người mà mặt không hề biến sắc. Mau đi thôi. Huy Thiếu Gia biết hôm nay chắc chắn có điều không lành nhưng hắn không ngờ lại bị cuốn vào đó, lập tức kéo tay Yến Hiểu Hoa chạy khỏi. Mày không chạy được đâu, dám làm loạn ở khách sạn Hào Duyệt này, tao không tin mày có thể sống sót rời khỏi đây. A Hạo run lẩy bẩy nhưng vẫn không chịu khuất phục. Nhiều người như thế này mày định chạy đi đâu? Còn ngây ra đó làm gì, lên đi. A Hạo tức giận gầm lên, 30 tên bảo vệ cùng xông lên, Tần Lâm nắm chặt con dao trong tay, vung lên dứt khoát như chỗ không người, hơn 30 tên bảo vệ giống như biển người đông nghịt bao vây đường đi của Tần Lâm. Nhưng không ngờ Tần Lâm lại lợi hại như vậy, hơn 30 người bị đánh cho không còn mảnh giáp, tất cả đều bị dao găm làm trọng thương, ngã gục xuống đất. Rất nhiều khách hàng và nhân viên đều hoang mang, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như thế này, hơn 30 người đều đổ máu. A Hạo cũng há hốc mồm, không ngừng lùi về phía sau, lạnh lùng nhìn Tần Lâm, vô cùng lo lắng. Rốt cuộc mày là ai? Mày muốn làm gì? A Hạo ngã bịch xuống đất. Ôm lấy bàn tay vẫn đang rỉ máu, trông vô cùng thảm hại. Tôi mới là người hỏi anh câu đấy mới đúng, anh muốn làm gì? Đây là cách anh đối xử với khách hàng à? Tần Lâm lạnh lùng liếc nhìn, ở đây không có ai dám nhìn thẳng vào mắt anh cả. Thằng khốn, hôm nay tao A Hạo nhận thua, nhưng mày đừng để tao gặp mày ở thành phố Khánh Phong này lần nữa, nếu không ông trời cũng không cứu nổi mày đâu. Môi A Hạo bầm tím, sắc mặt xanh ngắt. Được rồi. Vậy hôm nay tôi sẽ ở đây chờ anh, con người tôi thích làm việc dứt khoát, không thích dây dưa,
tôi cũng mới đến đây thôi, nếu chuyện đã đến nước này thì tôi sẽ chơi với anh đến cùng. Tần Lâm cũng không vội, đây là địa bàn của Đồng Phương Châu, lát nữa để ông ấy đến xử lý vụ này, vừa đến tỉnh An Tây đã bị người ta gây sự, Đồng Phương Châu sẽ thấy có lỗi lắm đây. Được lắm, mày cứ đợi đó cho tao, để xem mày có bản lĩnh đến đâu. A Hạo đỡ lấy tay mình, sắc mặt u ám, rút điện thoại ra gọi liền lúc ba cuộc điện thoại, vô cùng tức giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống, lột ra băm thay Tần Lâm. Alo, lão bối, mau qua đây một chuyến đi, mang theo nhiều người nhé, đúng vậy. Có kẻ dám gây sự ở khách sạn Hào Duyệt chỗ tao. Đừng có lề mề đấy, đến muộn là không được nhìn thấy tao nữa đâu. Khốn kiếp, cho dù bây giờ mày có đang trong bụng mẹ cũng mau phi đến đây cho tao. Gọi xong điện thoại, ánh mắt A Hạo càng ngày càng âm u, tay bị đâm một nhát, món nợ này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Bây giờ không chỉ là ân oán giữa Huy Thiếu Gia và Tần Lâm nữa rồi, mà còn là danh tiếng của hắn ở khách sạn Hào Duyệt này, còn vết thương của hắn cũng không cho phép hắn khuất phục. Trận này, hắn phải cho người thành phố Khánh Phong biết, A Hạo hắn vẫn là kẻ mạnh nhất 10 con phố năm đó. Tên kia, chút nữa, mày sẽ biết ai mới là lão đại thực sự ở đây, mày chắn chắn sẽ hối hận. A Hạo lạnh lùng nhìn Tần Lâm, cho mình một cơ hội, vậy không phải tự tìm cái chết thì là gì? Cho dù anh có mạnh mẽ hơn nữa thì một con hổ khỏe cũng không thắng nổi một đàn sói, Tần Lâm rêu rao với hắn trên địa bàn hắn, hắn nhất định sẽ khiến Tần Lâm tan tác. A Hạo lăn lộn ở thành phố Khánh Phong nhiều năm như vậy, hắn có ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào đôi bàn tay sắt và tinh thần không sợ chết, mới có thể lên làm quản lý bộ phận lễ tân của khách sạn Hào Duyệt, lương tiền triệu mỗi năm tốt hơn việc suốt ngày chém chém giết giết rất nhiều. Hơn nữa bản thân hắn ta những năm nay cũng đã tích lũy được nhiều mối quan hệ, ai chẳng nể mặt hắn ta ba phần chứ. Khách sạn Hào Duyệt nhìn trúng điểm này của hắn, hắn là nhân vật số 1 số 2 của khách sạn Hào Duyệt, ở thành phố Khánh Phong này cũng được coi là người giàu có nổi tiếng. Nhiều năm tung hoành ngang dọc, có chuyện gì chưa gặp qua chứ? Lần này gặp phải tên quỷ vương liều mạng không biết sống chết, A Hào nhất định phải tiêu diệt, con mẹ nó, dám thách thức hắn ta ở đây. Mày nghĩ anh đây lăn lộn nhiều năm như thế là vô ích à? Những nhân viên bảo vệ xung quanh ai nấy đều run rẩy, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, trong sảnh lớn đầy máu, đây là trách nhiệm của bọn họ. Không đến 20 phút sau, hàng chục xe ô tô nối tiếp nhau xuất hiện ở cổng khách sạn Hào Duyệt, trên mỗi chiếc xe có ít nhất 3-4 người, thậm chí còn hơn thế nữa. Tất cả bọn họ đều cầm kiếm súng, gậy gộc trong tay, khí thế hung hãn. Ba tên đứng đầu là anh em năm xưa của A Hạo, hiện giờ cũng đều là những người có máu mặt. A Hạo, tên nhóc cậu làm ăn kiểu gì vậy? Còn có kẻ dám động đến cậu trên địa bàn của cậu sao? Đúng thế, con mẹ nó, để tôi xem thử đứa nào dám động đến anh em của tôi sẽ chặt nó thành 8 khúc. A Hạo, đừng bảo với tôi là cậu bị tên danh con này đánh nhé. Ha ha ha, không phải là thật đấy chứ. Ba lão đại nhìn nhau cười, ánh mắt dữ tợn. Đằng đằng sát khí. Con mẹ nó, mấy người cứ cười đi, tay ông đây bị hắn ta đánh gãy rồi, hôm nay không chặt hắn thành 8 khúc thì ông đây không tên là Trần Hạo. A Hạo hung ác nói. Tên nhóc kia, chính mày là người khiêu chiến anh Hạo hả? Nói đi, giờ mày muốn thế nào? Một tên tóc vàng xăm hình con báo chỉ vào Tần Lâm nói. Muốn chết thế nào, chết nằm hay chết đứng hả? Một tên tóc dài khác cười híp mắt nói. Mấy trăm anh em sau lưng tao đều đang nhằm vào chân tay mày đấy, con mẹ nó nếu không nói cho rõ ràng thì mày đừng hòng ra khỏi đây. Hơn trăm tên đàn em mặc đồ đen, đứng lúc nhúc trước sảnh khách sạn Hào Duyệt, tất cả đều đem theo vũ khí, cảnh tượng này, cũng chỉ Tần Lâm mới kiểm soát được, nếu đổi là người khác thì đã sợ đái ra quần rồi. Nhưng A Hạo không ngờ, tên này sắc mặt không chút thay đổi, cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn nhìn hắn với ánh mắt thích thú. Anh đợi tôi gọi điện thoại. Tần Lâm lấy điện thoại ra bấm số. Con mẹ mày còn muốn gọi điện thoại à? Tên tóc dài nắm chặt nắm đấm nhìn thấy thế thì hung hăng nói. Khoan đã, có qua có lại mới toại lòng nhau, Trần Hạo tôi cũng không phải là người không trọng đạo lý giang hồ. Để cho hắn ta gọi người đi, tôi cũng cho hắn ta một cơ hội, hôm nay cho dù Ngọc Hoàng đến, hắn cũng phải quỳ lại nhận sai với tôi. A Hạo dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Tần Lâm. Hơn 100 người đứng ở đó, ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt,
hiện giờ toàn bộ đại sảnh đã chật cứng người của hắn, muốn chạy ra khỏi đây cũng khó như lên trời. Alo, Tần đại sư, cậu đang ở đâu? Vẫn chưa đến à? Giờ tôi cử người đến đón cậu nhé. Đông Phương Châu cẩn thận nói, ông ta đã hẹn thời gian với Tần đại sư rồi, đáng lý ra Tần đại sư không phải là người không đúng giờ chứ, nhưng sao giờ vẫn chưa đến vậy? Tôi ở sảnh lớn khách sạn, nhưng đang bị người ta bao vây, ông đến đây xem đi, hình như thành phố này không chào đón một người ngoài tỉnh như tôi thì phải. Trái tim Đông Phương Châu đập thịch một tiếng, hỏng bét rồi. Vậy mà có người dám động chạm đến Tần đại sư à? Mụ nội nó, trên địa bàn của ông đây mà dám có người động đến Tần đại sư. Đông Phương Châu toát mồ hôi lạnh, chẳng may Tần đại sư có mệnh hệ gì, vậy ông ta đã phạm vào tội lớn à? Tần đại sư không phải là người bình thường, hơn nữa còn là người ông ta đặc biệt mời về để khám bệnh cho con gái. Lúc này rõ ràng Đông Phương Châu đã không làm tròn trách nhiệm chủ nhà, và lại ông ta còn là ông chủ tỉnh An Tây, nếu có sai sót gì thì Tống Phương Châu sẽ hoàn toàn mất hết thể diện. Tần đại sư, cậu đợi một lát, tôi lập tức tới ngay. Đông Phương Châu không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xuống lầu. Tần đại sư bị người ta bao vây, chuyện này còn làm gì được nữa? Sắc mặt Đông Phương Châu vô cùng khó coi, tứ đại kim cương bên cạnh cũng vô cùng thấp thỏm, đã rất nhiều năm rồi bọn họ chưa thấy sắc mặt của ông chủ khó coi như vậy. Ông chủ, có chuyện gì vậy ạ? Tứ đại kim cương không kìm được hỏi. Xuống tầng xem xét rồi nói, có người động chạm đến khách quý của tôi. Tứ đại kim cương hít một hơi thật sâu, ở thành phố Khánh Phong, ở tỉnh An Tây này lại có người dám ra tay với khách quý của ông chủ Đồng sao? Con mẹ nó tên đó không muốn sống nữa à? Tứ đại kim cương theo sát sau Đồng Phương Châu, cả bốn người họ đều đã theo ông chủ Đồng nhiều năm, toàn là cao thủ lấy một địch mười, và lại từ sau khi đi theo ông chủ Đồng, bọn họ còn điên cuồng hơn, khống chế toàn bộ thế giới ngầm của tỉnh An Tây. Đông Phương Châu vội vàng xông xuống dưới tầng, sợ rằng Tần đại sư có mệnh hệ gì sẽ là tội của ông ta. Tên kia, điện thoại cũng đã gọi rồi, thế nào? Có người đến cứu mày hay không? Ha ha ha, không phải để lại di thư cho người thân đấy chứ? Đúng thế, ở cái thành phố Khánh Phong này, mày đắc tội với A Hạo mà muốn rời đi dễ dàng à, tao thấy mày uống nhầm thuốc rồi đó. A Hạo, lúc nào ra tay? Ba tên lão đại đã nóng lòng muốn thử, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Bọn họ mang theo người đến chính là để đánh nhau, sao có thể trở về tay không được chứ? Ra tay, rút hết gân tay, gân chân của hắn ra cho tôi. A Hạo nheo mắt thành một đường, lạnh lùng nói. He he, lời của anh Hạo chính là thánh chỉ, bắt buộc phải tuân theo. Các anh em xông lên cho tôi. Ánh mắt tên tóc dài đứng đầu lóe lên tia lửa, tinh thần chiến đấu tăng cao, hai năm nay pháp luật An Huy ngày càng nghiêm ngặt, hơn nữa cũng không có sự việc gì lớn lao, hắn ta khá hoài niệm những ngày chém chém giết giết trước kia. Hôm nay A Hạo đã mở lời, hắn ta tất nhiên phải xông lên đầu tiên. Rắc rắc. Chiếc mã tấu lẽ ra phải đáp xuống vai Tần Lâm bỗng chốc bị đá bay ra, nhưng tên tóc dài chết sững rồi, bởi vì hắn không ngờ bản thân lại bị đá trúng, còn chưa kịp hoàn hồn lại, chiếc mã tấu đang rớt xuống đất lại bị người khác bắt lấy. Vung chiếc mã tấu lên, máu bắn tung tóe. Một cánh tay của tên tóc dài lập tức bị chặt đứt. Tất cả mọi người bỗng chốc sững sờ. Cho dù hai tên lão đại khác hay đám đàn em phía sau, thậm chí A Hạo cũng đơ luôn, người này độc ác quá đi. Đeo kính râm, ra tay nhanh như chớp, vô cùng điên cuồng. Không chút cảnh báo nào, trực tiếp chặt đứt một cánh tay. Chuyện này, sắc mặt A Hạo tái mét lại, lúc giơ tay lên thì đột nhiên nhìn thấy tứ đại kim cương, đó là nhân vật truyền kỳ của tỉnh An Tây, năm đó hắn ta đi theo một trong bốn vị kim cương này lăn lộn mới có thành tựu ngày hôm nay. Khúc lão đại, sắc mặt A Hạo trắng bệch khi thấy Khúc Bích Sinh, đó là lão đại năm xưa của hắn. Hiện giờ là một trong tứ đại kim cương của Đông Phương Châu. Đông Phương Châu. A Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử co rụt lại, trong lòng nhất thời cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn ta nhìn thấy Đông Phương Châu ở phía sau Khúc lão đại, đó cũng chính là ông trùm tỉnh An Tây, là nhân vật được tất cả mọi người kính trọng, là nhân vật một tay che trời Đông Phương Châu. Đừng gọi tôi không có tên đàn em như cậu. Sắc mặt Khúc Bích Sinh rất khó coi. Lúc này ông ta chỉ muốn bóp chết Trần Hạo, tên khốn khiếp này chọc ai không chọc lại chọc chúng khách quý của ông chủ Đồng. Muốn tìm cái chết à? A Hạo cũng rất rõ ràng,
từng giọt mồ hôi trên mặt không ngừng rơi xuống, cả người cảm giác như linh hồn thoát thân vậy, lần này hoàn toàn xong đời rồi. Đông Phương Châu là nhân vật thế nào chứ? Đó là người chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể giết chết hắn, là ông chủ của lão đại hắn ta. Khúc Bích Sinh trước mặt Đông Phương Châu còn chả là cái đinh gì, huống chi là hắn ta. Lúc này không chỉ A Hạo, hai tên lão đại khác mặt mũi cũng đều tái mét, vẻ kiêu ngạo vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết, chọc vào ông chủ Đồng có khác nào tìm cái chết đâu. Tần đại sư, cậu không sao chứ? Đông Phương Châu vội vàng bước nhanh từ phía sau tứ đại kim cương, gương mặt tràn đầy xin lỗi. Không ngờ Tần đại sư lại bị bắt nạt ngay trên địa bàn của ông ta, đây chẳng khác nào tát vào mặt ông ta cả. Đông Phương Châu từ trước đến giờ chưa từng cảm thấy mất mặt như vậy, Tần đại sư là người thế nào, bản thân ông ta cũng biết rất rõ, cao thủ như Tần đại sư đây mặc dù tuổi không lớn nhưng thực lực lại khiến cả ông ta cũng phải phục sát đất. Đám có mắt như mù này lại dám đối đầu với Tần đại sư, lại còn đem đến nhiều người như vậy nữa chứ, trong lòng Đông Phương Châu đang vô cùng hối hận. Mặc dù Tần đại sư nói không cần ông ta đến đón, nhưng ông ta cũng nên suy nghĩ chu đáo, sớm đến đón Tần đại sư mới phải, đây thực sự là sai lầm lớn của ông ta. Từ lúc Tần đại sư gọi điện cho mình, Đông Phương Châu đã biết có chuyện không hay rồi, nhưng chuyện đã rồi, ông ta cũng chỉ có thể cắn răng mà đến. Tần đại sư bị đối xử như vậy trên địa bàn của ông ta, cho dù thế nào đều là do biểu hiện kém cỏi của bản thân, đây là điều không ai, không một thứ gì có thể bù đắp được. Đám người Trần Hạo gọi đến cũng đều run lẩy bẩy, có ai không biết đến uy danh của ông chủ Đồng chứ? Bọn họ có thể sống sót trong thế giới ngầm của thành phố Khánh Phong đều là dựa vào ông chủ Đồng, hiện giờ đắc tội với người của ông chủ Đồng, có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ đang lo lắng bất an đến nhường nào. Một lời nói của ông chủ Đồng cũng có thể dễ dàng lấy mạng bọn họ. Tứ đại kim cương đã không phải nhân vật bọn họ có thể nhìn thẳng, chứ đừng nói đến người một tay che trời ở tỉnh An Tây như ông chủ Đồng. Không còn gì đau đớn hơn nữa, hiện giờ Trần Hạo hai chân run cầm cập, ông chủ Đồng muốn hắn chết canh năm, thì Khúc lão đại cũng không dám để hắn sống quá canh ba. Trần Hạo nằm mơ cũng không thể ngờ người đàn ông trẻ tuổi này lại là khách quý của ông chủ Đồng, nếu anh nói anh là người của ông chủ Đồng thì cho dù tôi có ăn gan hùm gan báo cũng không dám so đo với anh. Người Trần Hạo thù hận nhất bây giờ là Huy Thiếu Gia, tên khốn khiếp đó hiện giờ không biết chạy đi đâu rồi, biến mất không tung tích, hại hắn ta ở đây làm vật tế, chính Tần Hạo cũng không rõ thực hư mọi chuyện. Nhưng nói cho cùng là bản thân hắn đã chọc vào khách quý của ông chủ Đồng, ai ai cũng biết rõ chuyện tiếp theo sẽ ra sao. Cho dù hắn ta có cứng rắn, hung ác cỡ nào cũng không dám đối đầu với ông chủ Đồng. Nhìn sang Khúc Bích Sinh lão đại cũ của hắn ta, Khúc lão đại căn bản không thèm nhìn hắn, vì hắn đã đắc tội với người không nên đắc tội, cho dù chết thì cũng xứng đáng. Tần Lâm mỉm cười lắc đầu. Mấy tên nhãi này không làm gì được tôi đâu, chỉ là lười động chân động tay với bọn chúng thôi. Tần Lâm cười tức là không có vấn đề gì lớn, trong lòng Đông Phương Châu lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tần đại sư không muốn so đo với mấy kẻ tầm thường này, nếu không, đám người này sao có thể làm khó Tần đại sư được chứ? Vậy thì tốt, thật sự xin lỗi Tần đại sư, khiến cậu kinh sợ rồi, trong lòng Đông Phương Châu tôi thật sự rất lấy làm tiếc. Khuôn mặt Đông Phương Châu đầy vẻ chua xót, suy cho cùng, chuyện Tần đại sư bị người ta bao vây này cũng là xảy ra trên địa bàn của ông ta, nếu truyền ra ngoài thì chính ông ta là kẻ mất mặt. Không sao, tôi cũng không có chuyện gì lớn, giải tán hết đi, hôm nay tôi đến đây cũng có việc gấp, lẽ nào ông chủ Đồng không nóng lòng à? Ha ha! Tần Lâm cười nhạt vài tiếng, Đông Phương Châu nặng nề gật đầu, như chút được gánh nặng. Nhớ kỹ, làm người đừng quá kiêu ngạo. Không thích sự gì đâu, người đến là khách, coi thường người khác không phải là một thói quen tốt. Tần Lâm liếc nhìn Trần Hạo rồi quay người rời đi. Ánh mắt của Đông Phương Châu rơi lên người Trần Hạo, sắc mặt Trần Hạo tái mét như cho tàn, toàn thân run rẩy. Bỏ đi, anh ta cũng chỉ là công cụ của người khác mà thôi, con người tôi không thích giết người bừa bãi. Nghe Tần Lâm nói vậy, sắc mặt Trần Hạo khẽ dịu lại, Tần đại sư nói vậy là muốn bỏ qua cho hắn sao? Tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát, móc một con mắt đi, Tần đại sư không so đó với cậu, còn không mau cút đi. Đông Phương Châu lạnh lùng nhìn Trần Hạo, trong lòng hắn ta run lên như được ân xá, nếu không có câu cuối cùng của Tần Lâm thì hôm nay Đông Phương Châu chắc chắn sẽ giết chết hắn. Ánh mắt của Đông Phương Châu vô cùng đáng sợ,
Trần Hạo bây giờ vẫn còn có chút sợ hãi. Đi đi lão Khúc, đó là người của ông. Đồng Phương Châu nói với Khúc Bích Sinh. Vâng thưa ông chủ. Khúc Bích Sinh trừng mắt nhìn Trần Hạo, lúc này có thể giữ cho hắn một cái mạng đã là phúc tám đời rồi. Còn ngơ ra đấy làm gì? Không mau cút đi à? Đợi móc mắt hết cả đám các người ra à? Khúc Bích Sinh trầm giọng nói, hơn trăm tên đàn em sắc mặt đều trở nên tái mét, không dám nói gì, nhanh chóng rút khỏi khách sạn Hào Duyệt. Tần Đại Sư, mời đi bên này. Đồng Phương Châu vội vàng nhường đường cho Tần Lâm. Nhưng lúc này Tần Lâm lại nhìn thấy Trúc Linh Linh. Anh Tiểu Lâm. Mặt Trúc Linh Linh tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cô ấy không ngờ anh Tiểu Lâm lại đến đây, chắc chắn là anh ấy không yên tâm về cô nên mới đến. Em ổn không? Tần Lâm nhún vai cười nói. Em không sao, nhìn thấy anh em đã thấy thỏa mãn rồi. Trúc Linh Linh mặt đỏ bừng, ngượng ngùng gật đầu, trong lòng cô ấy vô cùng vui mừng khi anh Tiểu Lâm đến thăm cô. Ôi chao, Tổng Giám Đốc Đồng, tôi rất mong chờ ông đến, ha ha, tôi còn tưởng ông không đến cơ, trái tim tôi đang đập thình thịch đây này, không ngờ ông vẫn đến, nhà họ Trúc chúng tôi thật vinh hạnh quá. Trúc Nhị Bạch cười nói ha ha, đứng ở trước cửa hội trường tầng 1. Cảnh tượng ồn ào bên ngoài vừa rồi cũng đã thu hút sự chú ý của bọn họ, nhưng khi ông ta đi ra thì người đã giải tán hết, hơn nữa xung quanh cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Phía sau Trúc Nhị Bạch là Trúc Tam Đao, Âu Dương Diễm Diễm và Trúc Phi, Trúc Diệu, xem ra bữa tiệc lần này của nhà bọn họ diễn ra vô cùng long trọng, hơn nữa còn mời không ít người. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Đồng, ngài có thể đến tham dự bữa tiệc này quả là nể mặt nhà chúng tôi quá. Nhà họ Trúc chúng tôi chắc chắn sẽ không quên, Tổng Giám Đốc Đồng, mời ngài vào trong. Trúc Phi cũng đứng bên cạnh cười nói phụ họa, người đầu tiên bọn họ mời là Đồng Phương Châu, nhưng Đồng Phương Châu đã từ chối khiến bọn họ thấy vô cùng bất lực cùng thất vọng, nhưng bọn họ không ngờ ngày hôm nay Đồng Phương Châu lại vẫn có mặt tại bữa tiệc của bọn họ, xem ra ông chủ Đồng vẫn vô cùng công nhận bọn họ. Trúc Nhị Bạch cũng vô cùng tự tin về vấn đề này. Ông ta đã nói với Đồng Phương Châu về triển vọng phát triển trong tương lai của Trúc Thị Y Mỹ, và lại lần này để thu hút đầu tư, có bảo bối như đường thần số 2 thì Trúc Thị Y Mỹ bọn họ sao không phất lên được chứ? Y Dược Văn Hòa có thể bay lên trời cao thì bọn họ cũng có thể. Trúc Nhị Bạch lần này đã phát thiệp mời không ít ông chủ tỉnh An Tây, nhưng cũng đều là người đã từng hợp tác, lần này Trúc Nhị Bạch đặt tất cả hy vọng lên tập đoàn Hiên Viên đã từng hợp tác với Y Dược Văn Hòa trước kia và tập đoàn Đồng Thị có thực lực vô cùng lớn mạnh ở An Tây. Ông chủ Đồng là doanh nghiệp địa phương nên hấp dẫn Trúc Nhị Bạch hơn, lúc này sự xuất hiện của Đồng Phương Châu giống như mũi tiêm kích thích cho nhà họ Trúc. Tần Lâm, sao lại là cậu? Cậu đến đây làm gì? Vẻ mặt Âu Dương Diễm Diễm tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Tần Lâm, tên nhóc này đến đây làm gì? Bọn họ tổ chức tiệc nhà họ Trúc ở thành phố Khánh Phong, cùng các khách mời thảo luận về chiến lược tái xuất của Trúc Thị Y Mỹ, không ngờ tên Tần Lâm này cũng sẽ đến. Sắc mặt đám người Trúc Nhị Bạch cũng khẽ thay đổi, Tần Lâm là cái gai trong mắt nhà họ Trúc, sự xuất hiện của anh lúc này chắc chắn khiến đám người Trúc Nhị Bạch thấy vô cùng buồn bực. Đồng Phương Châu sững sờ giây lát, lúc này Tần Đại Sư chưa lên tiếng thì ông ta cũng không nói gì, đám người này quen biết với Tần Đại Sư, bản thân ông ta nên bớt nói đi. Tần Lâm, đây là bữa tiệc của nhà họ Trúc chúng tôi, cậu đến đây làm gì? Cậu có tư cách gì mà đến đây? Cậu nghĩ nhà họ Trúc chúng tôi sẽ mãi mãi không đuổi cậu à? Trúc Tam cô chỉ tay vào Tần Lâm nói, cặp lông mày nhíu lại, bà ta không ngờ Tần Lâm lại dính vào bọn họ như bẫy dính chuột như vậy, không chịu rời đi. Hiện giờ bọn họ đã không còn ở thành phố Đông Hải nữa, nhưng Tần Lâm vẫn bám theo, khiến người ta chán ghét. Đúng thế. Tần Lâm anh không biết xấu hổ à? Cổng nhà họ Trúc chúng tôi không phải ai cũng có thể tiến vào đâu, với thực lực của anh mà mơ làm rể nhà họ Trúc chúng tôi à? Anh có tư cách này chắc? Trúc Tiểu Nguyệt lúc này cũng xuất hiện phía sau Trúc Tam Đao, mặc dù Vương Vân Cương đã vào đồn với bố mình, nhưng Trúc Tiểu Nguyệt không có liên quan đến chuyện này, nên cũng được thả ra. Nhưng mối thù của Trúc Tiểu Nguyệt đối với Tần Lâm ngày càng tăng cao. Nếu không phải vì anh thì bạn trai cô ta sao phải đi tù chứ? Nếu không phải vì anh, bản thân cô ta sao có thể thê thảm như này? Vốn dĩ lần này quay về nước là để kế thừa tài sản nhà họ Trúc, nhưng chàng rể vàng của mình mất rồi, cô ta cũng theo đó mà đánh mất lòng tin của mọi người. Vì thế hiện giờ Trúc Nhị Bạch không hề giao bất cứ công việc nào cho cô ta, chỉ đồng ý cho cô ta vào làm việc trong Trúc Thị Y Mỹ trước.
May mà lúc này Trúc Linh Linh cũng bị tước đoạt quyền lực, nếu không Trúc Tiểu Nguyệt phải làm việc dưới tay Trúc Linh Linh chẳng phải sẽ tức chết sao? Nhiều năm du học như vậy cũng hoàn toàn vô ích rồi. Tất cả những điều này đều là do Tần Lâm gây nên, Trúc Tiểu Nguyệt từng ước mơ làm mợ cả nhà họ Vương, nhưng cuối cùng giấc mơ đã tan thành mây khói, bị Tần Lâm bóp nát rồi, cả đời cô ta sẽ không thể nào quên chuyện này. Vì thế, cô ta chính là người đầu tiên không đồng ý cho Tần Lâm làm rể nhà họ Trúc. Nhà họ Trúc hiện giờ vẫn chưa phân ra, vì thế lời của ông nội có uy quyền tuyệt đối, cho dù lần trước đã phản đối kịch liệt nhưng dù sao Trúc Linh Linh cũng vẫn mang họ Trúc, vì thế người nhà họ Trúc vẫn cứng rắn kéo Trúc Linh Linh đến đây, dù sao trước đây cô đã từng hợp tác với tập đoàn Hiên Viên. Tần Lâm, tôi khuyên anh mau cút đi, nhà họ Trúc chúng tôi không chào đón anh, hôm nay là bữa tiệc quan trọng của nhà họ Trúc chúng tôi, cậu đừng ở đây làm tôi mất mặt nữa, trông coi cẩn thận cho tôi. Không ai được phép cho Tần Lâm bước vào một bước. Trúc Minh Diễu cợt nói, ánh mắt âm u, Tần Lâm đã hủy hoại cuộc đời của con gái ông ta, thù này ông ta thề không đội trời chung, anh còn muốn bước vào nhà họ Trúc sao? Ông ta chắc chắn không bao giờ đồng ý. Làm người phải tự biết thân biết phận, Tần Lâm, cậu mau đi đi, tôi không muốn phí lời với cậu nữa, duyên phận của cậu và nhà họ Trúc chúng tôi đã hết rồi, tình duyên với Linh Linh cũng đã ngắt. Nếu cậu vẫn cứ si mê không tỉnh như vậy thì đừng trách nhà chúng tôi không nể mặt cậu, nếu không phải nể mặt năm xưa cậu từng cứu tôi thì tôi đã sớm cho cậu cái tát rồi. Âu Dương Diễm Diễm chống cây bây tơ ong, trầm mặt nói. Đúng thế, người đời nay vì thân phận, địa vị mà không từ thủ đoạn, ha ha ha, chẳng phải thèm muốn thân phận địa vị nhà họ Trúc chúng ta thì là gì. Chúng tôi sẽ không để một xu tiền nào của nhà họ Trúc rơi vào tay cậu đâu, cậu bỏ cuộc đi. Phận người ở rể không dễ làm đâu, nhà họ Trúc chúng tôi và cậu đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Trúc Tam cô liên tiếp chế giễu, vui vẻ khịt mũi, lời nói tràn đầy vẻ kiêu ngạo, tên Tần Lâm không ra gì này cứ hết lần này đến lần khác chống đối lại bọn họ, nhà họ Trúc chắc chắn không thể chứa chấp Tần Lâm. Người nhà họ Trúc khinh thường Tần Lâm, không ngờ lần này bọn họ tổ chức tiệc ở tỉnh An Tây mà tên Tần Lâm này cũng bám theo, đúng là nực cười. Nhà họ Trúc hiện giờ vô cùng chán ghét Tần Lâm. Nếu không có anh thì nhà bọn họ đã bám được vào con thuyền lớn là nhà họ Vương rồi, đâu cần phải khổ sở bày tiệc cầu xin người khác chứ. Hiện giờ còn phải cúi đầu đi lôi kéo đầu tư, cho dù có sản phẩm tốt như đường thần số 2, nhưng Trúc Thị Y Mỹ dù sao cũng mới phá sản ở thị trường tỉnh An Tây, muốn hồi sinh trở lại cũng cần dũng khí và nghị lực rất lớn. Tất cả mọi chuyện đều là do Tần Lâm đã đuổi con rể vàng Vương Vân Cương của bọn họ chạy mất, mới dẫn đến nhà họ Trúc bị rơi vào nguy cơ này. Trong mắt bọn họ Tần Lâm chính là tên tội đồ nhà họ Trúc. Tôi thấy, người trẻ tuổi bây giờ chẳng biết cố gắng gì cả, suốt ngày chỉ muốn đi lối tắt cửa sau, muốn không làm mà vẫn có ăn, không hiểu sao Trúc Linh Linh lại thích được loại người này chứ. Lẽ nào cháu không nhìn ra cậu ta đang thèm muốn thân phận và địa vị nhà họ Trúc à? Một tên bác sĩ rách nát không có địa vị gì còn muốn kiếm cảm giác tồn tại trong nhà họ Trúc sao? Đúng là nực cười. Trúc Phi chế nhạo nói. Tần Lâm chính là một tên khốn thấp kém dơ bẩn, chuyện tốt của nhà họ Trúc bọn họ đã bị Tần Lâm vấy bẩn hết rồi, hơn nữa không phải một lần mà rất nhiều lần. Anh Tiểu Lâm đến đây thăm cháu, mọi người đừng có ác ý như vậy có được không? Trúc Linh Linh cắn chặt môi, trong lòng đầy buồn phiền, nếu không phải bố mẹ ép buộc thì cô ấy sẽ không đến đây, nhưng bố mẹ hiện giờ không có chút địa vị trong nhà họ Trúc, luôn bị bác cả Trúc Minh và cô ba chèn ép, còn ông bà nội thì càng không cần nói đến. Trước giờ chưa từng đối xử công bằng, luôn thiên vị bác cả. Ngôn Tình Hoàn. Cháu đúng là không biết tốt xấu, Trúc Linh Linh, bây giờ lòng người vô cùng đáng sợ. Cháu nghĩ nếu cháu không phải đại tiểu thư nhà họ Trúc thì tên Tần Lâm này có khăng khăng muốn ở bên cháu không? Đúng là buồn cười, chị không biết em thích tên này ở điểm nào, để vào nhà họ Trúc, anh ta thậm chí còn không màng tất cả đuổi theo nhà họ Trúc chúng ta đến tỉnh khác. Chỉ là muốn lộ mặt trong bữa tiệc nhà họ Trúc thôi mà. Có cần phải thế không? Ha ha ha, loại người này chị gặp nhiều rồi, đàn ông không biết tự sức mình, chỉ muốn ăn bám người khác, lẽ nào em muốn để nhà họ Trúc nuôi anh ta cả đời này à? Trúc Tiểu Nguyệt hung ác nói. Để ở rể nhà họ Trúc, cậu cũng đã tổn hao rất nhiều công sức nhỉ, nhưng chúng tôi sẽ không đồng ý cho hai người ở bên nhau đâu. Tần Lâm, cậu đi đi, nhà họ Trúc không chào đón cậu. Trúc Tam Đao nói với vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng uy nghiêm. Ông ta là người có tiếng nói nhất nhà họ Trúc nên tất nhiên không ai dám nói thêm nửa lời, Trúc Dũng và Vương Vân ở bên cạnh cũng không dám nói lời nào,
trước mặt bố, bọn họ không có tí địa vị nào. Trúc Linh Linh lo lắng đến tái mét mặt mày. Anh Tiểu Lâm chưa bao giờ là loại người như mọi người nói, các người đừng ngậm máu phun người. Âu Dương Diễm Diễm nhìn Trúc Linh Linh với ánh mắt khinh thường. Cháu còn trẻ người non dạ quá, cháu có biết bà nội năm xưa đã từ chối một tên nghèo kiết xác, bất chấp tất cả để ở bên ông nội cháu không, mặc dù sau này ông nội cháu sa sút, nhưng ta là người sáng suốt, sau đó ông nội cháu cuối cùng vẫn vực dậy. Sự thật chứng minh, tuyệt đối không được nhìn một mặt của sự việc, lời ngon tiếng ngọt lại càng không đáng tin. Những tên nghèo kiết xác không nghề không nghiệp, có tên nào không muốn một bước lên trời chứ? Cháu nghĩ cậu ta thật lòng yêu cháu à, phì, đều là viện cớ cả, họ chỉ muốn dẫm lên cháu để đi lên mà thôi. Âu Dương Diễm Diễm tự đắc nói nhìn sang Trúc Nhị Bạch với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Thế sao, xem ra ban đầu bà rời bỏ tôi quả là một quyết định sáng suốt, hay cho một nhà họ Trúc tự cao tự đại, hay cho một bà già chanh chua. Sau bao nhiêu năm, không ngờ bà vẫn mắng chửi tôi như thế. Một ông lão mặc bộ đồ thời đường, chế giễu nói. Tuy nhiên lúc này, sắc mặt Âu Dương Diễm Diễm đã hoàn toàn thay đổi. Ai ôi, đây chẳng phải ông Tôn sao? Mời ông ngồi. Trúc Nhị Bạch kích động nói, để mời được ông Tôn đến, ông ta đã tốn không biết bao công sức, cũng phải tốn mất 5 triệu, cần phải biết bây giờ ông Tôn là ngôi sao sáng trong nền y học của ba tỉnh, hơn nữa lần này bọn họ muốn vực dậy công ty một lần nữa. Trúc Thị Y Mỹ không có một bậc thầy đông y chấn tọa thì sao được chứ? Vậy nên Trúc Nhị Bạch không tiếc tiền mà mời ông Tôn đến để chấn thủ cho đường thần số 2, đến lúc đó bọn họ có thể không phải lo nghĩ rồi. Không phải ai cũng có thể đạt đến được địa vị của ông Tôn trong giới y học của ba tỉnh Hoa Đông, đây thực sự là người được mọi người kính trọng, trên phương diện thành tựu y thuật, ông ta cũng đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục. Đúng là ông, Tôn, Vô Kỳ. Âu Dương Diễm Diễm khẽ nhếch khóe miệng, sắc mặt thay đổi, trong lòng vô cùng phức tạp. Năm đó Tôn Vô Kỵ vẫn còn kém xa Trúc Tam Đao, hơn nữa cũng không xứng với gia tộc của mình. Năm đó ông ta vẫn còn là một tên nghèo rách, nhưng bây giờ Tôn Vô Kỵ đã trở thành ngôi sáng của giới y học, không biết đã chữa khỏi được cho biết bao người có quyền, hơn nữa địa vị cũng vô cùng cao. Cho dù là Đông y hay Tây y thì đều càng già càng có giá trị, càng già càng được tôn trọng. Tôn Vô Kỵ bây giờ rất tài giỏi, ngay cả Trúc Nhị Bạch khi gặp Tôn Vô Kỵ thì cũng phải cúi đầu khom lưng, nhờ Đông nhờ Tây mới mời được Tôn Vô Kỵ đến, cũng phải tốn rất nhiều tiền, mà đây là người ta còn nể mặt bạn bè nên cho giá hữu nghị. Âu Dương Diễm Diễm cảm thấy cái mặt già của mình nóng bừng lên, nhiều năm trôi qua, tên nhóc nghèo năm đó đã lắc mình thực sự trở thành ngôi sao sáng của giới y học, niềm vinh dự này đâu phải mấy đồng tiền là mua được. Có thể thấy ánh mắt của Âu Dương Diễm Diễm cũng không ra sao cả. Trúc Nhị Bạch vui vẻ nói. Đúng vậy, ông Tôn sẽ là người giữ ghế thủ lĩnh y dược lần đầu của Trúc Thị Y Mỹ. Ông ấy là bác sĩ được vạn người kính trọng. Để mời được ông Tôn đến, tôi đã tốn rất nhiều công sức. Ông Tôn có thể đến được đây lần này nhà họ Trúc ta sẽ một bước lên trời. Ha ha ha. Tần Lâm nhìn Tôn Vô Kỵ, Tôn Vô Kỵ hơi gật đầu. Cậu ở đây à, Tần? Có thể gặp ông Tôn ở đây, đúng là có duyên. Tần Lâm mỉm cười, suy nghĩ hiện rõ trong ánh mắt, ông không nên đến nhà họ Trúc. Tôn Vô Kỵ vô cùng thấp thỏm, Tần Lâm mới là người đứng đầu đích thực, là tiền bối cao nhân, là sư phụ của mình học cả đời nhưng vẫn không bằng Tần Lâm, nhà họ Trúc đúng là ngu xuẩn, sao dám từ chối Tần Đại Sư chứ? Tôn Vô Kỵ nghĩ liền muốn cười, mấy người nhìn thấy Phật mà không muốn bái à, đám có mắt không tròng. Mấy người muốn một bước lên trời á. Tôi thấy mấy người sắp rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi đấy. Tần đại sư ở trước mặt mấy người chính là đại sư thật sự, cao nhân ẩn giật, mấy người lại dám đuổi Tần đại sư đi, không cho Tần đại sư vào, Tần đại sư không vào thì tôi vào làm gì. Điên mà vào. Còn cả Âu Dương Diễm Diễm tự coi mình là đúng nữa, nghĩ mình là sách giáo khoa à, bà xứng chắc. Tôi nghĩ không cần nữa đâu. Dù sao tôi cũng không nhận nổi đãi ngộ của nhà họ Trúc mấy người, tôi thấy tôi nên đi về thôi, cổng lớn nhà họ Trúc tôi không vào nổi đâu. Tôi đã bị mấy người coi thành bài học xấu để dạy bảo rồi. Trúc Nhị Bạch, ông bảo tôi có dám vào nhà họ Trúc không? Làm vậy chẳng phải sẽ bôi đen nhà họ Trúc mấy người sao? Hừ hừ, chuyện thế này, mấy người vẫn nên đi mời cao nhân khác đi. Âu Dương Diễm Diễm, bây giờ bà nên hiểu rõ lúc trước bà nói gì với tôi. Thời thế thay đổi,
đừng khinh thường thiếu niên nghèo. Sắc mặt của Âu Dương Diễm Diễm vô cùng khó coi, lúc xanh lúc đỏ, hơn nữa trong lòng cũng vô cùng phức tạp, mình năm đó thực sự nhìn lầm, bây giờ lại dùng nó để dạy bảo con cháu, đúng là vả mặt bôm bốp mà. Ấy ấy, ông Tôn đừng đi. Trúc Nhị Bạch vội vàng gọi, nhưng Tôn Vô Kỵ đã quay đầu rời đi rồi, thần thanh khí sảng, nhìn thấy bản mặt già tái mét của Âu Dương Diễm Diễm, Tôn Vô Kỵ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhiều năm như vậy, mình cuối cùng cũng tìm lại được thể diện rồi, cái bản mặt coi thường người khác của bà giống y hệt năm đó, thậm chí còn tồi tệ hơn. Tôn Vô Kỵ rút điện thoại ra, vui vẻ gọi cho vợ mình. Alo, vợ à, tối nay làm thêm vài món nhé, tôi đang về, hôm nay chúng ta ăn uống một bữa thịnh soạn. Sắc mặt của Trúc Nhị Bạch vô cùng khó coi, hận không thể đá Âu Dương Diễm Diễm đi, mẹ kiếp, cô nói cái gì vậy? Ông Tôn là linh hồn của Trúc Thị Y Mỹ đấy. Không có Tôn Vô Kỵ, Trúc Thị Y Mỹ không có cái để mà tuyên truyền, không còn mánh khóe để dùng. Bây giờ Tôn Vô Kỵ vì Âu Dương Diễm Diễm mà tức đến mức đi rồi, Trúc Nhị Bạch chỉ muốn tát cho bà mấy cái, nếu mà là vợ mình thì ông ta bỏ bà lâu rồi. Lúc này, sắc mặt Trúc Tam Đao cũng khó coi, từ đầu đến cuối, Tôn Vô Kỵ không hề để ý đến ông, bởi vì bản thân ông bây giờ không xứng để nói chuyện với Tôn Vô Kỵ. Mình năm đó có duyên gặp Tôn Vô Kỵ vài lần, còn chế giễu soi mói Tôn Vô Kỵ, hôm nay ông ta xuất hiện, cảm giác như muốn dạy cho ông một bài học. Không phải không báo thù, mà thời chưa đến. Nhân nào quả nấy, vòng luân hồi nửa thế kỷ giờ lại đến phiên ông, có điều Tôn Vô Kỵ chẳng thèm nói với ông câu nào, bởi vì ông không xứng. Điều này khiến người ta đau nhói, Trúc Tam Đao lòng như bị dao cắt, mặt như bị vả bôm bốp. Đều tại Âu Dương Diễm Diễm, cái này gọi là ác giả ác báo, nó đến cùng lúc, hai người đều bị nghiệp quật đến mức mặt mày tái mét, đau nhói. Không hề nói chuyện, khinh thường việc nói chuyện mới là thứ gây ra vết thương đau đớn nhất cho Trúc Tam Đao. Tôn Vô Kỵ cao cao tại thượng đi rồi, Trúc Nhị Bạch cũng không ở lại nữa, ông ta và Âu Dương Diễm Diễm chỉ muốn tìm cái hố nào để chui vào. Sắc mặt của nhà họ Trúc đều khó coi, đều tại Tần Lâm. Nếu không vì Tần Lâm, cho dù bọn họ có chạm mặt thì cũng không xảy ra chuyện này, mà Tôn Vô Kỵ rõ ràng nhìn thấy Tần Lâm và Âu Dương Diễm Diễm, nghe thấy cuộc đối thoại của cả hai mới nổi giận, mặc dù Tôn Vô Kỵ không biểu lộ ra, nhưng kết quả thì rõ ràng là vậy. Trúc Minh tức giận nói với Tần Lâm. Tần Lâm đều tại cậu, nếu không vì cậu, Tôn Vô Kỵ sao lại rời đi, cậu đúng là sao chổi, cậu cút cho tôi. Cút khỏi địa bàn nhà họ Trúc chúng tôi, chỉ cần nhà họ Trúc chúng tôi còn ở đây, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Tần Lâm cười khẩy nói. Đây không phải của nhà ông mở, tôi dựa vào đâu không được ở đây. Địa bàn của nhà họ Trúc, buồn cười, bây giờ tay nhà họ Trúc mấy người dài vậy à? Tôi đến đây chẳng nhẽ là vì mấy người chắc, mấy người quản rộng quá rồi đó. Bà già, bà nhiều tuổi rồi, tôi nhường bà một câu, bởi vì bà là bà nội của Linh Linh. Nếu tôi không nhường bà, tôi chẳng sao cả. Bản thân mù, còn muốn cháu gái học theo à? Buồn cười, tôi thẹn thay bà đấy, ra đâu rồi mà còn lấy chuyện tình cảm của mình ra để chỉ dạy bậc con cháu à? Bà xứng chắc. Tôn Vô Kỵ là ví dụ tốt nhất, thời thế thay đổi, đừng khinh thường thiếu niên nghèo, đúng là vả mặt, chẳng nhẽ bà không thấy xấu hổ à? Còn cả ông nữa, Trúc Tam Đao, càng già càng hồ đồ, nhà họ Tần tôi lúc trước đối xử tốt với ông. Tôi cũng cứu ông một mạng, vậy mà ông trở mặt nhanh ghê, mấy người đúng là khiến tôi kinh ngạc. Con người phải có mặt mũi, như cây có vỏ vậy, không có thì chắc chắn sẽ chết. Lời Tần Lâm như dao nhọn, đâm thẳng vào lòng của Trúc Tam Đao và Âu Dương Diễm Diễm, nhưng bây giờ, mặt mũi nhà họ Trúc cũng không còn, thậm chí còn không có đất dung thân. Trúc Diệu trầm giọng nói, mày thì có gì để mà lên mặt chứ, chẳng nhẽ mày nghĩ mình có thể đạt đến cảnh giới của Tôn Vô Kỵ chắc. Cả ba tỉnh Hoa Đông, một nửa thế giới mới có một Tôn Vô Kỵ, mày nghĩ mình có thể trở thành người như Tôn Vô Kỵ à? Đúng là buồn cười, làm người thì đừng có ngông cuồng quá, mày không được vào cửa nhà họ Trúc bọn tao đâu, điều này, tao hy vọng mày hiểu rõ, Tần Lâm. Mày nằm mơ cũng đừng nghĩ đến việc bước chân vào nhà họ Trúc ở rể. Trúc Tam Đao bị Tần Lâm nói đến không nói được gì, yến tiệc nhà họ Trúc không còn Tôn Vô Kỵ cũng như mất đi một cánh tay, đây không phải chỗ để chơi đùa. Lúc này Huy Thiếu Gia bước ra từ trong đám đông, hắn là con trai của Trúc Diệu, Trúc Huy, là cháu trai của Trúc Nhị Bạch. Đúng, đúng là hắn, tên này làm dẫm hỏng giày bạn gái con còn tưởng là ai chứ, hóa ra là một thằng trai bao,
hừ hừ, còn muốn vào nhà họ Trúc tao à, nằm mơ đi. Trúc Phi lạnh lùng nói. Nếu như không cần thể diện thì đi đâu cũng bị người ta ghét bỏ. Trúc Huy khinh bỉ nói. Mày chỉ là một tên khốn, mày nghĩ mình tài giỏi lắm à, tao đã biết mày muốn vào nhà họ Trúc ở rể lâu rồi, muốn tham gia yến tiệc của nhà họ Trúc chúng tao, tao không cho mày vào cổng khách sạn Hào Duyệt là đúng rồi. Cái loại người như mày mà muốn so sánh với ông Tôn Á, mày nghĩ mình là ai? Con cưng của trời à? Ha 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 ha, cười chết mất, đợi đến khi mày 70-80 tuổi, mày sẽ biết mình đến đâu, còn muốn noi gương ông Tôn, mày có bản lĩnh không? Ông Tôn là người thế nào, cả đời này mày cũng không có tư cách làm bạn với ông Tôn đâu, không bằng một góc của ông Tôn. Trúc Huy chỉ muốn đạp Tần Lâm vào vũng bùn, người này khiến hắn khó chịu, mày nghĩ cửa nhà họ Trúc dễ vào à? Trúc Tam cô cười khẩy nói. Cậu mau đi đi, yến tiệc nhà họ Trúc không phải chỗ cậu có thể vào, Tần Lâm, làm người phải biết tự lượng sức mình, nếu như cậu tiếp tục ở đây, không chỉ nhà họ Trúc tôi mất mặt, mà cậu cũng mất hết thể diện. Tần Lâm không thèm để ý với đám ngu ngốc kia, anh nói với Linh Linh. Anh có chút việc phải làm, khám bệnh giúp một người bạn, đợi làm xong việc, anh sẽ đến tìm em. Trúc Huy cười lớn lắc đầu. Còn chút việc phải làm, mày thì làm được cái chó gì? Đến tỉnh An Tây chẳng phải là muốn ăn chùa yến tiệc nhà họ Trúc sao? Muốn dựa dẫm nhà họ Trúc sao? Không có cửa đâu, nói nghe có vẻ đường đường chính chính, cứ như mình là người có quyền lắm ấy. Bị nhà họ Trúc chúng tao vạch mặt rồi, bây giờ còn bảo đến khám bệnh cho người ta, ha ha ha, Tần Lâm, mày đúng là viện cớ chứ gì, tao cười ỉa. Người như nào vậy, mù à mà bảo mày khám. Lời Trúc Huy vừa dứt, Đồng Phương Châu liền túm lấy Trúc Huy, sau đó giơ hắn lên. Sắc mặt Trúc Huy tái mét, bị Đồng Phương Châu nhấc lên, cảm thấy sắp nghẹt thở. Ông muốn làm cái gì? Chủ tịch Đồng, chuyện gì vậy? Cháu trai tôi đắc tội gì cậu, xin cậu bớt giận. Trúc Huy không hiểu chuyện, nhưng Trúc Nhị Bạch thì hiểu rõ thực lực của Đồng Phương Châu, đây là ông chủ của thế giới ngầm tỉnh An Tây, ai dám dây vào đúng là muốn chết. Sắc mặt Trúc Diệu tái mét, vội vàng nói. Chủ tịch Đồng, có gì thì bình tĩnh mà nói, xin anh đừng kích động. Đồng Phương Châu cười nói, lúc này sắc mặt người nhà họ Trúc tái mét lại. Đừng kích động, ha ha ha. Tôi là kẻ mù mà cậu ta nói đấy, con trai anh mắng tôi. Anh nghĩ tôi nên xử lý chuyện này thế nào? Sao có thể? Đồng Phương Châu tìm Tần Lâm khám bệnh. Không đúng. Đồng Phương Châu là ông chủ lớn, muốn khám bệnh phải tìm Tôn Vô Kỵ chứ, Tần Lâm là cái thá gì chứ? Anh xứng khám bệnh cho Đồng Phương Châu chắc. Người nhà họ Trúc đều sững sờ, Trúc Huy trợn tròn mắt, không nói được gì, mình chọc giận ông chủ lớn, đúng là xui xẻo mà. Đồng Phương Châu cũng nhìn ra, đám người này mắt chó mà đòi khinh người, nhà họ Trúc nghĩ Tần Đại Sư là ai chứ? Thực sự nghĩ Tần Lâm trẻ tuổi nên là một cậu thanh niên vô dụng chắc. Một đám mất não. Khi Tần Đại Sư thể hiện tài năng, bọn họ không được thấy, đúng là một đám ếch ngồi đáy giếng. Tần Đại Sư vốn không định tính toán bọn họ, nhưng đám này quá tự phụ, quá cho rằng mình là đúng, cứ cho rằng Tần Lâm đến tham gia yến tiệc của nhà họ Trúc bọn họ. Đừng nói đến yến tiệc của mấy người, cho dù là yến tiệc của tôi, Tần Đại Sư cũng chưa chắc sẽ nể mặt mà đến, mấy người nghĩ mình là ai. Đồng Phương Châu không ngu, mấy lời châm chọc của đám này ông ta đều hiểu, Tần Đại Sư rộng lượng, không chấp bọn họ, nếu là ông ta, bọn họ chết lâu rồi. Tần Đại Sư nhân nghĩa từ bi, nhưng sao bọn họ lại không biết xấu hổ đến vậy? Cứ bắt nạt người ta, xong chưa vậy, rõ ràng là cứ tìm chết mà. Người nhà họ Trúc hoảng hốt, tên ngu Trúc Huy này, lúc này còn làm càn, rõ ràng chọc giận Đồng Phương Châu, chẳng phải muốn tự sát sao. Chủ tịch Đồng, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi không biết là ông, mong chủ tịch Đồng tha cho tôi. Trúc Huy khổ sở nói, bị Đồng Phương Châu xách lên giữa không trung như một con gà nhỏ, hắn sắp ngạt thở đến nơi rồi, tất cả mọi người đều không dám tiến lên. Cút! Đồng Phương Châu không đánh. Làm người phải cho người ta một cơ hội là quy tắc của ông ta, nhưng điều kiện tiên quyết là chuyện không đến mức không chấp nhận nổi, bởi vì dù sao cô gái Tần Đại Sư thích cũng là người nhà họ Trúc, nếu giết người nhà họ Trúc cũng không hay lắm. Cô gái của Tần Đại Sư nhỡ may ghi hận thì mất nhiều hơn được, nói đến cùng, dù sao cũng là người một nhà. Cảm ơn Chủ tịch Đồng, cảm ơn Chủ tịch Đồng. Trúc Diệu vội vàng cảm ơn,
Đồng Phương Châu vứt Trúc Huy sang một bên, cả nhà họ Trúc thở phào nhẹ nhõm. Tần Lâm nhìn Đồng Phương Châu. Chúng ta đi thôi. Trúc Tam Đao cười nói, Tần Lâm không biết kéo đâu ra ông chủ lớn như Đồng Phương Châu, nhưng nhất định ông chủ Đồng đang bị lừa. Chủ tịch Đồng, cậu đừng tin cậu ta là thằng vô dụng, chẳng làm được gì, chẳng biết gì, cậu ta thì chữa được bệnh gì chứ. Trẻ tuổi, mới có hơn 20 mà đã đi lừa đảo, cậu đừng có tin cậu ta. Loại người như này vì leo lên mà không từ thủ đoạn, còn muốn ở rể nhà họ Trúc, cậu cũng thấy rồi đấy, chuyện này không có gì bàn cãi được, cậu đừng bị cậu ta lừa. Âu Dương Diễm Diễm nhìn Trúc Tam Đao, liên tục nói, chi chiết Tần Lâm, ông chủ Đồng nhất định bị Tần Lâm che mở hai mắt nên mới như vậy, nếu không sao có thể để Tần Lâm khám bệnh chứ. Đúng vậy, chủ tịch Đồng, cậu phải nhìn kỹ lại, cậu ta không phải loại đàng hoàng, bọn tôi rõ hơn cậu ta không biết xấu hổ. Không biết tốt xấu, còn muốn ở rể nhà họ Trúc, chúng tôi không cho, cậu nhìn xem cậu ta còn đuổi đến đây rồi, cậu đừng bị mấy lời xảo trá của cậu ta lừa gạt, nhà họ Trúc chúng tôi đều khinh cậu ta, cậu chắc còn khinh cậu ta hơn, bây giờ mấy tên lừa đảo hành nghề y nhiều lắm hơn nữa còn trẻ thế này, sao cậu có thể bị cậu ta lừa chứ? Đúng, nhất định nghe phải lời gièm pha của người khác. Trúc Nhị Bạch liên tục nói, mặt còn cười cười, chê bai Tần Lâm đến cùng cực. Ông chủ Đồng, cậu đừng bị cậu ta lừa nữa, tên đó vô tài vô học, trong lòng chỉ muốn ăn bám con gái nhà người ta, nhà họ Trúc chúng tôi sẽ không nhận cậu ta, cậu phải nhìn kỹ lại đi, tên lừa đảo này chắc muốn chữa bệnh bừa cho cậu đấy. Cho dù có bệnh, chúng ta cũng phải đến bệnh viện chính quy tìm dạng giáo sư nổi tiếng như Tôn Vô Kỵ để khám, tên này là cái thá gì chứ? Ông chủ Đồng, tôi đang muốn tốt cho cậu thôi. Đồng Phương Châu cho Trúc Nhị Bạch một cái bạt tai. Không nhịn được nữa thì không cần phải nhịn. Cút mẹ mày đi. Tần đại sư là người mà mấy người có thể vu khống hãm hại à? Tần đại sư là người mấy hiểu rõ chắc. Tần đại sư là người mà đám rác rưởi mấy người có thể so sánh à? Đồng Phương Châu vẫn luôn nhịn, vì Tần đại sư không nói gì, nhưng đám già mà không chết này lại coi thường nhau quá. Ngay cả Tần đại sư, họ cũng chẳng coi ra gì, bọn họ có thực lực đến đâu chứ? Tần đại sư không nói gì, ông ta càng không thể can thiệp vào, nhưng đám chó chết này liên tục bôi nhọ Tần đại sư, ông ta cũng không chịu nổi nữa, Tần đại sư đi rồi mà bọn họ còn ở sau lải nhải, xong chưa vậy, mẹ kiếp đám mấy người bị ngu à, Tần đại sư đến đây khám bệnh giúp tôi đấy. Trúc Nhị Bạch ăn cái tát của Đồng Phương Châu, tiếng tát vang dội. Người nhà họ Trúc và cả khách quý đều nhìn thấy cảnh này, nhưng với bá khí của Đồng Phương Châu hiển nhiên không ai dám khiêu chiến. Đồng Phương Châu đã không nhịn nổi nữa, Tần đại sư ăn cơm nhà mấy người hay là đào mồ mả nhà mấy người lên, mấy người cần sỉ nhục anh đến mức ấy không? Hôm nay Đồng Phương Châu xuất hiện ở đây, không liên quan gì đến nhà họ Trúc hết, Trúc Nhị Bạch tuyên bố hùng hồn bảo mình đến tham gia buổi tiệc của ông ta xứng chắc. Hôm nay tôi đến đây để đón Tần đại sư, mấy người là cái thá gì mà xứng để tôi tham gia buổi tiệc của mấy người? Nực cười quá đấy, Tần đại sư là khách quý mà tôi mời. Còn ăn nói hàm hồ nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Đồng Phương Châu lạnh lùng nói, giọng điêu nghiêm túc, bá khí bất phàm. Sắc mặt Trúc Nhị Bạch tái xanh, người nhà họ Trúc cũng câm như hến, trong lòng Trúc Nhị Bạch tức muốn chết, chỉ muốn bóp cổ Đồng Phương Châu. Nói cho ông ta biết Tần Lâm là tên đại bịp, nhưng tên Đồng Phương Châu này không tin, mẹ kiếp, dám đánh tôi. Lần này thì hay rồi, Trúc Nhị Bạch mất hết mặt mũi rồi, nhà họ Trúc cũng mất hết thể diện. Yến tiệc của nhà họ Trúc chưa bắt đầu, người nhà họ Trúc đã bị đánh rồi, thế thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa. Đáng chết! Tần Lâm, tất cả những điều này đều tại Tần Lâm. Thằng chó chết, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu, nhà họ Trúc chúng tôi còn sống một ngày thì sẽ không cho cậu bước vào cửa ở rể đâu. Trúc Nhị Bạch gào thét, mà lúc này Đồng Phương Châu và Tần Lâm đã đi vào thang máy rồi. Trúc Tam Đao tức giận nói. Tên Đồng Phương Châu này đúng là loại có mắt không tròng, là loại thiếu hiểu biết, bệnh đâu thể chữa bừa, còn không cho tôi nói, rác rưởi, đúng là rác rưởi. Âu Dương Diễm Diễm mặt đầy vẻ chính nghĩa mà nói. Chúng ta đã làm gì chứ? Tốt bụng lại bị coi là lòng lang dạ sói, tên Tần Lâm lừa đảo mà lại được đích thân Đồng Phương Châu đến đón, tên này không biết đã cho Đồng Phương Châu uống bao nhiêu mê hồn dược, nhìn thấy chưa Linh Linh, người đàn ông cháu thích chỉ biết lừa đảo. Nhà họ Trúc chúng ta ai lại không biết bản lĩnh của cậu ta chứ? Bây giờ ngay cả ông chủ lớn như Đồng Phương Châu cũng bị cậu ta lừa, tôi không ngờ đấy.
Trúc Nhị Bạch nghiến răng nghiến lợi, cái tát này của Đồng Phương Châu đều tại Tần Lâm, nếu không phải tên Tần Lâm khốn khiếp bắt Đồng Phương Châu nghe lệnh, hôm nay đâu có bị Đồng Phương Châu đánh, hơn nữa biết đâu còn có được sự cảm kích của Đồng Phương Châu, đúng là đáng ghét. Khoản nợ ngày hôm nay không xong đâu. Trúc Phi lạnh lùng cười. Bố yên tâm đi, Đồng Phương Châu không phải loại dễ dây vào, đợi Đồng Phương Châu biết được Tần Lâm là tên lừa đảo, cậu ta cũng khó giữ mạng, Đồng Phương Châu sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Trúc Diệu hừ hừ. Nói hay lắm, Đồng Phương Châu cũng đâu phải ngọn đèn cạn dầu, Tần Lâm sẽ có ngày nhận quả đắng, loại nào cũng dám lừa, cậu ta nhất định sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Đồng Phương Châu. Tên này quá coi mình là đúng rồi, Đồng Phương Châu đáng thương bị làm cho mở mắt, không biết gì là đúng gì là sai. Trúc Nhị Bạch mắt long sòng sọc, tức đến ngứa răng. Cứ tưởng Đồng Phương Châu là loại thế nào, không ngờ lại bị loại như Tần Lâm lừa, đúng là nực cười, buồn nôn, Tần Lâm, cậu đợi có ngày ăn quả đắng đi. Đồng Phương Châu xin lỗi, đám người nhà họ Trúc đúng là đáng ghét, khiến Tần Đại Sư tốn bao nhiêu thời gian. Tần Đại Sư, thực sự xin lỗi. Tần Lâm cười nói, không sao, cái tát này của ông đánh hay lắm, thân phận của tôi đặc biệt, không ra tay với người nhà họ Trúc được. Đồng Phương Châu sững sờ, cười khổ lắc đầu. Tần Lâm nói, đi xem con gái ông trước đã. Là thế này, Tần Đại Sư, bệnh của con gái tôi rất kỳ lạ, hơn nữa con bé không chịu được việc người khác bảo con bé bị bệnh, vậy nên mới mời cậu đến khám cho nó. Nhờ cậu lần này, Đồng Phương Châu sốt ruột nói. Dù ở bên ngoài Đồng Phương Châu oai phong lẫm liệt thế nào, ngang ngược thế nào, thì trước mặt con gái, ông ta vẫn phải cúi đầu. Bây giờ con gái bị bệnh, chữa thế nào cũng không khỏi, đây mới là điều khiến ông ta đau lòng. Tần Lâm cười nói, hiểu rồi, có điều tôi chữa bệnh, dù kết quả thế nào, ông cũng không được can thiệp vào, không thì đừng trách tôi không nể mặt ông. Tôi biết rồi, Tần Đại Sư cứ ra tay là được. Đồng Phương Châu nghiến răng. Hai người cũng đi vào phòng tổng thống ở cuối khách sạn, có tứ đại kim cương canh giữ ở cửa. Khi mở cửa ra, Tần Lâm nhìn về phía cửa sổ, có một cô gái mặc váy voan dài màu đen, tóc dài xõa vai, váy dài ẩn hiện, loáng thoáng thấy được cặp chân dài đẹp thẳng, trông vô cùng gợi cảm. Cô ấy cao 1m75, cơ thể tỷ lệ vàng, vai ngang, tay bưng ly cà phê, tóc dài như thác nước, xõa trên đôi vai, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, như mỹ nữ bước ra từ trong tranh. Thần bí, thanh cao. Bóng dáng màu đen trông vô cùng lạnh lùng, cao ngạo, đứng trước cửa sổ, nhìn về nơi xa xăm. Đồng Phương Châu nói, Giao Giao, bố tìm được một người bạn, con xem, hai người làm quen nhé. Khi Đồng Giao quay người lại liền mỉm cười, trong ánh mắt có vẻ gì đó kỳ lạ, nhìn về Tần Lâm, khóe miệng hơi nhếch lên, quyến rũ vô cùng, phong tình vạn trùng, dung nhan xinh xắn đi cùng vẻ gì đó kiều mị, diêm dúa, xinh đẹp vô song. Đẹp khó thể tả. Tần Lâm cũng được coi là hiểu hết hàm ý của câu Dương Quý Phi quay đầu mỉm cười chớp mắt vạn người mê, phi tần trong cung đều nhạt nhòa trước nhan sắc của bà, chẳng trách từ đó Tần Vương không lên triều từ sớm nữa. Đẹp không thể tả, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đặc biệt là vẻ quyến rũ, lạnh lùng xen lẫn sự nóng bỏng khi quay đầu kia. Đúng là sát thủ trong số phụ nữ, đúng là vũ khí chí mạng của đàn ông. Người phụ nữ này thực sự không dây nổi. Quan trọng là, Tần Lâm nhìn không thấu cô, cũng có thể nói, người phụ nữ này khiến anh cảm thấy thần bí, không có gì giống người bệnh cả. Ánh mắt thâm sâu có màu xanh tím, Tần Lâm chưa từng gặp bao giờ. Đồng Giao. Tần Lâm hơi gật đầu. Anh đến khám bệnh cho tôi phải không, tôi không bị bệnh. Đồng Giao lạnh lùng nhìn Tần Lâm, nói thẳng, cô thu lại nụ cười hớp hồn ban nãy. Sự lạnh lùng của cô ta khiến cho người ta cảm thấy khó có thể lại gần. Đồng Phương Châu cười nói. Đều là người trẻ tuổi, Tần Đại Sư cũng là thuộc dạng tuổi trẻ tài cao, bọn con nói chuyện đi nhé, bố đi trước. Đồng Giao lắc cốc cà phê trong tay, cho dù là đối xử với bố mình cũng vô cùng lạnh lùng. Bố không sợ con gái bố gặp nguy hiểm à? Đồng Phương Châu hơi hốt hoảng, con không ăn thịt người ta là tốt lắm rồi. Tần Đại Sư khiến bố rất yên tâm. Hai đứa cứ nói chuyện đi. Đồng Phương Châu vội vàng rời đi, trước khi đi còn nhìn Tần Lâm một cái, hơi mỉm cười. Đồng Giao lạnh lùng nói. Bố tôi tìm anh đến thì chắc anh cũng có chút bản lĩnh, nhưng tôi khuyên anh không nên tốn công vô ích làm gì cả. Trẻ tuổi, không muốn chết thì cút. Tần Lâm cười nói.
cô không có bệnh thì việc gì phải sốt sắng như thế, còn muốn đuổi tôi đi, tôi còn chưa nói sẽ khám cho cô mà, bố cô bảo tôi đến xem tôi thích cô không, bảo chúng ta làm quen chút xem có hợp không. Đồng Dao lạnh lùng nói, dựa vào anh á, anh xứng chắc. Tần Lâm nói, bố cô cũng tôn trọng gọi tôi một tiếng Tần Đại Sư, thế cô thấy sao? Xin phép tôi nói thẳng, loại phụ nữ lạnh lùng như cô, tôi không hứng đâu, nhưng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, tôi vẫn luôn muốn đến xem cô. Cô trông cũng được đấy, có điều hơi thối mồm. Mắt Đồng Dao lóe lên tia lạnh lẽo. Anh dựa vào đâu bảo tôi thối mồm, có tin tôi cho anh chết luôn không? Tần Lâm ngồi trên ghế sofa, cười ha ha nói. Tôi cũng chưa hôn thì sao biết có thơm không, dù sao nghe cô nói thì thấy khá thối. Đồng Dao lạnh lùng nhìn Tần Lâm, tên này trông có vẻ chẳng giống mấy đại sư gì cả. Giống mấy tên lưu manh vô lại hơn, còn dám đùa bỡn cô. Nếu như không vì bố tôi đưa anh đến, anh chết lâu rồi đấy. Tần Lâm ung dung bình tĩnh nói. Có vẻ như cô cũng biết điều đấy, cô mà dám động vào tôi, bố cô không đồng ý đâu, vậy thì nói chuyện chút đi, ấn tượng của cô với tôi thế nào, nếu được thì chúng ta ở bên nhau, tôi không có ý kiến. Bố cô nói cô ngày càng gầy, sao tôi không thấy nhỉ, ngực tấn công mông phòng thủ, dáng được đấy. Không nói gì à, vậy tôi coi là đồng ý nhé, nói thật, từ khi tôi đi vào đây, nhìn thấy ánh mắt của cô, tôi đã nghĩ ngay ra tên của con chúng ta rồi. Đồng Dao đột nhiên quay người, khuôn mặt đẹp lóe lên vẻ lạnh lùng, cô trợn mắt nhìn Tần Lâm, đôi lông mày nhíu chặt. Anh đang muốn chết đấy. Tần Lâm hỏi, chẳng thèm quan tâm, trên miệng còn tỏ vẻ an ủi. Đừng có động tí là bảo tôi muốn chết, cơ thể tôi khỏe mạnh lắm, đang tuổi cường tráng, bố cô bảo rồi, sau này đưa hết tài sản cho tôi khuyên cô đừng có vớ vẩn, sau này giúp chồng chăm con là được, đúng rồi, tôi còn không biết cô đang làm cái gì. Mắt Đồng Dao đầy vẻ lạnh lùng, không hề quan tâm đến Tần Lâm, một cậu thanh niên hơn 20 tuổi mà được tôn làm đại sư. Đúng là không biết hổ thẹn. Anh đừng có tự mình đa tình như vậy được không? Tôi bảo tôi muốn ở bên anh lúc nào. Bố tôi tìm anh đến chẳng nhẽ để anh đùa bỡn tôi. Tôi là chủ tịch của tập đoàn Nguyệt Thủy Giao, kinh doanh dược mỹ phẩm, giá trị công ty cũng phải cả tỷ, từng đi du học ở 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn nữa. Tôi từng giết người. Trong rừng rậm Đông Á, đều là hổ báo thú dữ, tôi chỉ có thể giết từng người bạn đồng hành của mình một, bởi vì chỉ có vậy tôi mới có thể sống tiếp, sợ không? Anh có xứng làm người đàn ông của tôi không? Ánh mắt của Đồng Dao nóng bỏng, nhìn thẳng vào Tần Lâm, khí thể ép người, trông như mãnh hổ. Tần Lâm ung dung nói. Nam xứng với nữ, tôi cũng chẳng làm sao cả. Ăn bám vợ cũng được, cô kiếm được nhiều tiền thế cả đời chúng ta tiêu không hết đâu. Chỉ cần tôi không đánh bạc thì cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Anh bị điên hả? Đồng Dao trừng mắt nhìn Tần Lâm, sắc mặt trầm xuống, tên này bị ngu hả? Thế mà vẫn dám tiến tới. Tần Lâm nói. Cô có thuốc mà. Trong mắt Đồng Dao đầy sát khí, cô đã sắp không khống chế được bản thân rồi, nếu không phải vì bố thì cô giết tên Tần Đại Sư này để xả cơn tức lâu rồi. Anh đi đi, nhân lúc tôi chưa đổi ý thì đi đi. Tần Lâm nói. Ông chủ Đồng nói nếu tôi hài lòng thì tối nay có thể ngủ ở đây. Cút! Trong mắt của Đồng Dao đầy lửa giận, cuối cùng bốc lên ngùn ngụt, cô đá một cước về phía Tần Lâm, đầu nhọn của giày cao gót phi thẳng tới. Ánh mắt của Tần Lâm lóe lên tia lạnh, cô gái này làm thật, đúng là cọp cái mà, nói ra tay là ra tay, không thèm nói chuyện. Tim Tần Lâm nhảy thoát lên, may mà mình phản ứng nhanh, anh quay người, một tay tóm lấy mắt cá chân của Đồng Dao, một khắc kia. Sắc mặt cô vô cùng đặc sắc, ánh mắt lóe lên, không rõ tâm tình. Thơm thật. Tần Lâm cười nói, bấu chặt vào đôi chân trần của Đồng Dao, cước này mà là người bình thường thì chắc đã nằm dưới đất cầu xin tha mạng lâu rồi, cho dù có tập võ mấy năm thì chắc cũng không đỡ nổi. Có điều Tần Lâm lại nắm được lấy bắp chân ngọc ngà của Đồng Dao, lớp vải voan đen mỏng trông vô cùng gợi cảm. Đồng Dao cũng hơi kinh ngạc, không ngờ tên này cũng có chút tài đấy. Người bình thường có mấy ai đỡ được đòn này. Chẳng trách bố mình lại có thể để anh ở đây một mình, có vẻ như mình khinh thường tên này rồi. Đồng Dao trầm giọng nói, đôi chân dài đẹp giơ giữa không trung, ánh mắt đầy lửa giận. Thả ra. Tần Lâm cười nói. Cô bảo thả là tôi phải thả à, thế thì tôi mất mặt quá. Cô còn chưa trả lời tôi đâu, chuyện của chúng ta cô muốn làm thế nào, tối nay tôi không đi đâu.
vậy tôi lại tặng anh thêm một cước. Đồng Dao xoay người giữa không tung, chân còn lại đạp thẳng về phía Tần Lâm, như tia chớp vậy, hai chân phóng ra lao về phía anh. Tần Lâm xoay người, thả mắt cá chân cô ra, hai người lùi về sau vài bước mới ổn định lại cơ thể được. Ánh mắt của Đồng Dao không ngừng lóe lên, Tần Lâm khiến cô cảm thấy khó chịu. Tên này chắc chắn không tầm thường. Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn làm gì? Đùa gì vậy? Cô ra tay với tôi thật à? Tôi chết thì cô phải làm thế nào? Bố cô bảo tôi đến đâu phải để làm bao cát cho cô, mà làm bạn trai cô đấy. Tần Lâm khoanh tay ngồi xuống, ánh mắt hai người vô cùng đặc sắc. Đồng Dao lạnh lùng nói. Anh đang muốn khám bệnh cho tôi phải không? Muốn lừa tôi vào chồng phải không? Tôi cảnh cáo anh, tôi không có bệnh. Đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, tôi không cần anh đến khám bệnh. Tần Lâm cười nói. Tôi đâu có khám bệnh, tôi đến ngắm cô mà, cô xinh lắm, rất thuận mắt. Thích thì anh cứ nhìn đi. Đồng Dao lạnh lùng nói, xoay người ngồi trên sofa, nhìn về phía cửa sổ, không nói nữa, như xuất hồn đi đâu. Tần Lâm chăm chú nhìn Đồng Dao, ánh mắt của cô vô cùng phức tạp, như dòng suối trong xanh bị phủ một lớp bụi vậy, khiến người ta không nhìn ra được bất cứ điều gì, nhưng cô ấy có vẻ đang đấu tranh nội tâm. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mặc dù mắt không biết nói chuyện, nhưng Tần Lâm có thể thấy được Đồng Dao là một người phụ nữ có tâm sự. Cô gái này không đơn giản, hơn nữa cô giống như con nhím, không cho bất kỳ ai lại gần, loại lạnh lùng này xuất phát từ nội tâm của cô, cứ như núi băng vậy, không thể nào dung hòa. Bất chi bất giác, hoàng hôn đã tàn, màn đêm buông xuống, Tần Lâm muốn tìm tòi thứ gì đó trên người cô, nhưng không thể nào tìm ra, cô thật sự không phải là bệnh nhân, chỉ là tính cách quá lạnh lùng thôi. Tần Lâm đã nhìn đã nghe đã hỏi, nhưng vẫn không tìm được gì, vừa nãy khi giao đấu, cũng có bắt mạch nhưng không phát hiện được bệnh của Đồng Dao. Cho dù là bệnh tâm lý thì cũng sẽ có dấu hiệu gì đó, nhưng cảm giác muốn tránh xa người khác lại vô cùng chân thật, chắc chắn không có lửa làm sao có khói. Tần Lâm uống hai ly nước, nói chuyện với Đồng Dao mất một buổi chiều mà cũng không phát hiện được bệnh của cô nằm ở đâu, có vẻ như lần này phải xin lỗi Đồng Phương Châu rồi, không giúp được gì rồi. Tần Lâm đứng dậy đi vệ sinh, nhưng anh vẫn cảm giác được hành động của Đồng Dao. Mặc dù rất khẽ nhưng Tần Lâm không dám chậm trễ, vội vàng đi ra khỏi nhà vệ sinh, phát hiện ra trong phòng trống không. Tần Lâm nhíu mày, cô gái này chạy rồi. Tần Lâm không biết Đồng Dao rốt cuộc bị làm sao, chẳng nói chẳng rằng chạy mất, có điều người ta cũng không cần thiết nói với anh, chỉ là Tần Lâm có hơi không cam tâm, người bệnh mình khám mà chạy khỏi tay mình, nếu Đồng Dao thực sự không có bệnh, Đồng Phương Châu sao có thể tốn công tìm anh đến. Chỉ có một khả năng. Tần Lâm chưa phát hiện ra bệnh của Đồng Dao. Tần Lâm không cam tâm, mau chóng đuổi theo. Bệnh nhân của anh không ai chạy được. Đồng Phương Châu cúp máy, lông mày nhíu lại, sắc mặt trầm xuống. Khúc Bích Sinh nói nhỏ. Ông chủ. Đồng Phương Châu nói. Có chuyện gì nói đi, tôi đang bực đây. Khúc Bích Sinh sững sờ, chắc là vì chuyện tam đại gia tộc, có điều những chuyện này ngay cả ông chủ Đồng cũng không xử lý nổi chứ đừng nói đến ông. Khúc Bích Sinh nói, đại tiểu thư, lại chạy mất rồi. Cái gì, mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để nó chạy mất? Đồng Phương Châu lập tức quay đầu nhìn Khúc Bích Sinh toàn thân run rẩy, sắc mặt cứng đờ. Tôi cũng không biết, thực lực của tiểu thư đến tối lại trở nên vô cùng kinh khủng, chúng tôi cũng không đuổi theo được. Nhưng, Tần Đại Sư đã đuổi theo rồi. Khúc Bích Sinh bất lực nói, cứ đến tối đại tiểu thư lại giống như chiến thần. Tứ đại kim cương bọn họ cũng không phải đối thủ, cho dù muốn trông cũng bất lực. Có Tần Đại Sư thì chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Đồng Phương Châu trầm ngâm nói, có điều trong lòng vẫn tràn đầy lo lắng, Tần Đại Sư nhất định phải bảo vệ an toàn cho con bé đấy. Khi Tần Lâm đi ra khỏi phòng vẫn luôn đi theo Đồng Dao, tốc độ của cô vô cùng nhanh, bước chân phi như bay, như hòa vào với màn đêm, khiến Tần Lâm cũng toát mồ hôi hột, cô gái này hành xử kỳ quái. Rốt cuối cũng thu hút được sự chú ý của anh, không nói gì mà rời khỏi nhà khiến anh hiếu kỳ. Tần Lâm gọi điện cho Đồng Phương Châu, trầm giọng nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng nhẽ ông giấu tôi chuyện gì sao? Đồng Phương Châu khẽ thở dài, chần chừ nói. Xin lỗi Tần Đại Sư, có chuyện này tôi chưa nói với cậu, tháng này, mỗi đêm con bé đều đi ra ngoài, hơn nữa ngay cả tứ đại kim cương thuộc hạ của tôi cũng không theo được. Mỗi lần khi tìm thấy nó nhất định đang giết người uống máu.
Một tháng 7 ngày lẻ, nó đã giết 37 người rồi. Đông Phương Châu đấu tranh nội tâm, dù sao cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, trong lòng ông ta cũng hơi thấp thỏm, không biết có nên nói cho Tần Đại Sư không, hơn nữa cho dù là bá chủ thế giới ngầm của tỉnh An Tây, thì ông ta vẫn sẽ lo lắng cho con gái, cũng sẽ dằn vặt vì chuyện này, giết người không phải chuyện nhỏ, hơn nữa mỗi đêm đều giết, đây đúng là chẳng khác gì bọn giết người mà. Nhỡ may có ngày, giấy không gói được lửa, thì Đồng Phương Châu cũng khó tưởng tượng nổi kết quả, cho dù ông ta có là người có địa vị một tay che trời ở tỉnh An Tây. Đợi tí nữa tôi sẽ tìm ông tính sổ, tôi đuổi theo cô ấy đã. Sắc mặt Tần Lâm trầm xuống, anh cúp máy, có điều nếu đã tiếp nhận ca bệnh này rồi, Tần Lâm sẽ không bàng quan đứng xem, dù sao anh cũng cảm giác được luồng sát khí nồng đậm trên người Đồng Dao, cô gái này thực sự là cỗ máy giết người. Sự tồn tại của cô ấy có sức uy hiếp cực kỳ lớn với nhiều người. Tần Lâm không bắt cô ấy lại, anh muốn xem, Đồng Dao rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao muốn giết người. Bệnh của Đồng Dao bây giờ không chỉ đơn giản là giết người cướp của, anh nghi ngờ cô ấy có nhân cách thứ hai hoặc bị ai đó khống chế. Người hai nhân cách không ít, thậm chí rất nhiều, Tần Lâm nghe sư phụ nói, có người có 7 nhân cách, chính là 7 người khác nhau cùng tồn tại trong cơ thể, vô cùng đáng sợ. Có điều phải quan sát cô ấy. Tần Lâm sẽ không vì không rõ sự việc mà đưa ra kết quả, ít nhất lúc này, anh vẫn muốn quan sát thêm. Mỗi tối đều ra ngoài giết người, nghe có vẻ sởn gai ốc, đây không phải chuyện đùa, vì sự an toàn của mọi người, nhất định phải chữa khỏi cho Đồng Dao. Đúng lúc này, Tần Lâm đi theo Đồng Dao xuất hiện ở trong một quán bar trong ngõ, đôi chân dài đi giữa màn đêm, lại càng dài hơn, gợi cảm hút hồn, sự lạnh lẽo lan tỏa, như thoát ra khỏi vỏ, lộ ra mũi nhọn. Thích không, cho em đấy, kim cương 1 carat, có đủ sáng không? Một anh thanh niên tóc dài chặn một tay trên tường, tay khác lấy ra một chiếc nhẫn kim cương chói mắt, dưới ánh sáng đèn đường, càng khiến người ta thêm hoa mắt. Cô gái thẹn thùng mà đỏ mặt, khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra sự vui vẻ. Vậy để anh đeo cho em. Anh thanh niên khẽ cười, vô cùng vui, lấy chiếc nhẫn ra đeo cho bạn gái. Tuy nhiên lúc này, một con dao phóng ra. Không hề chật, chúng vào người anh thanh niên, cắt đứt ngón tay cầm nhẫn của anh thanh niên. Sắc mặt Tần Lâm thay đổi, hét lên hai tiếng, khiến đôi nam nữ kia kinh ngạc. Anh thanh niên đau đến mức nhe răng toét miệng, máu tươi phun ra, phun hết lên mặt cô gái kia vì quá sợ hãi, lệ rơi đầy mặt, hòa chung cùng máu anh thanh niên, rửa trôi lớp trang điểm, cô sợ đến mức sững sờ ngay tại chỗ, không dám động đậy, có điều mắt không ngừng rơi lệ. Cơ thể run rẩy. Ai, mẹ kiếp ai làm? Anh thanh niên gào lên, lúc này Đồng Dao từ từ bước ra từ con hẻm, tiếng giày cao gót cộp cộp, vô cùng kỳ dị, cả con ngõ trở nên quỷ quái và kinh dị. Cô là ai? Anh thanh niên nhìn Đồng Dao, mặt đen xì, môi tái nhợt, bởi vì ngón tay đã bị cắt đứt, máu không ngừng chảy. Đồng Dao lạnh lùng nói. Người sẽ giết anh. Cô bước từng bước đến chỗ anh thanh niên tóc dài, sắc mặt anh thanh niên thay đổi, sợ đến mức lòng run rẩy, quay người muốn chạy, căn bản không kịp nhìn cô gái sợ đến mức hai chân mềm nhũn ở bên. Vèo. Một con dao lại phi ra, phóng vào bắp chân của anh thanh niên, một tiếng thét lại vang lên, anh thanh niên nằm trên đất, mặt hoảng sợ. Anh thanh niên lòng đầy sợ hãi, mặt xám như tro tàn. Đừng qua đây, cút đi. Mỗi bước chân của Đồng Dao lại khiến mồ hôi trên trán anh thanh niên nhiều hơn một chút. Cô đừng qua đây. Anh thanh niên gào thét, nhưng Đồng Dao càng ngày càng gần, con dao trong tay lại phóng qua, tay giơ lên đao rơi xuống, bách phát bách trúng. Nó phóng vào xương bả vai của anh thanh niên. Anh thanh niên kêu gào liên tục, sợ hãi tột độ. Tần Lâm biết mình nhất định phải ra tay, nếu không chắc tên này sẽ bị Đồng Dao giết. Vèo. Con dao lại phóng ra, ánh mắt của Tần Lâm đột nhiên dừng lại, anh phóng người qua, một tay tóm lại con dao, nó dừng giữa không trung, lặng yên không một tiếng động, đứng trước mặt anh thanh niên, nhìn Đồng Dao. Dám cản tao, cút. Giọng nói của Đồng Dao hơi khàn, không giống như lúc ở khách sạn, vô cùng mị lực. Mà ánh mắt của cô lại khiến anh không hiểu được, cô như biến thành người khác, đây cũng không phải ánh mắt lúc trước Đồng Dao nhìn anh, mà cô cũng dường như không nhận ra anh. Tần Lâm lạnh lùng nói. Vậy thì phải xem cô có bản lĩnh đến đâu. Giết người đền mạng, cô biết mình đang làm gì không?
ai cần mày quản, muốn chết. Đồng Dao không hề khách khí, không rông dài, căn bản không có ý định nói chuyện tiếp với anh, đôi chân dài đẹp phóng ra, như gió rền sấm chớp, con dao lóe lên, cả hai ra tay cùng lúc, ép sát Tần Lâm. Tần Lâm lại tóm lấy con dao, trở tay phóng ra, nó phóng qua vai áo của Đồng Dao, làn da trắng như tuyết lộ ra. Tần Lâm nói nhỏ, đắc tội rồi, tôi không cố ý. Đồ cặn bã. Đồng Dao gầm lên, phóng người qua, đấu với Tần Lâm, móng tay như xé toạc không trung, tiếng gió rít lên. Như móng vuốt của chim ưng vậy, điên cuồng tàn phá, mặt Tần Lâm hơi biến sắc, đây chính là ưng chảo công đích thực, không phải ai cũng dùng được đây, Đồng Dao này có vẻ thực sự là người trong giang hồ, thực không đơn giản. Tần Lâm lấy lùi làm tiến, hết sức cẩn thận đối mặt với sự công kích của Đồng Dao, người phụ nữ này không hề đơn giản chút nào, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn lúc ở trong khách sạn, điều này càng khiến cho Tần Lâm không thể nào ngờ được. Nhân cách thứ hai. Tần Lâm nhíu mày, chắc tính cách Đồng Dao sẽ nghiêng về nhân cách này hơn, hơn nữa cô rất có thể là một sát thủ, tại sao cứ một mực đòi giết người chứ? Người ta không thù không oán với mình, tại sao lại luôn muốn làm như vậy? Giết người là vì niềm vui, Tần Lâm không thể biết được, nhưng nếu anh đã nhận chữa trị cho bệnh nhân rồi thì chắc chắn sẽ không để cô làm sằng làm bậy. Tần Lâm không thể ngờ chiêu nào của Đồng Dao cũng đều là chí mạng, không hề có tí gì là nương tay, hơn nữa còn vô cùng dứt khoát hung bạo, mục đích chỉ có một, đó là giết người. Sau khi đấu hơn 10 chiêu với Đồng Dao, Tần Lâm cũng không còn tâm trạng để kéo dài nữa, cứ bắt cô lại đã rồi nói tiếp. Nhưng Tần Lâm phát hiện mục tiêu của cô vừa rồi hình như là người thanh niên kia, phi đao lập tức được phóng ra với tốc độ cực nhanh. Chết tiệt! Tần Lâm xoay người chụp lấy phi đao, trong chớp mắt, anh giơ hai chân đá trúng bụng dưới của Đồng Dao, sắc mặt Đồng Dao thay đổi rõ rệt, ánh mắt như thiêu đốt, sát khí đằng đằng. Muốn chết à? Còn không mau cút đi! Tần Lâm quát lên với người thanh niên tay bị đứt lìa kia, anh ta hoảng loạn bỏ chạy về phía cuối hẻm. Bấy giờ người phụ nữ này mới định thần lại, sau đó cũng bỏ chạy. Đồng Dao vẫn không cam tâm, muốn truy sát tới cùng, nhưng Tần Lâm đã chặn cô lại, căn bản không để cho cô bất kỳ đường thoát nào. Bịch bịch bịch, Tần Lâm tung bát cực quyền vô cùng mạnh mẽ, Đồng Dao căn bản không thể chịu nổi, anh đánh đến mức thông ba đường kinh mạch, thực lực của Tần Lâm đã khác xa so với trước đây, sức mạnh vô cùng to lớn, cuối cùng Đồng Dao cũng thua dưới tay anh, cô không ngừng lùi về sau. Chân bước loạng choạng, căn bản không thể ra uy trước mặt Tần Lâm được nữa. Cuối cùng Tần Lâm cũng tóm được Đồng Dao, anh đè mạnh áp chế cô. Đồng Dao lạnh lùng nhìn Tần Lâm chằm chằm, nhưng không sao cử động được, ánh mắt xem nhẹ cái chết của cô càng khiến cho Tần Lâm thấy nghi ngờ. Người phụ nữ này thật sự không phải Đồng Dao, hơn nữa cô giống như phát điên vậy, thậm chí còn hận anh thấu xương. Có ngon thì mày giết tao đi. Đồng Dao tức giận gào lên. Giết cô. Vậy thì dễ cho cô quá rồi nhỉ, cô giết nhiều người như thế, chẳng lẽ muốn chết là xong à? Tần Lâm lạnh lùng nói. Liên quan gì đến anh? Đồng Dao nói. Phạm tội giết người, thiện ác hữu báo, cô không sợ mình gặp phải báo ứng à? Tần Lâm nhìn sang Đồng Dao. Anh không có tư cách phán quyết tôi. Giọng Đồng Dao lạnh như băng, cô phẫn nộ gầm lên. Cô đang như cá nằm trên thớt, đạo lý như vậy cô còn chưa hiểu ư? Cô cảm thấy mình có thể thoát khỏi tay tôi à? Tần Lâm nói. Vậy thì anh giết tôi đi xem nào. Ánh mắt của Đồng Dao đột nhiên trở nên quỷ dị. Cô cười âm hiểm nhìn Tần Lâm, trong ánh mắt lóe lên tia sắc bén như thiêu đốt. Nụ cười này khiến cho Tần Lâm hơi giật mình. Người phụ nữ này hệt như một con yêu quái vậy, luôn khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng quỷ dị. Cô thật sự muốn chết sao? Tần Lâm nói với vẻ điềm tĩnh. Giết tôi đi. Bố tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu, ông ấy là bá chủ của tỉnh An Tây này đấy, nếu như anh dám ra tay với tôi thì kết cục của anh sẽ là con đường chết. Đồng Dao cười càng lúc càng tươi, cô thích thú nhìn Tần Lâm. Cô ung dung như vậy thì tôi sẽ không dám giết cô sao? Tần Lâm cũng cười phá lên. Anh có thể thử xem nào. Đồng Dao cách Tần Lâm rất gần, hơi thở vô cùng nhẹ, trong con hẻm tối tăm này lại khiến cho người ta cảm thấy hết sức mập mờ. Thử thì thử, con người tôi cũng chẳng tin mấy thứ tà ma gì đâu. Giết cô rồi thì Đồng Phương Châu có thể làm gì tôi đây? Tần Lâm nhíu mày, sau đó nắm chặt cổ tay Đồng Dao, sắc mặt anh chợt thay đổi. Quả nhiên có dở trò. Tần Lâm thoáng cười,
Đồng Dao không hề có nhân cách thứ hai, mà trong cơ thể cô còn có một người khác. Ngay lúc Tần Lâm nắm chặt cổ tay Đồng Dao mới phát hiện ra sự tồn tại của người đó, hơn nữa còn là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Oan hồn, ký sinh, chỉ có vào ban đêm thì cô ta mới xuất hiện, hơn nữa, oan hồn này và Đồng Dao phải có mối quan hệ gì đó không bình thường, nếu không thì cô ta sẽ không thể nào ký sinh lên cơ thể Đồng Dao được. Ánh mắt của cô ta vô cùng quỷ dị, còn Đồng Dao cứ luôn gọi Đồng Phương Châu là cha, mà không phải là bố, người phụ nữ này chắc chắn không phải Đồng Dao. Cô ta rốt cuộc là ai? Đối với Tần Lâm mà nói thì đây là một bí ẩn, vì cô ta đang ở đây nên Đồng Dao mới chém giết lung tung như thế. Một cơ thể chứa hai linh hồn. Từ trước đến giờ Tần Lâm chưa từng được nghe qua chuyện này, nếu như bị tà ma nhập thì nhất định sẽ áp chế được linh hồn. Nhưng Đồng Dao ban ngày và Đồng Dao ban đêm hoàn toàn là hai người khác nhau. Vậy nên Tần Lâm vẫn luôn cho rằng Đồng Dao có hai nhân cách, nhưng bây giờ anh mới cảm nhận được mạch đập khác so với lúc trước, Đồng Dao căn bản không có chỗ nào bất thường cả, đương nhiên đây hoàn toàn là một con người khác. Vậy anh mau đến đi, giết tôi, xem anh có sống được đến ngày mai không. Đôi mắt ma mị của Đồng Dao nhìn về phía Tần Lâm. Được, vậy tôi sẽ tiễn cô về miền cực lạc đây. Ánh mắt Tần Lâm đanh lại, một tay cầm kim bạc, lập tức châm vào huyệt sinh tử của Đồng Dao. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vang vọng trong con hẻm nhỏ, lúc này ánh mắt của Đồng Dao đã nới lỏng đi ít nhiều, nhưng cô ta đột nhiên nổi giận. Anh rốt cuộc là ai? Trong mắt Đồng Dao ánh lên tia hoảng sợ, Tần Lâm đã khống chế được cô ta rồi, hơn nữa còn dùng kim bạc trực tiếp đâm vào để áp chế linh hồn cô ta. Quỷ môn thập tam châm quả nhiên có tác dụng. Khóe miệng Tần Lâm hơi nhếch lên, dù cho có dính bất kỳ vật tà ma gì ám lên người, chỉ cần tìm được huyệt đạo tương ứng, nhất định sẽ bách phát bách chúng. Quỷ môn thập tam châm là chiêu thức chuyên về việc chống lại những thứ tà ma đó, đó là di sản không thể kế thừa của quỷ cốc tử. Nó làm cho, Đồng Dao, cảm nhận được mùi vị của cái chết, cho nên cô ta mới cảm thấy sợ hãi tột độ. Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là tôi có thể giết được cô. Tần Lâm nói một cách chắc cú. Mơ đi, nếu giết tôi thì Đồng Dao sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đồng Dao tức giận quát lên. Cô ấy biết sự tồn tại của cô à? Tần Lâm ngây ra, xem ra Đồng Dao không chỉ biết về sự tồn tại của linh hồn này, mà còn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Hừm, đương nhiên rồi, nếu như anh giết tôi thì cô ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu, thả tôi ra. Đồng Dao không ngừng giãy giụa. Mọi người đều phải nghe theo số mệnh của trời, vậy nên cô nhất định phải chết. Cho dù Đồng Dao không bỏ qua cho tôi thì bố cô ấy cũng sẽ cảm kích tôi mà thôi, cô sớm đã chết rồi, còn có một chút hồn phách mà còn muốn tác yêu tác quái sao. Cô nghĩ rằng mình ngông cuồng được bao lâu đây? Tần Lâm cảm thấy không đáng, cho dù là ai hay có quan hệ gì với Đồng Dao thì nhất định cũng phải trừ khử. Nếu giết tôi thì Đồng Dao cũng sẽ truy sát anh đến chân trời góc bể, tôi chính là mạng sống của Đồng Dao. Giết tôi thì cô ấy cũng sẽ không sống được đâu, he he he, giết đi, có ngon thì giết tôi xem nào. Ha ha ha, Đồng Dao, cười âm hiểm nói, tiếng cười vô cùng quỷ dị, khiến cho Tần Lâm cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Nể mặt mà không chịu à, để xem tôi xử lý cái hồn phách này của cô như thế nào. Quỷ môn thập tam châm sẽ tiễn cô đi đầu thai. Tính tình nóng nảy của Tần Lâm đã bộc phát, dám uy hiếp anh sao? Ông đây kiếm cơm bằng gì cô còn không biết ư, cho dù có là yêu ma quỷ quái nào thì tôi cũng sẽ xử sạch. Người chết hồn tan, đấy là luân thường đạo lý, diệt trừ cô là thay trời hành đạo, tôi tuyệt đối sẽ không nhân từ. Ánh mắt Tần Lâm lóe lên, kim bạc trong tay lập tức đâm vào cơ thể của Đồng Dao. À, đừng! Tiếng thét thấu tận tim gan vang vọng bên tai Tần Lâm, nhưng Tần Lâm lại tỏ ra không hề hay biết, linh hồn này vô cùng kiêu ngạo. Xem cô chạy đằng nào cho thoát. Tôi sai rồi, xin anh, làm ơn đừng giết tôi, à. Cây kim thứ 11 của Tần Lâm đâm xuống cơ thể, Đồng Dao, 11 tử huyệt đều bị phong ấn làm cho linh hồn gầm lên, mỗi một tử huyệt đều là nơi ký sinh của linh hồn, đương nhiên Tần Lâm sẽ không mềm lòng. Tử huyệt thông với phong ấn linh hồn, một khi tử huyệt bị phong ấn hoàn toàn thì linh hồn cũng sẽ bị kim bạc đâm chết, giống như người hóa thành tro cốt. Chẳng phải lúc nãy cô ngon lắm sao? Bây giờ sao không cầu xin nữa? Tần Lâm thầm cười khẩy, rồi đâm cho đến khi, Đồng Dao, kêu lên thảm thiết,
tiếng thét xé thấu ruột gan. Xin anh tha cho tôi đi, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Chất giọng khàn khàn mang theo vẻ tuyệt vọng vang lên, nhưng Tần Lâm lại không hề có chút do dự nào. Cô giết nhiều người như vậy, đây là quả báo của cô. Tần Lâm trầm giọng nói. Tôi đúng là muốn hủy đi đồng dao đấy, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào gì mà người chết lại là tôi? Tại sao không phải là cô ta? Sao cứ là cô ta ưu tú hơn tôi? Tại sao ông trời lại luôn muốn lấy mạng của tôi? Dựa vào cái gì chứ? Ánh mắt, đồng dao, lúc này hệt như thần chết, tràn đầy oán hận và không cam lòng, nội tâm giằn xé càng không thể nói nên lời. Giết người đền mạng, đó là do cô tự chuốc lấy, vốn đã chết rồi lại còn làm hại người khác, đây là cái mà cô gọi là công bằng sao? Cái chết của cô là tội ắt phải trả, không thể trách móc ai được, ông trời có mắt lắm, vậy nên một kẻ giết người như cô nhất định phải chết, nếu không thì sẽ khiến nhiều người bị hại hơn nữa. Tần Lâm không hề có chút thương xót nào, cho dù có vì 30 người đã chết kia thì anh cũng sẽ không dừng lại, bất kể cô ta có quan hệ như thế nào với đồng dao, bản thân anh lúc này chắc chắn không thể nào dừng tay được. Tần Lâm có trách nhiệm cho Đồng Phương Châu, nhưng cũng phải có trách nhiệm với những người đã khuất kia. Trời đất luân hồi, chúng sinh rơi lệ. Là một bác sĩ nên Tần Lâm phải có nghĩa lớn, cái gọi là nghĩa lớn đó chính là cứu người, trừ ác và ban phát lương thiện, vậy nên anh không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Giết tôi thì anh nhất định sẽ rước họa vào thân. Hai mắt, đồng dao, đầy căm phẫn, Tần Lâm vung tay lên rồi đâm cây kim cuối cùng xuống vào thẳng tử huyệt, phần hồn còn sót lại lập tức tan thành mây khói. Đồng dao ngay tức khắc ngã vào lòng anh, cơ thể vô cùng yếu ớt, sau đó Tần Lâm bắt mạch cho cô, cảm thấy không còn gì đáng ngại, nhưng cơ thể cô lại quá yếu, dù gì thì một cơ thể chứa hai linh hồn, lại còn từ sáng đến tối không được nghỉ ngơi, đương nhiên mệt mỏi là điều khó mà tưởng tượng nổi. Phù, cuối cùng cũng xong rồi. Tần Lâm nhìn xuống cơ thể nóng bỏng của đồng dao nằm trong lòng mình, khiến cho nhịp tim đàn ông không khỏi đập thình thịch, có hơi thở dốc, thân thể cô mềm mại như đệm bông của sofa vậy, khuôn mặt xinh đẹp đó cùng với vẻ mệt mỏi quả thật là quyến rũ không sao tả nổi. Hoặc bởi vì do luyện võ nên làm cho cơ thể của đồng dao vô cùng mềm dẻo, đây đúng là một cô gái hoàn hảo. Mau bảo lão đồng đưa về đi, nếu chơi sẽ nóng phỏng tay đấy. Tần Lâm lắc đầu cười thầm, cho dù là lý do gì đi nữa thì sau khi đồng dao tỉnh dậy vẫn sẽ tìm anh tính sổ mất, mặc dù anh đã chữa khỏi bệnh cho cô, cũng như diệt được, đồng dao, xuất hiện vào ban đêm kia, nhưng mối quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn còn là một ẩn số. Sau đó Tần Lâm đưa đồng dao đến khách sạn, Đồng Phương Châu đã đợi sẵn ở cửa, mặt mày vô cùng tiều tụy, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Ngay khi nhìn thấy Tần Lâm, cuối cùng cũng như chút được gánh nặng, ông ta vội vàng chạy đến. Sao rồi, Tần Đại Sư, con gái tôi, không sao chứ? Đồng Phương Châu vội hỏi. Không sao, không có gì đáng lo, còn về chuyện gì thì tôi không tiện nói, tôi chỉ có thể nói với ông rằng trước đây trên người con gái ông có hai linh hồn còn lại không phải của cô ấy, bây giờ có thể sống được đã là tốt lắm rồi. Sau này, dáng trông kỹ cô ấy vào. Tần Lâm nghiêm túc nói. Sắc mặt Đồng Phương Châu đột nhiên thay đổi, nhưng lời của Tần Đại Sư, ông ta không thể không tin được. Lúc trước ông ta đã từng nghe người ta nói qua về việc người có hai nhân cách, nhưng không ngờ chuyện như thế này lại xảy ra với con gái mình. Hai linh hồn. Nghe qua thì cảm thấy nổi da gà, nhưng Tần Đại Sư đã chữa khỏi rồi thì nhất định không phải là giả. Cảm ơn Tần Đại Sư, đây là chút thành ý nhỏ của tôi, cậu nhất định phải nhận lấy. Đồng Phương Châu lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, dùng hai tay đưa cho Tần Lâm. Quan hệ giữa chúng ta không cần phải vậy đâu. Tần Lâm xua tay. Tình cảm là tình cảm, Tần Đại Sư, cậu nhất định phải nhận lấy, nếu không thì tôi sẽ áy náy lắm. Chỉ có chút quà mọn 20 triệu thôi, Tần Đại Sư không chê là được, sau này chỉ cần Tần Đại Sư mở lời, Đồng Phương Châu tôi nhất định sẽ nghe theo. Đồng Phương Châu kiên quyết nói. Mặc dù mình và Tần Đại Sư không phải mới qua lại một lần, nhưng ông ta cũng không thể nào để cho Tần Đại Sư cứu con gái mình không công như vậy được. Số tiền này nhất định phải đưa cho anh, đương nhiên tình cảm sẽ càng thêm sâu đậm hơn. Ông ta cũng biết rõ năng lực của Tần Đại Sư, đối với ông ta mà nói thì việc qua lại với Tần Đại Sư tuyệt đối là có lợi mà không có hại. Nếu đã như vậy thì khó mà chối từ được, tôi đành nhận nhé. Tần Lâm cũng nhận lấy, đương nhiên anh không quan tâm gì đến số tiền 20 triệu. Nhưng nếu không nhận thì Đồng Phương Châu sẽ cảm thấy rất áy náy.
thời gian không còn sớm nữa, Tần đại sư, tôi không làm phiền cậu nữa, tôi đã chuẩn bị sẵn khách sạn rồi, lát nữa để Lão Khúc đưa cậu về nghỉ ngơi nhé. Đông Phương Châu cười nói. Được thôi. Đông Phương Châu tiễn Tần Lâm rồi vội vàng chạy vào trong thăm con gái, dù gì thì bây giờ Đồng Dao vẫn đang hôn mê, bởi vì cơ thể cô đã quá suy nhược. Nhưng trong lúc Đồng Dao hôn mê lại không ngừng toát mồ hôi, vẻ mặt đầy sự đau đớn, giãy giụa liên tục, Đông Phương Châu vô cùng lo lắng, nhưng nếu Tần Đại Sư đã nói không sao thì ông ta vẫn nên yên tâm thì hơn, ông ta tin tưởng Tần Đại Sư. Cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ thì Đồng Dao cũng tỉnh lại, trán toát đầy mồ hôi, ánh mắt đỏ ngầu, không ngừng thở hổn hển. Con tỉnh lại rồi sao Dao Dao? Đông Phương Châu vui mừng. Không, không còn, không còn, tất cả đều không còn. Đồng Dao lẩm bẩm nói, ánh mắt vô cùng đau khổ, cô nhìn sang Đông Phương Châu với ánh mắt phức tạp. Bố! Đồng Dao ôm chầm lấy Đông Phương Châu khóc lóc thảm thiết đến xé ruột xé gan, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Con không sao chứ, Dao Dao, con thật sự ổn đúng không? Con đừng có dọa bố. Đông Phương Châu hơi kinh ngạc hỏi. Con không sao, bố không cần lo cho con đâu. Đồng Dao thấp giọng nói, lau đi nước mắt, nhưng tâm trạng vẫn u sầu như vậy. Trong lòng Đông Phương Châu vẫn còn hơi lo lắng, mặc dù Tần Đại Sư đã nói Đồng Dao không sao, Dao Dao cũng đã tự nói với ông ta, hơn nữa, cô cũng hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng trước đây. Vậy, được, con nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai bố lại đến thăm con. Đông Phương Châu vỗ vai con gái rồi nói. Dạ. Đồng Dao gật đầu, lúc này Đông Phương Châu mới ra khỏi phòng. Đông Phương Châu nhìn sang Khúc Bích Sinh rồi nói. Tìm người trông chừng tiểu thư, tuyệt đối không thể để con bé ra ngoài lần nữa, có gì bất thường thì nhất định phải báo ngay cho tôi. Trong lòng Đông Phương Châu vẫn cảm thấy lo lắng, hơn nữa lúc trước Đồng Dao đã giết nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều việc ông ta phải xử lý, chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản. Trong phòng tối, Đồng Dao nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cắn chặt môi, đến nỗi khóe miệng chảy cả máu, hai mắt cô đỏ ngầu như thiêu như đốt. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tần Lâm, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.